Đấu La Đại Lục phần 2 Tuyệt Thế Đường Môn tập 433-36, Nam Cung Oản Nhu Nhược thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Tại nhìn chăm chú Nhật Nguyệt Đế Quốc trại lính đồng thời, tinh thần của hắn cộng hưởng cũng theo đó mở ra, Duy Na chỉ cảm giác trước mắt đột nhiên sáng ngời, ngay sau đó, phía dưới, tối như mực một mảnh bầu trời đêm liền trở nên rõ ràng, cảnh tượng tại trong mắt nhanh chóng phóng đại. Xung động cảm giác làm cho thân thể nàng hơi chấn động một chút, đây, quả thực là thần kỹ vậy năng lực à? Ít nhất tại chính sát lúc là như thế này, nếu như chúng ta quốc gia cũng có bực này thiên phú hồn sư, như thế nào lại bại thảm như vậy? Thiên Hồn Đế Quốc lấy quốc gia bị diệt 2/3 thê thảm đau đớn một cái giá lớn đầy đủ nhận thức được thời đại mới hồn đạo khí sau khi xuất hiện, trinh sát tại chiến tranh trước tầm quan trọng. Luận thực tế chiến lược, Thiên Hồn Đế Quốc vô luận như thế nào cũng không trở thành bị Nhật Nguyệt Đế Quốc dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre vậy, trong khoảng thời gian ngắn xâm chiếm đại lượng quốc thổ, ngoại trừ hồn đạo khí ưu thế bên ngoài, hay là tại trinh sát trước tuyệt đối chênh lệch rồi, từ đầu đến cuối đều là Thiên Hồn Đế Quốc một mực bị động bị đánh. Thậm chí không biết địch nhân sẽ từ lúc nào xuất hiện, thực lực có bao nhiêu, cho nên mới phải như vậy thất bại thảm hại. Tại trong nội tâm Duy Na lúc cảm khái, Hoắc Vũ Hạo đã bắt đầu cẩn thận quan sát Nhật Nguyệt Đế Quốc trại lính bố trí. Hắn và Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân, nhất là có hồn đạo sư quân đoàn tồn tại quân đội đã đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Bởi vậy, đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội bố trí tình huống, theo doanh trướng phương diện cũng có thể nhìn ra một ít. Rất nhanh, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo liền trở nên khó coi, thậm chí còn nhịn không được hít sâu một hơi. Nếu để cho hắn để hình dung Nhật Nguyệt Đế Quốc đại doanh lời mà nói. Như vậy, hắn nguyện ý dùng vững như Thái Sơn, vững như bàn thạch để hình dung. Toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc đại doanh là xếp thành một hàng dài, nhưng cái này xếp thành một hàng dài lại không phải hoàn toàn ngang gạt ra đấy, ngược lại là căn cứ địa hình thoáng quay quanh, đầy đủ lợi dụng chung quanh địa hình, hơn nữa an bài cực kỳ nghiêm cẩn, là trọng yếu hơn là Hoắc Vũ Hạo tại Nhật Nguyệt Đế Quốc trong quân doanh thấy được 5 hồn đạo khí trận địa, mỗi một cái trận địa quy mô ít nhất đều cần một chi hồn đạo sư quân đoàn mới có thể xây dựng đi ra. Nói cách khác, Nhật Nguyệt Đế Quốc tại đây chính diện trên chiến trường, tổng cộng bố trí 5 hồn đạo sư quân đoàn, không nói, trước hộ quốc trì thủ có mấy cái ở chỗ này, riêng là cái này 5 hồn đạo khí trận địa là có thể cam đoan bọn hắn cố thủ không có vấn đề gì cả. Hơn nữa một khi khởi xướng toàn diện tiến công, lực phá hoại liền là to lớn. Nhật Nguyệt Đế Quốc sở dĩ hiện đang không có làm như vậy, rất có thể là vì lúc trước trong chiến tranh tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Hoắc Vũ Hạo thấy, thông qua tinh thần cộng hưởng, Duy Na công chúa tự nhiên cũng nhìn thấy nàng đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội tình huống trước mắt vẫn là có chỗ hiểu rõ đấy. Thông qua lần này quan sát, rất nhiều trước kia không rõ địa phương nhìn càng rõ ràng hơn rồi. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, nói, 5 hồn đạo khí trận địa, coi như là cực hạn đấu la cũng rất khó xông đi vào. Công chúa điện hạ, Nhật Nguyệt Đế Quốc hộ quốc chi thủ hiện tại có mấy cái ở chỗ này. Duy Na nói, 2 cái, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cùng Khủng Trảo hồn đạo sư đoàn. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo lần nữa trầm xuống, Nhật Nguyệt Đế Quốc hộ quốc chi thủ ngũ đại hồn đạo sư đoàn ở bên trong, cường đại nhất không thể nghi ngờ là Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, còn lại 4 người thú vương cấp hồn đạo sư đoàn ở bên trong, kỳ thật thực lực cũng là có điều khác biệt, trong đó, mạnh nhất liền là Hoàng Long hồn đạo sư đoàn, tiếp theo mới được là Khủng Trảo hồn đạo sư đoàn cùng Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn, yếu nhất là Tà Quân hồn đạo sư đoàn. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cùng Sợ Trảo hồn đạo sư mão đoàn, cái này 2 lớn hồn đạo sư đoàn đều tại nơi đây, cũng thì tương đương với 4 người thú vương cấp hồn đạo sư đoàn vượt qua một nửa sức mạnh, khó trách Thiên Hồn Đế Quốc tình hình chiến đấu sẽ gian nan như vậy. Tốt rồi, từ trên cao thì ra là có thể chứng kiến những thứ này, chúng ta phải đi về, Hoắc Vũ Hạo nói với Duy Na. Kỳ thật, nếu như chỉ là chính bản thân hắn lời mà nói, hắn còn có thể triển khai một loạt trinh sát xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn a, thậm chí sẽ hạ thấp độ cao, hoặc là mạo hiểm dùng tinh thần dò xét, nhưng mang theo Duy Na công chúa hắn lại không thể làm như vậy, hắn nhất định phải cam đoan Duy Na công chúa an toàn. Đúng lúc này, trong lúc đó, Hoắc Vũ Hạo trong lòng báo động, loại này báo động không phải tới từ tại tinh thần dò xét, hoặc là hồn lực chấn động đấy, mà là tới từ ở hắn tam nhãn kim nghe đầu lâu, thì ra là vận mệnh chi lực cho hắn đột nhiên để tình. Không đúng. Theo bản năng hướng phía dưới nhìn lại, Hoắc Vũ Hạo lập tức phát hiện, ở đằng kia 5 hồn đạo sư trận địa ở bên trong, có một hồn đạo sư trận địa ẩn ẩn phát ra ánh sáng màu đỏ. Không được, Hoắc Vũ Hạo trầm giọng quát, ngay sau đó, hắn đột nhiên cải thành song tay nắm lấy Duy Na công chúa sau lưng phi hành hồn đạo khí, thân thể trên không trung, bỗng nhiên xoay quanh một tuần sau, toàn lực đem Duy Na công chúa ném bay ra ngoài. Chờ Duy Na kịp phản ứng thời điểm, thân thể của nàng đã giống như đạn pháo thông thường bay ra ngoài, mà Hoắc Vũ Hạo mình thì là nhanh chóng hướng không trung bay lên. Ném ra ngoài Duy Na, hắn đã đem tốt nhất đào thoát thời gian lãng phí, mình lại muốn chạy trốn ra địch nhân phạm vi công kích đã rất khó, chỉ có thể tận khả năng lên không. Càng là không trung, hồn lực suy giảm sẽ càng lợi hại. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo còn dùng rồi di chuyển tức thời để cho mình lăng không nhổ lên cao. Ngay tại hắn làm xong những điều này, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hồng quang đã là kinh thiên lên, lập tức xẹt qua vượt qua 4000 mét không trung, đem thân thể Hoắc Vũ Hạo bao trùm trong đó. Cái này đạo hồng quang đường kính vượt qua 100 mét, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng này lập tức bộc phát ra lừng lẫy khí thế, vẫn là làm cả bầu trời phảng phất đều bị đâm rách tựa như. Duy Na mắt thấy này kinh thiên ánh sáng màu đỏ tại trước người mình cách đó không xa xẹt qua, sau đó thân thể Hoắc Vũ Hạo liền bị cắn nuốt trong đó, lập tức há to miệng, cả người hoàn toàn ngốc trệ. Tại 4000 mét không trung, không có Hoắc Vũ Hạo trợ giúp, nàng hiện tại thì ra là miễn cưỡng khống chế được thân thể của mình không đến mức rơi xuống. Nàng chưa kịp có càng nhiều phản ứng, giọng nói của Hoắc Vũ Hạo lại đột nhiên tại trong óc nàng vang lên, ngươi đang làm gì đó, còn không mau đi. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện lên, một phát bắt được hắn, mô phỏng hồn kỹ lần nữa khởi động, đồng thời mang theo nàng dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. May mắn, này ánh sáng màu đỏ tự hồ chỉ có một kích chi lực, liền không xuất hiện nữa rồi. Hào quang dần dần ảm đạm xuống, lặng yên biến mất. Vũ Hạo, ngươi không sao chớ? Duy Na công chúa lúc này mới phản ứng được, nàng mặc dù không biết vừa rồi này ánh sáng màu đỏ là cái gì, nhưng tối thiểu cũng minh bạch, này cũng không phải pháo hoa chứ, có thể kéo dài qua vượt qua 4000 mét trở lên khoảng cách. Vậy muốn uy lực cường đại dường nào công kích mới có thể làm đến à? Nếu như không phải Hoắc Vũ Hạo, chỉ sợ mình đã chết ở một kích kia dưới rồi. Duy Na cũng không nhìn thấy chính là, trên người Hoắc Vũ Hạo, lúc này đen kịt lân phiến đang từ từ rút đi, mà y phục trên người hắn lại sớm đã là bỏ đi không một dấu vết. Chính thức đã trải qua một kích kia Hoắc Vũ Hạo, mới hiểu thêm một kích kia khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo còn biết rõ một kích kia lai lịch. Liên động công kích hồn đạo khí, sẽ không có sai. Lúc này trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo như trước tràn đầy rung động, này ánh sáng màu đỏ, năng lượng cao suất cao, lập tức bạo khởi nhiệt độ cao, thậm chí ngay cả hắn kịp thời phóng thích ra băng hoàng hộ thể đều cho tan chảy. Hoắc Vũ Hạo khi đó còn phóng xuất ra một cái cấp 6 vô địch vòng bảo hộ, tương tự tại tiếp theo một cái chớp mắt khí hóa, cuối cùng vẫn kích phát thần thú nghịch lân, lúc này mới đem thân thể của hắn hoàn toàn bảo vệ, nhưng quần áo lại không như vậy hạnh ác trở. Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, nếu như không phải có thú lực lượng của thần tại, mình chết là không chết được, nhưng là nhất định sẽ bị thương nặng. Phải biết, đây chính là hoành khóa hơn 4000 mét sau một kích à, nếu như khoảng cách thêm gần một chút lời nói, uy lực còn phải tăng thêm sự kinh khủng. May mắn, công kích giống nhau cũng không có đến lần nữa, mà này Nhật Nguyệt Đế Quốc đại doanh tựa hồ cũng lộ ra rất bình tĩnh. Hoắc Vũ Hạo mang theo Duy Na công chúa bay thẳng đến Thiên Linh Thành phía trên, mới chậm rãi rơi xuống suy sụp, đợi Duy Na công chúa mình có thể khống chế phi hành thời điểm. Hoắc Vũ Hạo đã nhanh chóng lấy ra một bộ y phục bộ đồ tại trên người mình. Thật là nguy hiểm mà, Hoắc Vũ Hạo bây giờ còn có chút ít choáng váng. Hai người bình an sau khi hạ xuống, Hoắc Vũ Hạo mới nhìn đến, sắc mặt Duy Na công chúa hoàn toàn trắng bệch, hắn sắc mặt của mình kỳ thật cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Vũ Hạo, vừa rồi một kích kia là cái gì? Nhật Nguyệt Đế Quốc là thế nào phát hiện chúng ta, hơn nữa tập trung chúng ta vị trí? Cho dù lúc này như trước chưa tỉnh hồn, nhưng Duy Na vẫn là nhịn không được hỏi. Hiểu rõ Nhật Nguyệt Đế Quốc bố trí, đối với Thiên Hồn Đế Quốc bên này nói, thật sự là quá trọng yếu. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, nếu như ta không nhìn lầm Mão lời mà nói, vừa rồi một kích kia, cần phải là tới từ ở liên động công kích hồn đạo khí, thì ra là Nhật Nguyệt Đế Quốc tại đó, 5 hồn đạo sư đoàn một trong hồn đạo khí trận địa tập trung chúng ta, sau đó, hồn đạo khí trận địa phát ra liên động công kích, mặc dù gian cách hơn 4000 mét khoảng cách trải qua suy giảm, nhưng lực công kích như trước tương đương cường hãn. Về phần bọn hắn là thế nào tập trung chúng ta cũng không có thể khẳng định, nhưng tất nhiên là thông qua dò xét hồn đạo khí mới làm được. Xem ra, Nhật Nguyệt Đế Quốc tại địa đối không dò xét hồn đạo khí phương diện, lại có mới thành quả nghiên cứu, lại có thể trực tiếp dò xét đến cách xa mặt đất vượt qua 4000 xem đổi mới, đến 100 độ tuyệt thế đường môn A thức không trung. Nghe hắn vừa nói như vậy, Duy Na công chúa không khỏi hoa dung thất sắc, vốn Thiên Hồn Đế Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc ở giữa, hồn đạo khí công nghiệp chênh lệch cũng đã rất lớn rồi. Nếu như tại tiến thêm một bước kéo xa lời mà nói, chẳng phải là thật sự muốn tiêu diệt nước sao? Nhìn xem Duy Na công chúa sắc mặt khó coi, Hoắc Vũ Hạo an ủi, công chúa điện hạ cũng không cần lo lắng quá mức. Nếu như ta không có đoán sai, Nhật Nguyệt Đế Quốc địa đối không dò xét hồn đạo khí mặc dù có thể dò xét đến tương đối cao địa phương, nhưng mà cũng không phải phạm vi bao trùm, hẳn là chỉ có thể phát hiện phạm vi nhỏ, sau đó trên không trung không ngừng quét qua quét lại. Chúng ta là vừa vặn chạm tới rồi mới bị tập trung công kích, bằng không mà nói công kích cần phải còn có thể theo nhau mà đến mới đúng. Đằng sau không tiếp tục công kích chúng ta, hẳn là bọn hắn đã mất đi đối với chúng ta tập trung. Duy Na cười khổ nói, ngươi không cần an ủi ta, ta biết chúng ta cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc chênh lệch, thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi rồi, nếu như không có ta mà nói, ngươi nói không chừng cũng sẽ không bị đạo ánh sáng kia đánh trúng. Nàng là người thông minh, tình huống lúc đó nàng rất rõ ràng, nếu như khi đó Hoắc Vũ Hạo mặc kệ nàng, mình trước tiên chạy trốn lời nói, nương tựa theo hắn dự phán, hẳn là có thể chạy ra này đạo phạm vi công kích đấy. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, chúng ta là đồng minh, đừng nói những thứ này, bất quá, lần này bị Nhật Nguyệt Đế Quốc phát hiện, đoán chừng phòng ngự của bọn hắn sẽ càng thêm nghiêm mật, lần sau chỉ sợ là thật sự không thể mang công chúa điện hạ cùng đi. Duy Na khẽ vuốt cằm, sờ tay vào ngực, lấy ra một cái màu trắng cái ví nhỏ đưa cho Hoắc Vũ Hạo, đây là chúng ta bên này, cấp bậc cao nhất tín hiệu hồn đạo khí, ngươi mang theo nó, vô luận lúc nào cũng sẽ không bị quân đội bạn công kích. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên minh bạch vị công chúa này điện hạ tâm ý, cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, cất vào ngực mình. Duy Na nhìn thật sâu hắn liếc, nói, Vũ Hạo, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Duy Na đều nhớ kỹ trong lòng rồi, ta muốn mau đi trở về, đem hôm nay thấy nhớ kỹ, như vậy trinh sát tư liệu thật sự là quá chân quý. Được. Đưa mắt nhìn Duy Na rời đi, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới quay người hướng một mình ở tiểu viện đi đến, vừa đi, hắn một bên suy tư về phía trước trên không trung gặp phải tình huống. Thật cường đại liên động công kích hồn đạo khí à, như vậy một kích, coi như là Phong Hào đấu la, cũng phải bị trọng thương đi. Hạnh hảo chính mình có mô phỏng hồn kỹ tại, sau đó lại tiếp tục tàng hình, mới không có đối mặt tiếp tục công kích, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được, ít nhất Duy Na công chúa là không thể nào còn sống trở về đấy. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo hiện tại cũng càng ngày càng cảm thấy, thần thú nghịch lân vẫn có chỗ tốt, ít nhất tại chính mình nhất thời gian nguy hiểm có thể cung cấp bảo hộ, bằng không thì mình trọng thương trở về, cho dù năng lực bản thân cường hãn, cũng cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn mới có thể khôi phục tới. Muốn như thế nào mới có thể tìm được tiểu Nhã lão sư đâu này? Hiện tại Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh vẫn còn như bền chắc như thép, thật sự là quá khó khăn. Mang theo những nghi vấn này, Hoắc Vũ Hạo về tới gian phòng của mình, cởi áo ngoài, ngồi khoanh chân tĩnh tọa minh tưởng. Sáng sớm hôm sau, hắn liền đem chính mình làm xong tìm kiếm tình huống hướng Tống Lão cùng Ngôn Thiểu Triết hồi báo cho. Bất quá hắn chưa nói Duy Na công chúa đi theo mình cùng nhau đi tới, chỉ nói là mình sớm phát hiện liên động hồn đạo khí công kích, sau đó tránh ra rồi công kích, liền đuổi sắp trở về rồi. Nghe xong Hoắc Vũ Hạo giảng thuật, sắc mặt của mọi người đều trở nên trầm ngưng. Tống Lão trầm giọng nói, nếu không, đêm nay ta cùng ngươi cùng đi một chuyến, công kích kia tuy mạnh, nhưng ta bảo vệ ngươi chu toàn cũng còn là không có vấn đề. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút nói, vậy thì không thể tốt hơn rồi, bất quá, Tống Lão, ta còn có một ý định. Hả? Tống Lão nghi ngờ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo quang mang chớp nhấp nháy, ta muốn thử xem, Nhật Nguyệt Đế Quốc địa đối không dò xét hồn đạo khí, cực hạn dò xét độ cao là bao nhiêu, biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Tống Lão nhẹ gật đầu, nàng tự tin, có mình ở, Nhật Nguyệt Đế Quốc liên động công kích hồn đạo khí tuy mạnh, nhưng cũng không thể xúc phạm tới Hoắc Vũ Hạo đấy. Hoắc Vũ Hạo mặc dù không có chính xác tin tức, nhưng hắn cũng có thể ẩn ẩn đoán được, Nhật Nguyệt Đế Quốc tại địa đối không dò xét hồn đạo khí phương diện tiến bộ, rất có thể là bởi vì chính mình trước sau mấy lần cho bọn hắn tạo thành tổn thất, bố trí bọn họ đất này đối không dò xét hồn đạo khí, phải là đặc biệt nhằm vào mình nghiên cứu ra. Hơn nữa, có thể khẳng định là đất này đối không dò xét hồn đạo khí hẳn là chấn động dò xét. Có thể đem chấn động dò xét phóng thích đến cao như vậy đích không trung, coi như là áp xúc thành một cổ, cũng là cực kỳ kinh người rồi. Công nghiệp trình độ lên, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện đúng là có ưu thế tuyệt đối. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Minh Đô, Hoàng Cung. Đây là một gian tĩnh thất rất lớn, chừng tiếp cận 200 mét vuông, trang hoàng càng là có thêm hoàng thất chỉ mới có đích mão xa hoa. Một gã tướng mạo thanh niên anh tuấn đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn mỹ vị món ngon, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Cong, 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 nhẹ nhàng linh hoạt tiếng gõ cửa vang lên. Thanh niên kia lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng đứng người lên, hướng về cửa phương hướng nói, xin mời vào. Cửa mở, ngoài cửa, một gã cung trang mỹ nữ chậm rãi bước vào, tóc dài vén lên thật cao, đẹp đẽ quý giá màu vàng váy dài sấn thác nàng cao quý trang nhã, trắng nõn da thịt óng ánh sáng long lanh, phảng phất nhẹ nhàng sờ, có thể chảy ra nước tựa như. Môn quan, bên trong căn phòng hào khí, bởi vì nhiều hơn như vậy một gã cung trang mỹ nữ, lập tức nhiều hơn mấy phần kiều diễm hương vị. Hoàng tẩu, thanh niên kia âm thầm nuốt xuống một hớp nước miếng, sau đó nhẹ giọng kêu lên, Cung trang thiếu nữ khuôn mặt ửng đỏ, một bộ thẹn thùng bộ dáng, chậm rãi đi đến trước bàn. Không mời ta ngồi xuống sao? Hả? À, Hoàng Tẩu mời ngồi. Hoa phục thanh niên có chút lúng túng nói. Cung trang thiếu nữ chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu, có chút xấu hổ mà nói. Hoàng đệ, ta có chút khẩn trương. Ta cũng có chút, nếu không, Hoàng Tẩu, người trước ăn một chút gì. Hoa phục thanh niên nhìn xem cung trang thiếu nữ này, giống như thiên nga thon dài trắng nõn cổ của. Trong mắt dục vọng, đã là dần dần dấy lên, tự liên thanh âm, đều thoáng nhiều rồi vẻ run rẩy. Trong lòng của hắn đã sớm đối với vị này Hoàng Tẩu có chỗ ngấp nghé rồi, chỉ là một mực không dám, nào nghĩ tới sẽ có như vậy một cái thiên đại cơ hội tốt rơi tại trên người mình. Đây quả thực là so trời sập còn tươi đẹp hơn à, chẳng những là rơi xuống, hơn nữa hãm liêu còn tuyệt đối mỹ vị. Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, hàm răng khẽ cắn môi dưới, ôn nhu nói, Hoàng đệ, ngươi thật sự dám sao? Thanh niên ngẩn người, sau đó cười hắc hắc, nói, nếu bình thường, ta tự nhiên là không dám, nhưng lần này là phụng chỉ làm việc, là Hoàng huynh lại để cho ta làm như vậy, ta còn có cái gì không dám. Hoàng huynh vì bảo thủ bí mật, đã đóng ta đã mấy ngày, bất quá, chứng kiến Hoàng Tẩu, ta lại cảm thấy giao ra bao nhiêu đều là đáng giá. Hoàng Tẩu, ngươi thật đẹp. Cùng trang thiếu nữ cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nếu biết hắn muốn bảo thủ bí mật, chẳng lẽ sẽ không sợ, chúng ta làm thành chuyện tốt sau đó, hắn sẽ giết ngươi diệt khẩu sao? Thanh niên cười ha ha một tiếng, nói, này làm sao có thể, chúng ta chính là đường huynh đệ, tại dòng họ ra phả lên, ta thậm chí là xếp hàng trước mấy vị người thừa kế, không có dòng họ mệnh lệnh, ai dám động đến ta. Hoàng huynh cái này ngôi vị hoàng đế ngồi lên thời gian còn không dài, mặc dù trước mắt xem coi như vững chắc, nhưng nếu là hắn dám đụng đến ta, hừ hừ. Cùng chàng thiếu nữ than nhẹ một tiếng, nói, Hoàng đệ, ngươi muốn quá nhiều rồi, ngươi cũng quá coi thường ngươi Hoàng huynh đích thủ đoạn rồi. Nếu như hắn nhân từ như vậy lời mà nói, lại làm sao có thể ngồi trước cái này ngôi vị hoàng đế à? Hả? Thanh niên sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, Hoàng Tẩu, ngươi đây là ý gì? Cung trang thiếu nữ mỉm cười, lắc đầu, nói, ta không có ý gì, chỉ là muốn lại để cho Hoàng đệ làm minh bạch quỷ mà thôi. Ngươi! Thanh niên đột nhiên đứng người lên, đột nhiên, hắn cảm thấy choáng váng liên hồi lập tức chuyển đến, nhìn xem phía trước mặt thiếu nữ, trong mắt lập tức lộ vẻ khó tin. Thiếu nữ chậm rãi đứng người lên, trên người nàng này, như lan như xạ vậy mùi thơm ngát dần dần phai nhạt, tay phải hướng phía thanh niên kia làm ra một cái hư đẩy động tác, lập tức, thanh niên kia thân thể hướng về sau bay ngược mà ra, rơi trên giường, nhưng ý thức của hắn cũng biến mất theo rồi. Cung trang thiếu nữ, vốn là mang theo vẻ mỉm cười trước mặt bằng lập tức trong trẻo, nhưng lạnh lùng xuống, xin lỗi rồi, Hoàng đệ, muốn trách, ngươi thì trách ngươi Hoàng huynh đi. Vừa nói, trong tay nàng chậm rãi nhiều hơn một chuôi mũi nhọn hình dáng đồ vật, hướng phía giường chiếu đi đến. Một phút đồng hồ sau, cung trang thiếu nữ xuất hiện ở một tòa cung điện bên trong. Bệ hạ, ta đã làm tốt rồi, nàng nhẹ giọng nói ra, mà ở ngôi vị hoàng đế phía trên, ngồi ngay thẳng đấy, có thể không phải là Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng đế, Từ Thiên Nhiên sao, mà cung trang thiếu nữ, như thế đúng là Quất Tử. Quất Tử, vất vả ngươi rồi, mau dậy đi. Từ Thiên Nhiên hướng nàng phất phất tay, mặt mỉm cười, nhưng là, nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, tại hắn này hơi trong lúc cười, còn cất giấu một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ cùng thống khổ. Ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi, vì bảo trì hoạt tính, lập tức tiến hành. Thái y đã chuẩn bị xong, Từ Thiên Nhiên nói. Vâng, bệ hạ. Quất Tử chỉ là khẽ gật đầu, quay người mà đi. Nàng chân trước mới vừa đi ra cung điện, một đạo hắc ảnh đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nàng lúc trước vị trí. Quỳ một gối xuống trên mặt đất, hướng Từ Thiên Nhiên lễ bái nói, Thiên Hỏa Thân Vương đã chết đi, xác nhận là Hoàng hậu nương nương đã hạ thủ, một kích chí mạng, đâm xuyên trái tim mà chết. Ngươi đi xuống đi, gọi thái y sau khi kiểm tra tới gặp ta, Từ Thiên Nhiên lạnh lùng nói. Vâng. Bóng đen lặng yên không một tiếng động ly khai, Từ Thiên Nhiên thì là chậm rãi đứng người lên, mở ra cái kia một đôi chân giả, trong phòng dạo bước lên. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, Thiên Hỏa Thân Vương huyết mạch thập phần thuần khiết, mặc dù bởi vì lời biếng mà tu vi không cao, nhưng là thích hợp nhất đối tượng. Từ Thiên Nhiên tâm tình bây giờ uyển như dao cắt bình thường, mặc dù hắn lao thẳng đến Quất Tử Mão trở thành mình là tối trọng yếu nhất một con cờ, nhưng nhiều năm như vậy một mực cùng một chỗ, như thế nào lại một điểm cảm tình cũng không có chứ. Chỉ là hắn không thể giao hợp, mà hoàng thất cần thái tử, cần một cái người thừa kế, hắn mới ra hạ sách này. Quất Tử từ trên người Thiên Hỏa Thân Vương mượn loại, căn bản không cần thân thể tiếp xúc, nương tựa theo Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo khoa học kỹ thuật cũng có thể hoàn thành. Buồn cười này Thiên Hỏa Thân Vương còn cho là mình chiếm phần lớn tiện nghi, mà Quất Tử tự tay giết hắn là Từ Thiên Nhiên mệnh lệnh. Từ Thiên Nhiên làm như thế dụng ý rất đơn giản, Quất Tử giết chết Thiên Hỏa Thân Vương, cũng liền không có đường lui. Chuyện này một khi truyền đi, Quất Tử sinh mệnh tất nhiên phải đi đến cuối cùng. Đồng thời, hướng Thiên Hỏa Thân Vương mượn loại, Thiên Hỏa Thân Vương thì ra là tương lai thái tử chân chính phụ thân, người như vậy sao có thể sống trên thế gian. Chết ở trong tay Quất Tử, dĩ nhiên là không sợ Quất Tử tương lai sẽ để lộ bí mật, nói cho thái tử cái gì. Đồng thời, cũng là gần một bước đem Quất Tử buộc tại người bên cạnh tự mình là thủ đoạn. Từ Thiên Nhiên cũng biết, chính mình sao làm rất ích kỷ, hơn nữa rất tàn nhẫn. Đối với trung thành nhất với mình Quất Tử mà nói thực tế như thế, thế nhưng mà, không làm như vậy, hắn thật sự là không cách nào yên tâm. Thân là một đời kiêu hùng, hắn quyết không cho phép có chuyện gì là cởi cách mình khống chế trong phạm vi đấy. Về sau, sẽ chậm chậm đền bù tổn thất Quất Tử đi, điều kiện tiên quyết là... Nghĩ tới đây, ánh mắt Từ Thiên Nhiên toát ra một tia hàn quang. Không lâu sau, một gã tuổi già thái y từ bên ngoài đi vào, quỳ rạp xuống trước mặt Từ Thiên Nhiên. Như thế nào đây? Từ Thiên Nhiên lạnh lùng mà hỏi. Thái y tận lực giảm thấp thanh âm nói, khởi bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương xác thực vẫn là hoàn bích. Nghe hắn vừa nói như vậy, trên mặt Từ Thiên Nhiên lạnh như băng lập tức tiêu tán rất nhiều, phảng phất như chút được gánh nặng bình thường, lầm bầm lầu bầu đại đạo. Thực xin lỗi, Quất Tử, là ta muốn quá nhiều rồi, ngươi không phụ ta, trẫm định không phụ ngươi. Thái y, đi thôi, chiếu cố tốt hoàng hậu nương nương, nhất định phải thành công. Thái y cung kính nói, vâng, mời bệ hạ yên tâm. Phía trước thần đã nhiều lần là hoàng hậu nương nương đã kiểm tra thân thể. Hoàng hậu nương nương rất khỏe mạnh, ngày hôm nay đúng lúc là tốt nhất thụ thai thời cơ, thần có 90% trở lên nắm chắc, định có thể trợ giúp hoàng hậu nương nương thụ thai. Thái y nói đàng hoàng lấy, nhưng hắn vẫn mờ mịt không biết, mình câu nói sau cùng hơi nghĩa khác, khiến cho ánh mắt Từ Thiên Nhiên sát cơ lập lòe. Đương nhiên, từ đầu đến cuối hắn sẽ không nghĩ tới lại để cho cùng chuyện này có liên quan người có thể sống sót. Đi thôi, sau khi chuyện thành công, trẫm tất có trọng thưởng. Tạ bệ hạ. Tĩnh thất, tương tự là tĩnh thất, Quất Tử lặng lặng nằm ở trên giường, nàng lúc này chỉ có một thân trắng noãn, như tuyết quần áo trong che đậy toàn thân, ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, nhưng ở bình tĩnh ở chỗ sâu trong, nhưng lại có vẻ nhàn nhạt lạnh ý. Từ Thiên Nhiên, Từ Thiên Nhiên, Từ Thiên Nhiên, bạn đang xem Tuyệt Thế Đường Môn được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Truy cập kênh YouTube Recap Phim để cập nhật những video mới nhất. youtube.com/recapphim viết liền không giấu nhé. Trong nội tâm Quất Tử không ngừng mà đang lặp lại lấy cái tên này. Từ Thiên Nhiên, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ta đối với ngươi trung thành như vậy sáng, ngươi lại đối với ta như vậy. Được, rất tốt à? Đáng tiếc, ngươi thông minh cả đời, lại cũng không biết, ta đối với đây hết thảy đã sớm chuẩn bị, ta Quất Tử lại làm sao có thể là một cái người xa lạ sanh con. Hoàng hậu nương nương, ngài chuẩn bị xong chưa? Chờ một chút có thể sẽ có đau một chút. Thái y giọng ôn hòa vang lên. Có thể, thái y, bắt đầu đi, Quất Tử thản nhiên nói. Được, này mời nương nương đem chuẩn bị xong hạt giống cho thần, thái y cung kính nói ra. Quất Tử giơ tay lên, một cây xinh xắn ống sắt xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay, chậm rãi đưa cho thái y, mà lúc này đây, trên mặt nàng thần sắc lại nhiều hơn một vẻ ôn nhu. Trong lòng hắn, Từ Thiên Nhiên ba chữ kia lặng yên biến mất, thay vào đó là mặt khác ba chữ. Đêm khuya, không trung, 4.500 mét, tại đây đã là cách xa mặt đất 4.500 mét không trung rồi. Hoắc Vũ Hạo lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, hắn lúc này đã lại một lần xuất hiện ở Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh phía trên không trung, bảo trì hoàn toàn cảnh giác, lẳng lặng quan sát lấy phía dưới Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh, đồng thời cảm thụ đường này tùy thời có khả năng xuất hiện nguy cơ. 4.500 mét, không biết Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện, địa đối không dò xét hồn đạo khí có hay không còn có thể phát hiện ta. Hai mắt Hoắc Vũ Hạo nhắm lại, lẳng lặng cùng đợi. Rất nhanh, mấy phút đồng hồ trôi qua, phía dưới lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tối hôm qua gặp ánh sáng màu đỏ cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng là, có vẻ nhàn nhạt mỉm cười lại bắt đầu từ từ hiện lên ở khóe miệng Hoắc Vũ Hạo thẳng lên. Ánh mắt của hắn, như có như không nhìn về phía cách đó không xa, một đoàn đang trên không trung phiêu, đãng đám mây phía trên, thân thể bảo trì tại chỗ bất động, lẳng lặng cùng đợi cái gì. Đột nhiên, một đoàn khói đen không hề có điểm báo trước từ trên trời giáng xuống, hướng phía chỗ hắn ở chẹp đến. Hoắc Vũ Hạo tựa hồ cả kinh, mô phỏng hồn kỹ lập tức giải trừ, hắn cũng trên không trung hiện thân. Cạc cạc, ta còn tưởng rằng là đã đến rất mạnh hồn sư, nguyên lai đúng là cái tiểu gia hỏa, mới bất quá hồn thánh tu vi, dĩ nhiên cũng làm dám nhìn xem ta ác Nhật Nguyệt Đế Quốc đại doanh. Mão khó nghe thanh âm khàn khàn vang lên, hai đạo bóng đen, không biết lúc nào đã ra bây giờ cách Hoắc Vũ Hạo 50 mét bên ngoài. Mà phía trước Hoắc Vũ Hạo đã từng nhìn chăm chú cái kia mảnh đám mây, lại đã biến mất rồi. lớn bồng, khói đen dâng lên vòng tròn theo bốn phương tám hướng bao phủ tới, đem Hoắc Vũ Hạo vờn quanh trong đó, hai đạo bóng đen càng là nhìn chăm chăm hắn. Phía trước nói chuyện xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn a đạo hắc ảnh kia trên người, hai cái màu vàng, hai cái màu tím, năm cái màu đen, chín cái hồn hoàn quang mang chớp rượu, cái khác không có lên tiếng bóng đen, trên người hồn hoàn cường hãn hơn, một vàng, ba tím, năm cái màu đen. Đều là phong hào đấu la cấp bậc tu vi, hơn nữa, theo hắn đám bọn họ trên người tán phát ra khí tức, còn tràn đầy âm trầm hương vị. Tà hồn sư, Hoắc Vũ Hạo lên tiếng kinh hô. Tiểu gia hỏa, hiện tại mới phát hiện, không là hơi trễ sao? Phía trước nói chuyện hắc y nhân vừa nói, một bên chậm rãi hướng phía Hoắc Vũ Hạo bên này bay tới, sau lưng hắn, một đạo lam màu đen quang ảnh chậm rãi phóng đại, cái này lam màu đen quang ảnh nhìn về phía trên thập phần đáng sợ, vừa lúc mới bắt đầu, như là một đầu lâu, chờ nó chính thức biến lớn sau đó mới có thể thấy rõ ràng, đó là một trương tái nhợt mặt người, thậm chí nhìn không ra nam nữ, nhưng trên mặt nhưng lại có vô số chán ghét xanh đen sắc giòi bọ đang bò động lên. Một gã khác hắc y nhân lại từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng, nhưng sau lưng hắn cũng là sáng lên một ánh hào quang, đạo tia sáng này là màu xanh lá cây đấy. Hào quang ngưng tụ thành một cái trên trán chiều dài độc nhãn rất khổng lồ, trên không trung lắc nhẹ. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn trắng bệch, khá lắm, hai gã phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác. Phải biết, tại hồn sư giới bên trong, phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác thế, nhưng mà tương đương với siêu cấp đấu la cấp bậc thiên không tồn tại à. Trong lúc nhất thời, thân thể của hắn tựa hồ cũng bởi vì sợ hãi mà có chút run rẩy. Bây giờ mới biết sợ, đã chậm, nếu như không phải là vì phải bắt sống người tiểu gia hỏa này, cũng không cần phải hai người chúng ta tự mình đi tới một chuyến, đã thành, tiểu chút chít, theo chúng ta đi xuống đi. Lại nói, lão phu để ngươi nếm thử bị ta đeo án linh mặt nạ thôn phệ linh hồn hương vị, ta sẽ nhượng cho nó theo nhất hồn nhất phách tiến hành thôn phệ linh hồn của ngươi, mùi vị đó chực. Oán linh mặt nạ, loại này vũ hồn Hoắc Vũ Hạo đều vẫn là lần đầu tiên nghe nói, tựa hồ là một loại biến dị vũ hồn, nhưng là nhất định là da bu hồn. Hai vị tiền bối, ta chẳng qua chỉ là một gã phụ trách điều tra lính trinh sát mà thôi, hai vị cần gì phải làm khó ta đâu này, Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói. Ha, tiểu tử, ngươi không cần dùng lời ép buộc chúng ta, vô dụng thôi là chính ngươi thúc thủ chịu trói, hãy để cho chúng ta động thủ. Hoắc Vũ Hạo cắn răng, nói, thúc thủ chịu trói có thể, cũng nên lại để cho ta biết hai vị tiền bối phong hào chứ, ta cũng vậy tốt biết là gãy tại trong tay ai. Này có được oán linh mặt nạ vũ hồn tà hồn sư nói cho ngươi biết cũng không sao, lão phu mặt nạ đấu la, cái này một vị là thiên ngô đấu la. Không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt, ngươi quả nhiên là cái lanh lành, thanh âm quen thuộc vang lên, này lúc trước một mực không có lên tiếng đích thiên ngô đấu la, đột nhiên nhấc lên trên đầu mình đấu bồng màu đen, lộ ra tướng mạo sẵn có. Chứng kiến hắn, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo không khỏi hơi đổi, bởi vì này vị trí tà hồn sư hắn vậy mà nhận thức, như thế đúng là lúc trước Tịch nước Minh vị minh chủ kia, còn giống như là Thánh Linh Giáo nhị trưởng lão. Hoắc Vũ Hạo gần đây coi chừng, bởi vậy, cho dù là ở trên không dò xét thời điểm, hắn cũng cải biến tướng mạo của mình, nhưng thay đổi bộ dáng, đúng là lúc trước tham gia Minh Đô hồn đạo sư tinh anh giải thi đấu lúc đường năm bộ dạng, cho nên mới thoáng một phát đã bị Nam Cung Oản nhận ra được. Nam Cung minh chủ, đã lâu không gặp, Hoắc Vũ Hạo nói, hắn lúc này thần sắc ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Nam Cung Oản nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, còn kém cắn răng nghiến lợi. Lúc trước, ở ngoài sáng đều hồn đạo sư tinh anh giải thi đấu lên, Hoắc Vũ Hạo trợ giúp Tịch nước mình lấy được cuối cùng quán quân, hơn nữa lấy đi tất cả ban thưởng. Lúc đầu thời điểm, Nam Cung Oản là chuẩn bị thu hắn làm đồ đấy. Có thể về sau Hoắc Vũ Hạo biểu hiện quá mức đẹp mắt, nhất là cái kia phép thuật vong linh, liền Thánh Linh Giáo phó giáo chủ đều đối với hắn ưu ái hữu gia, cho là hắn là Thánh Linh Giáo không xuất thế thánh tử. Nhưng mà ai biết, này sau cuộc tranh tài, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp liền biến mất, mang đi đếm lấy tấn kế kim loại hiếm, Nhật Nguyệt thần châm, còn có một miếng cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra hủy diệt phong bạo. Nhật Nguyệt thần châm còn dễ nói, đó là tinh không đấu la Diệp Vũ Lâm lấy ra đấy, nhưng này hủy diệt phong bạo thế, nhưng mà Thánh Linh Giáo thật vất vả mới lấy được, vốn là đều chỉ là vì dẫn tới hồn đạo sư môn kiệt lực dự thi, nhưng mà ai biết Hoắc Vũ Hạo này đi rồi, lại thừa dịp trận kia nổ lớn, cả người đều bỏ đi không một dấu vết rồi, như vậy biến mất không còn tăm tích. Về sau nổ lớn sau khi kết thúc, Nam Cung Oản thế nhưng mà phí không ít khí lực tìm kiếm khắp nơi tung tích của hắn, có thể lại ở đâu tìm được cái này đường Nam à. Một cho tới hôm nay lần nữa, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, theo Hoắc Vũ Hạo xuất hiện địa phương, Nam Cung Oản tự nhiên đoán được lúc trước tiểu tử này là cái gian tế rồi, hơn nữa, còn là Thiên Hồn Đế Quốc lanh lành, trong nội tâm có thể nào không giận. Lúc trước tìm không thấy Hoắc Mão Vũ Hạo, nhưng hắn là quả thực bị phó giáo chủ hung hăng mắng một trận. Là đã lâu không gặp à, ta là nên gọi ngươi Đường Nam đâu, có phải cái gì khác? Nam Cung Oản lạnh lùng nói. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói, ngươi coi như ta là Đường Nam tốt rồi hắn mới sẽ không ngốc đến bạo lộ thân thể của mình ác phần. Hơn nữa lúc trước cùng Nam Cung Oản đối mặt thời điểm, hắn không chỉ là hồn đạo sư, hơn nữa còn là lấy vong linh pháp sư năng lực xương bây giờ đối phương trước mặt. Được, hảo một cái Đường Nam, ta ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay còn chạy chỗ nào, Nam Cung Oản lạnh lùng nói. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, đạo xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn a. Chạy, ta tại sao phải chạy, như thế này, hai vị không nên rồi mới đúng. Hả, mặt nạ đấu la cùng thiên ngô đấu la Nam Cung Oản cũng không khỏi hơi sững sờ, mà một đạo nhàn nhạt bóng người màu xanh đã giống như quỷ mị bình thường từ xa phương điện xạ mà đến, cơ hồ là mấy lần thời gian nháy mắt, đã đến bên người Hoắc Vũ Hạo, có thể không phải là thanh ảnh đấu la Tống Lão sao? Hoắc Vũ Hạo cùng Tống Lão cùng nhau xuất phát, nhưng lại không có đi chung. Hoắc Vũ Hạo mình ở 4.500m, không trung hấp dẫn phía dưới đối không dò xét hồn đạo khí chú ý, mà Tống Lão cũng tại cao tới 6.000m trở lên không trung chú ý hắn. Đã đến 6.000m cái kia tuyệt đối với nhân loại cấm khu độ cao, không có thực lực của siêu cấp đấu la căn bản là không thể đi lên. Nhật Nguyệt Đế Quốc rất đúng thiên không dò xét hồn đạo khí cũng là vô luận như thế nào đều không đến được cái kia độ cao đấy. Chỉ có điều, Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ tới lại có thể biết dẫn xuất hai vị muốn bắt hắn người sống tà hồn sư phong hào đấu la. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Nếu có thể trả một cái trở về, từ trên người bọn họ tìm được Đường Nhã hạ xuống dĩ nhiên là muốn dễ dàng quá nhiều. Chứng kiến Tống Lão xuất hiện, Thiên Ngô đấu la Nam Cung Oản cùng mặt nạ đấu la đều là sắc mặt ngưng tụ, bởi vì bọn họ phía trước căn bản cũng không có cảm giác được còn có như vậy một vị cường giả ở bên. Hơn nữa, Tống Lão bây giờ tới là quá là nhanh, cơ hồ là bọn hắn vừa mới chứng kiến thân ảnh, Tống Lão liền đã đến phụ cận. Riêng là theo phương diện tốc độ, bọn họ cũng có thể đoán được, vị này nhất định là siêu cấp đấu la cấp bậc tồn tại rồi. Tống Lão bình tĩnh lơ lửng tại giữa không trung, sắc mặt lộ ra thập phần đạm mạc, nhưng liền chỉ là như vậy, lại mang cho hai vị tà hồn sư áp lực cực lớn. Càng là cảm giác không thấy đối phương khí tức trên thân, đối với phong hào đấu la cái này mặt cường giả mà nói mới được là đáng sợ nhất đấy, bởi vì bọn họ tận mắt thấy, Tống Lão là từ trên cao mà rơi, lấy tốc độ của nàng, phía trước ít nhất tại 5.500m trở lên không trung mới đúng. Như vậy một vị cường giả lại có thể đem trên người khí tức ẩn núp tốt, như vậy tất nhiên là siêu cấp đấu la. Đã đến siêu cấp đấu la cái kia mặt, tà hồn sư ưu thế liền không rõ ràng như vậy. Hơn nữa tà hồn sư bản thân muốn trở thành phong hào đấu la đều rất khó, thành là siêu cấp đấu la thì càng là khó càng thêm khó rồi. Hai gã bên trong tà hồn sư, mặt nạ tu vi của đấu la là 91 cấp, Nam Cung Oản muốn mạnh hơn một chút, là 93 cấp. Hai mắt Nam Cung Oản nhắm lại, trong đôi mắt phóng xuất ra mãnh liệt ngân quang, tại sau lưng của hắn này to lớn con rết quang ảnh phảng phất muốn sống lại bình thường nhỏ nhẹ vặn vẹo lên, trên người của hắn 9 cái hồn hoàn sáng rọi cũng là như ẩn như hiện. Mặt nạ trên người đấu la khí tức âm trầm càng phát ra nồng nặc, này người khủng bố mặt quang ảnh từ từ hướng tiền, ẩn ẩn đem Hoắc Vũ Hạo cùng Tống Lão nhị người bao lại. Tống Lão đứng ở nơi đó, nhưng như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng, ngay cả mình hồn hoàn đều không có thích phóng đi ra. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên chuyển động, không tiến ngược lại thụt lùi, thân thể lập tức triệt thoái phía sau, lách mình đến Tống Lão sau lưng. Ở phía sau, song phương khí cơ dẫn dắt, Hoắc Vũ Hạo bên này khẽ động, hai gã tà hồn sư lập tức phát động. Mặt nạ đấu la sau lưng này trưng to lớn mặt người quang ảnh bỗng nhiên về phía trước, trực tiếp che ập đến, thê lương thanh âm của vang vọng trên không trung, nhiếp nhân tâm phách. Trên người của hắn thứ hai, thứ ba, thứ tư ba cái hồn hoàn trước sau lóe sáng, bởi vì quang ảnh cực lớn đã đem phía sau Thiên Ngô đấu la Nam Cung Oản hoàn toàn che lại. Hoắc Vũ Hạo mặc dù đã lách mình đến Tống Lão sau lưng, nhưng như cũ có thể cảm giác được một cổ cường đại hấp lực đang hút sắt linh hồn của mình, muốn đem chính mình linh hồn xé nát tựa như. Hơn nữa, tại ở trong đó còn có từng tia âm lãnh hàn ý theo bốn phương tám hướng bao trùm tới. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo ra toát ra một tia cười lạnh, so đấu tinh thần lực sao? 9 cái hồn hoàn lập tức bao trùm toàn thân, tại mô phỏng hồn kỹ che giấu hạ chỉ là bình thường hồn hoàn nhan sắc, đệ tam hồn hoàn lập tức lóe sáng, hóa thành một vòng bạch sắc quang chóng mặt hướng đối phương che úp tới, quân thể suy yếu. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo tinh thần cộng hưởng cũng đã cùng Tống Lão hoàn thành liên tiếp kết nối, tinh thần dò xét càng là toàn bộ phương vị tách ra, không chỉ là bao phủ trước mắt chiến trường, mà còn đem chung quanh phạm vi lớn bầu trời đêm bao phủ ở bên trong. Nếu có những địch nhân khác xuất hiện, tất nhiên có thể ngay đầu tiên phát hiện. Đây là Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất cùng Tống Lão cường đại như vậy hồn sư phối hợp lẫn nhau chiến đấu, hắn lúc này trong lòng cũng có chút khẩn trương, nhưng Mão càng nhiều hơn là hưng phấn. Với hắn mà nói, phong hào đấu la cái này mặt kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá quý giá rồi. Hơn nữa có Tống lão cường giả như vậy tại, hắn căn bản cũng không sẽ có cái gì nguy hiểm. Quần thể hư nhược hiệu quả hết sức rõ ràng, này xông tới mặt người quang ảnh lập tức liền trở nên hư ảo thêm vài phần. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo trên trán vận mệnh chi nhãn đã lặng yên mở ra, nhưng bởi vì có Tống lão ở phía trước vật che chắn, hai vị kia tà hồn sư là nhìn không tới hắn bên này biến hóa. Hoa hồng màu vàng vận mệnh chi nhãn lập tức liền biến thành trắng hay đen luân chuyển, thâm thúy giống như tinh không xa xôi, kỳ dị vận mệnh khí tức tràn ngập, trên người Hoắc Vũ Hạo thứ 6 hồn hoàn đã lặng yên lóng lánh. Hai gã tà hồn sư không cảm giác được Hoắc Vũ Hạo biến hóa bên này, nhưng Tống lão lại cảm giác rất rõ ràng, đem làm Hoắc Vũ Hạo bên này vận mệnh mắt nhan sắc vừa mới bắt đầu phát sinh chuyển biến thời điểm, Tống lão chỉ cảm giác sau lưng phảng phất có loại đứng ngồi không yên vậy cảm giác, này dĩ nhiên là làm nàng cũng sinh ra cảm giác sợ hãi kỳ dị chấn động, không phải hồn lực, cũng không phải tinh thần lực, đối với Tống lão mà nói, cái này là một loại không rõ lực lượng, chính như chi hai vị trí đầu tà hồn sư đối với cảm giác của nàng đồng dạng, không biết mới được là đáng sợ nhất. Chiến đấu là tại trong điện quang hỏa thạch triển khai, Hoắc Vũ Hạo bên này quần thể suy yếu vừa mới sinh ra hiệu quả, người nọ mặt quang ảnh liền đã đến phụ cận Tống lão. Tống lão tay phải nâng lên, lấy tay làm đao, trên không trung lập tức xẹt qua, lập tức một đạo u ám thanh ánh sáng màu ảnh trượt lóe lên rồi biến mất, người nọ mặt quang ảnh lập tức bị chém ra thành hai nửa. Không chỉ có như thế, này nhìn như cũng không cường thể u ám thành sắc quang ảnh cơ hồ là lập tức đã đến mặt nạ trước mặt đấu la. Mặt nạ trong nội tâm đấu la cả kinh, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời trước người hắn tia sáng nhỏ nhẹ uốn éo xuống, ngay sau đó thân thể của hắn run rẩy, u ám quang ảnh biến mất, nhưng ở mặt nạ đấu la trước người tựa hồ có một bồng chất lỏng hình dáng năng lượng tán loạn như vậy. Màu xanh lá cây rết khổng lồ đúng lúc này đột nhiên xuất hiện, một ngụm màu xanh lá cây khói độc thẳng đến Tống lão và đầu phun. Độc này sương mù rất kỳ lạ, tràn ngập trên không trung, giống như là vô số mảnh hạt nhỏ tạo thành, tựa như Tống lão một trường vỗ đi, cương đại hồn lực vậy mà trực tiếp từ nơi này, trong làn khói độc thấu qua, thì không có đối với nó sinh ra bất kỳ ngăn cản tác dụng. Mà cũng vừa lúc đó, một đạo đen kịt xạ tuyến đã lặng yên không tiếng động theo Hoắc Vũ Hạo vận mệnh chi nhãn trong bắn ra, đã rơi vào xa xa lui về phía sau bên trong mặt nạ trên người đấu la. Lúc này vốn là ban đêm, trên bầu trời tia sáng càng là ảm đạm, màu đen cùng ban đêm hoàn toàn là đồng hóa đấy. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra cái này đạo hắc sắc xạ tuyến càng không có bất kỳ hồn lực chấn động cùng tinh thần chấn động. Nhưng ở hắn thả ra trong nháy mắt, Tống lão cảm thụ là khắc sâu nhất, nàng chỉ cảm giác sau lưng tóc gáy lập tức dựng đứng, trong nội tâm không khỏi lần nữa chấn động. Khói đầu không có thể bị đuổi tàn ra, nhưng cũng khó không được Tống lão loại cường giả cấp bậc này. Ánh sáng màu xanh lóe lên, nàng đã mang theo Hoắc Vũ Hạo lập tức lướt ngang mấy chục thước, thoát đi độc kia sương mù phạm vi bao trùm. Đừng quên, Tống lão thế nhưng mà mẫn công hệ chiến hồn sư. Mặt nạ đấu la bị màu đen xạ tuyến trúng mục tiêu, hắn linh hồn dùng mình một cái, có chút không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ là một loại dự cảm bất tưởng lập tức tràn ngập toàn thân. Ta đây là thế nào? Mặt nạ đấu la mặc dù giật mình, nhưng công kích lại không có đình chỉ. Hai tay của hắn nâng lên, 10 ngón rung rung, tựa hồ là đang khống chế cái gì. Hoắc Vũ Hạo cùng Tống lão mặc dù là lập tức lướt ngang, nhưng lúc này, từng đạo vạn vẹo quang ảnh lại tại thân thể bọn họ chung quanh kịch liệt rung động. Hả, sắc mặt Tống lão hơi đổi, bởi vì nàng tinh tường cảm giác được, tại đây chút ít vạn vẹo quang ảnh trong tựa hồ có một loại quái dị lực lượng, mình vậy mà trở nên chậm lụt, không chỉ là trên thân thể trì độn, mà ngay cả tinh thần cùng tư duy năng lực đều trở nên chậm chạp. Đây là khống chế hệ chiến hồn sư, vị kia mặt nạ đấu la dĩ nhiên là khống chế hệ chiến hồn sư sao? Không hề nghi ngờ, Thiên Ngô đấu la Nam Cung Oản chính là cường công hệ chiến hồn sư, mà cường công hệ cùng khống chế hệ phối hợp lẫn nhau là phát huy tất cả từ thực lực lớn nhất cam đoan. Nam Cung Oản cùng mặt nạ đấu la phối hợp cũng không phải lần một lần hai rồi, bên này mặt nạ đấu la phát động, bên kia Nam Cung Oản cũng là lập tức bạo phát. Còn rết quang ảnh đột nhiên trở nên ngưng thực mà bắt đầu. Mà Nam Cung Oản mình bản thể cũng đã biến mất, lóe ra u lục sắc quang mang đại ngô công thể tích lập tức tăng vọt, thân thể khổng lồ thẳng đến Tống lão cùng Hoắc Vũ Hạo bên này nghiền ép lên đến, chỉ là thời gian một lần hô hấp, nó dĩ nhiên cũng làm đã kinh biến đến mức có vượt qua dài 50 mét, trên trăm đối với sắc bén chân bay thẳng đến Tống lão cùng Hoắc Vũ Hạo đè xuống. Vũ hồn chân thân. Phong hào đấu la công kích cường đại nhất liền này đây, vũ hồn chân thân biến ảo mà thành bản thể trực tiếp công kích, điểm này mà ngay cả lúc trước thần thú Đế Thiên cũng không ngoại lệ. Có được thú vũ hồn hồn sư, đem làm cấp bậc đạt tới hồn thánh đã ngoài về sau, cùng cao giai hồn thú phương thức chiến đấu, nhưng thật ra là có chút sấp xỉ đấy. Tống lão bên này một trì trệ, Nam Cung Oản bạo khởi, mà này mặt nạ trên người Đấu La cũng là hào quang tỏa sáng, trước mặt người quang ảnh không tiếp tục xuất hiện, những cái kia hư ảo ám ảnh lại tất cả đều hiện ra, rõ ràng là một mảnh dài hẹp màu trắng bệch dòi bọ, liền quay chung quanh tại Tống lão cùng Hoắc Vũ Hạo chung quanh, tựa hồ là bày ra một cái trận hình, mỗi một con dòi bọ trên người đều tản ra quái dị tinh thần chấn động, quấy nhiễu Hoắc Vũ Hạo cùng Tống lão. Cũng vừa lúc đó, Hoắc Vũ Hạo trên trán vận mệnh chi nhãn lần nữa lóe sáng, lấy hắn và Tống lão làm trung tâm, phương viên đến 10 mét vuông, trong phạm vi, không khí đều là kịch liệt chấn động hạ xuống, đó cũng không phải là hồn lực chấn động, mà là tới từ ở tinh thần cùng trên linh hồn chấn động. Linh hồn đánh nổ. Không tiếng động nổ vang ở bên trong, đang phát tán ra mãnh liệt tinh thần chấn động, rồi đám bọn họ lập tức cứng ngắc, bọn nó hạn chế lực tự nhiên cũng là bỗng nhiên kết thúc rồi. Ánh mắt Tống lão lập tức trở nên thanh minh, ánh sáng màu xanh bỗng nhiên đại phóng, Tống lão căn bản không có đi quản xông tới rất khổng lồ, nương theo lấy một tiếng sáng ngời ưng minh tiếng vang lên, nàng cả người đã hóa thành một đạo mãnh liệt ánh sáng màu xanh thẳng đến mặt nạ Đấu La mà đi. Một vị tu vi cao tới 97 cấp phong hào Đấu La, đang toàn lực ứng phó ra tay dưới tình huống, tốc độ của nàng thật là đáng sợ. Mẫn công hệ chiến hồn sư lấy tốc độ cùng lực công kích lấy xưng, tại phe phòng ngự mặt là yếu hạng, mà Tống lão cơ hồ có thể nói là đương kim trên đời cường đại nhất mẫn công hệ chiến hồn sư. Nếu như có người có thể nhìn rõ ràng nàng lúc này động tác, liền sẽ thấy Tống lão tại lao ra thời điểm, thân thể cơ hồ là lập tức liền biến thành một chỉ thanh ảnh thần ưng. Cái này thanh ảnh thần ưng cũng không phải rất lớn, sải cánh bất quá khoảng 4 mét, cùng này rất khổng lồ so sánh với, thoạt nhìn uy thế sai, nhưng là nó nhất chỗ đáng sợ ngay tại ở phía sau, căn bản không có người có thể nhìn rõ ràng nàng, coi như là Hoắc Vũ Hạo con mắt linh hoạt đều không được, bởi vì thật sự là quá là nhanh, nhanh đến tiếp cận di chuyển tức thời trình độ, Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ là mơ hồ chứng kiến một đạo tàn ảnh lập tức xẹt qua, Tống lão liền đã đến mặt nạ Đấu La sau lưng, mà ở nơi nàng đi qua, vô số giòi bọ lập tức bạo liệt, hóa thành huyết thanh trên không trung tán loạn. Mặt nạ Đấu La sở dĩ phong hào là giả mặt, cũng không phải là bởi vì hắn vũ hồn là giả mặt, chuyện này mặt Đấu La vũ hồn tên là ma giòi, là một loại cần thôn vệ người linh hồn đến tiến hóa quái dị vũ hồn. Hơn nữa, mặt nạ Đấu La mình có một lớn nhất ham mê, liền là nuốt các loại sinh vật ốc, mỗi khi cái lúc này, hắn vũ hồn đều có tiến bộ nhảy vọt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng có thể xem như nửa cái tinh thần hệ hồn sư, nhưng ngoại trừ tinh thần hệ bên ngoài, hắn còn có thật nhiều thủ đoạn của tà ác, mà giỏi bản thân còn có kịch độc, sở dĩ năng lực của hắn là hỗn hợp kiểu. Mà giờ này khác này, mặt nạ thân thể Đấu La cũng đã trên không trung cương trực, tựa như phía trước cái kia chút ít bị Hoắc Vũ Hạo linh hồn đánh nổ chấn động cứng ngắc ma giòi đồng dạng. Không được, trong nội tâm Nam Cung Oản hoảng hốt, hắn mặc dù không hoàn toàn tin tưởng mặt nạ Đấu La là trạng thái gì, nhưng theo thân thể của hắn cứng ngắc, hơn nữa Tống lão sư xuất hiện ở sau lưng của hắn đến xem, tình huống của hắn chắc chắn sẽ không quá tốt. Làm sao có thể, vô luận nói như thế nào, mặt nạ Đấu La cũng là phong hào Đấu La cấp tà hồn sư khác à, coi như là cực hạn Đấu La, cũng không thể có thể lập tức liền giết trong nháy mắt hắn. Muốn trở thành phong hào Đấu La, đối với cường độ thân thể yêu cầu là cực cao, bằng không thì căn bản chịu không được hồn hạch lực lượng. Thế nhưng mà, chuyện này mà Đấu La nhìn về phía trên như thế nào vậy mà như là... Bất quá, Tống lão đi công kích mặt nạ Đấu La rồi, bên này cũng đem Hoắc Vũ Hạo lộ ra, tương đương với Hoắc Vũ Hạo đối mặt mình lấy Thiên Ngô Đấu La Nam Cung Oản. To lớn con rết, mang theo lừng lẫy mà khí thế kinh khủng lập tức hướng hắn bao phủ xuống. Nhưng là, Nam Cung Oản thấy, nhưng lại trên mặt Hoắc Vũ Hạo một tia mỉm cười thản nhiên, quang ảnh lóe lên, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên thay đổi, biến thành cứng ngắc trong trạng thái mặt nạ Đấu La, mà lúc này đây, Nam Cung Oản đích Thiên Ngô chân thân lại đã đến phụ cận, muốn thu hồi cũng đã không còn kịp rồi. Quang mang màu xanh sẫm lập lòe ở bên trong, mặt nạ thân thể Đấu La lập tức bị xé thành mảnh nhỏ, hơn nữa tại Thiên Ngô chân thân kịch độc xuống, lập tức hòa tan, hóa thành màu xanh lá cây chất lỏng nhỏ xuống dưới rơi. Mặt nạ hắn, thật đã chết rồi. Trong nội tâm Nam Cung Oản hoảng hốt, hắn mặc dù không biết Hoắc Vũ Hạo là như thế nào đem mặt nạ Đấu La đổi tới, nhưng theo mặt nạ Đấu La đều không có phản kháng đã bị mình đánh chết, có thể thấy được lúc trước hắn đã bị chí mạng trọng thương mới sẽ như thế. Mà Hoắc Vũ Hạo lúc này thì là vừa vặn xuất hiện ở phía trước mặt nạ Đấu La địa phương sở tại, tinh thần phục thời khắc, huyền vũ đổi thành. Huyền vũ đổi thành dùng khá hơn rồi, Hoắc Vũ Hạo đã sâu đậm thích cái này hồn kỹ, đây tuyệt đối là cứu mạng tuyệt học à, phiền toái duy nhất liền là không có sử dụng lần thứ nhất, đều phải tìm từ tam thạch phục thời khắc lần thứ nhất mới có thể lần nữa sử dụng. Đừng nói Nam Cung Oản khiếp sợ tại mặt nạ Đấu La chết đi, liền là đánh chết mặt nạ đấu la Tống Lão lúc này đều là chấn động, nàng theo không nghĩ tới qua một gã phong hào đấu la cấp bậc cường giả thân thể vậy mà sẽ như thế yếu ớt. Trên thực tế, mặt nạ đấu la cơ hồ là đang cùng nàng tiếp xúc trong nháy mắt, phòng ngự liền hỏng mất. Vốn là Tống Lão còn cho rằng mặt nạ đấu la tối đa cũng liền là bị mình trọng thương mà thôi. Đây hết thảy phát sinh đều rất nhanh, đem làm Nam Cung Oản vỡ vụn mặt nạ đấu la. Một lần nữa đối mặt Hoắc Vũ Hạo cùng Tống Lão thời điểm, Hoắc Vũ Hạo đã vừa trơn trượt trốn được sau lưng Tống Lão. Trong lòng Nam Cung Oản siết chặt, Thiên Ngô chân thân đột nhiên quyền rụt lại, sau đó mở cái miệng rộng, khói độc cuồng phún, hướng phía Hoắc Vũ Hạo cùng Tống Lão chớp tới. Không thể đánh lại rồi, mặt nạ đấu la cái chết thật sự là thật là quỷ dị làm cho trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Hắn mặc dù tự phụ thực lực nếu so với mặt nạ đấu la lớn mạnh một chút, nhưng là mạnh cùng lắm thì quá nhiều, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, sở dĩ tại khói độc cuồng phún thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu sinh thoái ý. Bạn đang xem Tuyệt Thế Đường Môn được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Truy cập kênh YouTube Recap Phim để cập nhật những video mới nhất. youtube.com/recapphim viết liền không giấu nhé. Khói độc cuồng phún đồng thời mão, Nam Cung Oản đã chuẩn bị chạy trốn. Hắn độc này sương mù thập phần cường đại, chính là bổn mạng kỹ năng, bất luận cái gì hồn lực đều không thể đem quét sạch mở, chỉ có thể là né tránh. Mà khi hắn không tiếp bản nguyên cuồng phún lúc, khói độc có thể bao trùm cực lớn diện tích, là hắn mạnh nhất đào thoát thủ đoạn. Nhưng là, ngay một khắc này, trong không khí nhiệt độ đột nhiên trượt hạ xuống, nguyên này đã thập phần rét lạnh 100 độ Tuyệt Thế Đường Môn à, bầu trời đêm trở nên càng lạnh hơn. Ngay sau đó, không biết từ đâu mà đến lông ngỗng tuyết rơi nhiều bắt đầu ở không trung mang tất cả. Phún ra khói độc trong đó cũng là có hơi nước đấy, lập tức tại đây lạnh vô cùng trong không khí ngưng kết, rồi một bộ phận, khiến cho khói độc trở nên mỏng manh rất nhiều. Ngay sau đó, cuồng phong kia tuyết rơi nhiều lập tức mang tất cả. Khói độc mặc dù sẽ không bị hồn lực thổi đi, nhưng đối mặt cái này thực chất tuyết rơi lại là không thể làm gì đấy. Hơn nữa cái này nhiệt độ siêu thấp đối với tốc độ của Nam Cung Oản cũng có hạn chế. Một đạo hoa hồng màu vàng hư ảo hào quang, cũng đúng lúc này phảng phất đã vượt qua hư ảo cùng sự thật bình thường, ngang nhiên đã rơi vào trên người Nam Cung Oản. Nam Cung Oản kêu lên một tiếng đau đớn, linh hồn kịch chấn, trực tiếp theo Thiên Ngô chân thân trong trạng thái giải trừ đi ra. Một đạo thanh sắc quang ảnh đúng lúc này đã đi tới, rồi trước mặt Nam Cung Oản. Nam Cung Oản thấy là một cái thần tuấn thanh ảnh thần ưng. Loài chim vốn là con rết khắc tinh, cái này thanh ảnh thần ưng càng phải như vậy. Vừa mới đã nhận lấy Hoắc Vũ Hạo vận mệnh chi nhãn linh hồn đánh Nam Cung Oản, chỉ có thể miễn cưỡng để tụ hồn lực cùng Tống Lão va chạm. Thực lực tuyệt đối trước chênh lệch ở phía sau hiện ra không bỏ sót. Nam Cung Oản kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phún. Tống Lão một đôi biến thành thanh ảnh thần ưng, chân thân lóe lên một cái đã đến hắn hướng trên đỉnh đầu, mà vừa mới vào lúc này, một cái quỷ dị màu trắng vòng xoáy xuất hiện ở Nam Cung Oản đầu đỉnh. Vừa mới đã bị trọng kích Nam Cung Oản lập tức cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, muốn thi triển bảo vệ tánh mạng kỹ năng cứng ngạnh là không có thi triển đi ra, mà thanh ảnh thần ưng lại đã đi tới hắn phía trên thân thể, một đôi bén nhọn ưng chảo trực tiếp móc vào rồi hai vai của hắn. Sắc bén hồn lực lập tức đâm vào bên trong thân thể Nam Cung Oản. Nam Cung Oản lần nữa kêu thảm một tiếng, bản thân hồn lực đã bị hoàn toàn phong bế, triệt để đã mất đi năng lực chống cự. Chiến đấu theo tiến hành đến chấm dứt, trên thực tế chẳng qua là ngắn ngủn 1 phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Hai gã phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác vừa chết mỗi lần bị cầm. Tống Lão biến thành thanh ảnh thần ưng quay đầu hướng sau lưng cách đó không xa Hoắc Vũ Hạo nhìn lại. Hoắc Vũ Hạo lúc này lại như là không có chuyện người, tựa như hướng phía Tống Lão bay tới, còn hướng Tống Lão so với ngón tay cái. Chúng ta đi thôi, Tống Lão. Thanh ảnh thần ưng hé miệng, giọng nói của Tống Lão vang lên, ngươi tiểu gia hỏa này à, xem ra quyết định của ta đúng, cho ngươi đến chỉ huy lần hành động này một điểm sai đều không có chúng ta qua. Vừa nói, nàng đã đập rung cánh, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng phía Thiên Linh Thành phương hướng bay nhanh mà đi. Hoắc Vũ Hạo mình thì lần nữa thi triển ra mô phỏng hồn kỹ che giấu ở thân hình, theo sát phía sau. Tống Lão tán thưởng đương nhiên sẽ không là bắn tên không đích, Hoắc Vũ Hạo hôm nay sở cho thấy năng lực làm cho nàng lau mắt mà nhìn. Vừa rồi trận chiến đấu này chính là 3 vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả giao phong, nhưng trên thực tế Tống Lão lại rất rõ ràng cái này cả cuộc chiến đấu tất cả đều là tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế đấy. Hoắc Vũ Hạo cái này khống chế hệ chiến hồn sư tuyệt đối là thực đến danh quy. Từ lúc mới bắt đầu quần thể suy yếu đến Hoắc Vũ Hạo không biết dùng biện pháp gì cực đại trình độ xem tuyệt thế, đến post 3 suy yếu này mặt nạ đấu la phòng ngự, lại càng về sau Tống Lão không để ý Hoắc Vũ Hạo toàn lực hướng mặt nạ đấu la phát động công kích. Những này kỳ thật đều là Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần cộng hưởng nói cho Tống Lão đấy, nếu không Tống lão như thế nào lại tại Thiên Ngô Đấu La đánh tới thời điểm buông tha cho hắn trực tiếp công kích mặt nạ đấu la đâu này. Tống lão không thể tưởng được, địch nhân tự nhiên cũng không nghĩ ra mặt nạ đấu la liền là chết như vậy. Mà Hoắc Vũ Hạo kế tiếp huyền như thiên thần chi thủ thông thường nắm trong tay toàn trường, huyền vũ đổi thành để cho mình theo trong nguy hiểm giãy giụa. Tại Thiên Ngô Đấu La Nam Cung Oản muốn trốn khỏi thời điểm, là hắn dùng một cái lĩnh vực loại năng lực xua tán đi khói độc, đồng thời lấy tinh thần hệ công kích trì trệ Nam Cung Oản cũng đưa hắn theo vũ hồn chân thân trong đánh ra. Tống lão công kích liền vào lúc đó đã đến, lại để cho Nam Cung Oản không cách nào lấy trạng thái mạnh nhất ngăn cản. Thậm chí là tại Tống lão tiếp được dạm công kích phía trước, Hoắc Vũ Hạo đều cho Nam Cung Oản bổ sung rồi một cái tinh thần hỗn loạn. Tống lão trong lòng tự hỏi, nếu như là nàng một mình chống lại cái này, hai tên lời nói của tà hồn sư, chiến thắng đối phương là khẳng định không có vấn đề, nhưng chiến thắng đối phương sau đó, muốn lưu lại cái này hai tên tà hồn sư cũng rất khó. Nếu như có thể đánh chết một trong số đó, cũng đã là tương đương kết quả không tệ rồi, điều kiện tiên quyết hay là muốn đối phương ham chiến, hơn nữa cần thời gian nhất định mới có thể làm đến. Mặt nạ đấu la khống chế, Thiên Ngô Đấu La cường công, hai người nếu phối hợp thỏa đáng lời mà nói, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy đấy. Nhưng là tại Hoắc Vũ Hạo toàn bộ khống chế dưới, hai vị kia tà hồn đấu la chẳng những không có thể hiện ra bọn hắn cũng vậy ứng hữu phối hợp, tức thì bị Hoắc Vũ Hạo đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay. Tuy nói đây là bởi vì mão vì bọn họ không biết năng lực của Hoắc Vũ Hạo, nhưng là cùng Hoắc Vũ Hạo bản thân thực lực cường hãn không thể tách rời. Tống lão rõ ràng nhất cảm giác liền là cùng Hoắc Vũ Hạo phối hợp chiến đấu, mình hết thảy năng lực tựa hồ cũng đã có tăng thêm tựa như, mà trong quá trình chiến đấu, loại này thoải mái cảm càng là trước đó chưa từng có. Hắn hiện tại càng ngày càng minh bạch vì cái gì từ từ này có thể trở thành linh hồn của đường môn nhân vật. Cái này hoàn toàn là cá nhân thực lực thể hiện. Bởi vì lúc trước có hai gã tà hồn sư lên không đối phó Tống lão cùng Hoắc Vũ Hạo, phía dưới Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh phương diện cũng không có mặt khác công kích xuất hiện. Đợi phát hiện không đúng đích thời điểm, Hoắc Vũ Hạo cùng xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn a Tống lão cũng sớm đã bỏ đi không một dấu vết rồi. Mà hai là tà hồn sư phong hào đấu la cũng là đồng thời biến mất không còn tăm tích. Lặng yên không tiếng động trở lại Thiên Linh Thành, Nam Cung Oản đã bị Tống lão đánh ngất xỉu, mang theo hắn cùng một chỗ trở lại tiểu viện. Những người khác còn không có nghỉ ngơi, chờ Hoắc Vũ Hạo cùng Tống lão trở về. Ồ, Tống lão, ai vậy à? Nam Thu Thu vốn là đợi trong sân, chứng kiến Hoắc Vũ Hạo cùng Tống lão mang theo Nam Cung Oản trở về, trước tiên nghênh đón tiếp lấy. Tống lão mỉm cười, nói: "Chúng ta bắt trở lại một tên tà hồn sư, từ trên người hắn nghe ngóng tin tức sẽ phải có tốt hiệu quả." Những người khác lúc này cũng đều theo riêng phần mình căn phòng của trong đi ra. Ngôn Thiểu Triết chào đón, nhìn xem Nam Cung Oản, trong mắt lộ ra vài phần nhưng nghĩ tới cái gì. Nam Cung Oản lúc này thời điểm bộ dạng quả thực là có chút chật vật. Hai bên đầu vai đã bị máu tươi nhiễm đỏ rồi, Tống lão trực tiếp phế bỏ hai cánh tay hắn kinh mạch, đồng thời phong kín hắn hồn lực, hiện tại hắn đã cơ bản phế đi. "Tống lão, ta thấy thế nào người này khá quen?" Ngôn Thiểu Triết nghi ngờ hỏi. Tống lão nói, nhìn quen mắt là được rồi, người nọ là Nam Cung Oản, Thiên Ngô Đấu La. Ngôn Thiểu Triết lập tức mở to hai mắt nhìn, Thiên Ngô Đấu La Nam Cung Oản, dĩ nhiên là hắn, khó trách ta nhìn như thế nhìn quen mắt. Năm đó ta theo học viện tốt nghiệp tại ngoại du lịch thời điểm, cùng với hắn đã từng quen biết, người này Thiên Ngô Vũ Hồn rất khó dây dưa, nhất là một ngón kia kịch độc, lần kia ta vốn định diệt trừ hắn, nhưng hắn này kịch độc quá lợi hại. Cuối cùng vẫn là bị hắn chạy, không nghĩ tới hôm nay lại lạc tại ngài trên tay. Tống lão mỉm cười lắc đầu, nói, không thể nói là rơi vào trên tay của ta, là ta liên thủ với Vũ Hạo, mới có thể đem hắn chụp tới. Nói thật, ta hiện tại thật đúng là có điểm thích cùng Vũ Hạo cộng đồng chiến đấu cảm giác, có tiểu gia hỏa này tại, ta đều giác được thực lực của mình chỉnh thể tăng lên. Ngôn Thiểu Triết không nghĩ tới Tống lão đối với Hoắc Vũ Hạo đánh giá vậy, mà sẽ cao như vậy, cười nói, Tống lão, ngài cũng đừng làm hư vào ta tiểu sư đệ này. Tống lão ha ha cười nói, ta cũng không phải là nghĩ một đằng nói một nẻo người, Vũ Hạo tinh thần lực đã không kém hơn bất luận cái gì một vị tinh thần hệ phong hào đấu la rồi, ngoại trừ bản thân tu vi còn yếu một ít bên ngoài, đơn thuần tại phụ trợ, khống chế phương diện, năng lực của hắn tuyệt, không thua gì một gã phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Tại chúng ta cái này mặt trong chiến đấu, nếu có hắn ở đây, tăng phúc sẽ phi thường cao. Hoắc Vũ Hạo có chút ngượng ngùng nói, Tống lão, ngài quá khen ngợi ta. Tống lão mỉm cười, Ngôn Thiểu Triết cười nói, tiểu sư đệ, ngươi liền chớ khiêm nhường, nhanh nói cho chúng ta một chút các ngươi là như thế nào tao ngộ cái này Thiên Ngô Đấu La đấy, còn có, quá trình chiến đấu cũng nói một chút. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Tống lão, tại Tống lão gật đầu cho phép, sau đó, hắn đem vừa rồi tao ngộ hai vị tà hồn sư quá trình, cặn kẽ giảng thuật một lần. Nghe hắn nói vậy mà còn đánh chết một gã khác tà hồn sư phong hào đấu la, lúc này đây, Ngôn Thiểu Triết đã không cười được. Đường môn mọi người, bởi vì thực lực nguyên nhân, còn chưa tới cùng phong hào đấu la tầng thứ này chiến đấu mặt, nhưng Ngôn Thiểu Triết lại rất rõ ràng, nhất là đối với phong hào đấu la tà hồn sư. Tà hồn sư có nhiều khó chơi Ngôn Thiểu Triết rất rõ, hắn tự hỏi, coi như là mình liên thủ với Tống Lão, có thể hay không tại làm sao trong thời gian ngắn ngủi giải quyết hai gã tà hồn sư đều là không biết bao nhiêu. Theo Hoắc Vũ Hạo miêu tả đến xem, này hai gã tà hồn sư đều không có phát huy ra bản thân ứng hữu thực lực cũng đã bị đánh tan rồi. Hoắc Vũ Hạo con mắt linh hoạt vũ hồn hồn kỹ, có thể nói là xuất quỷ nhập thần, khó trách Tống Lão sẽ như thế tán thưởng, không hổ là một đời mới nhân vật thủ lĩnh à, khó trách lúc trước lão sư nói qua, chỉ là Vũ Hạo lớn lên, tương lai học viện thì có trụ cột, đại lục đệ nhất học viện thanh danh tất nhiên sẽ một mực kéo dài nữa. Vũ Hạo, sắc mặt Ngôn Thiểu Triết đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo. À, Ngôn viện trưởng, Hoắc Vũ Hạo có chút không rõ, vì cái gì Ngôn Thiểu Triết lại đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy rồi. Ngôn Thiểu Triết trầm giọng nói, hành động lần này sau khi chấm dứt, trở về thì không nên khinh dịch đi ra ngoài nữa, ở lại đường môn hoặc như Hải Thần Đảo cố gắng tu luyện đi, tốt nhất đợi tu vi của ngươi đạt tới phong hào đấu la cấp bậc về sau, lại ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo không nghĩ tới Ngôn Thiểu Triết sẽ nói như vậy, trên mặt lập tức toát ra cười khổ, đường môn có Hiên lão sư không để cho mình đi ra, hiện tại lại thêm Ngôn viện trưởng. Tống Lão nhưng lại thầm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, nói, Thiếu Triết nói đúng, lần này sau khi trở về, ta sẽ hướng Mão Huyền lão nói rõ, về sau ngươi không nên khinh dịch ly khai Sử Lai Khắc thành phạm vi. Tống Lão, Ngôn viện trưởng vì cái gì à? Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi. Ngôn Thiểu Triết mỉm cười, than thở nói, bởi vì học viện tổn thất không nổi, Vũ Hạo đối với học viện tương lai mà nói, quá trọng yếu, cho dù hiện tại hồn đạo khí phát triển đã dần dần chiếm cứ chủ lưu, nhưng chính thức đã đến tầng cao nhất mặt, cá nhân thực lực như cũ là trọng yếu nhất, học viện cần một vị tương lai siêu cấp cường giả, mà Vũ Hạo đã chuẩn bị như vậy hình thức ban đầu, hắn liền như năm đó lão sư, thậm chí càng siêu việt lão sư, sở dĩ, chúng ta không thể để cho hắn ở đây ra ngoài mạo hiểm. Tống Lão nhẹ gật đầu, hoàn toàn tán đồng Ngôn Thiểu Triết quan điểm. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, phong hào đấu la, sao còn muốn thật lâu đi, thế nhưng mà... Tống Lão trầm giọng nói, không có gì nhưng nhị gì hết, vô luận sự tình gì đều không có người thuận lợi lớn lên trọng yếu, người nghĩ phải ở bên ngoài làm cái gì, học viện cũng có thể giúp ngươi đi làm, nhưng chính ngươi nhất định phải ở lại bên trong Sử Lai Khắc thành, không thể lại cách xa. Bối Bối, sau khi trở về, ngươi phụ trách coi được hắn, nếu hắn trộm lén trốn đi, ta là ngươi là hỏi. Vâng, trên mặt Bối Bối cũng toát ra mỉm cười, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra, về sau trong một thời gian ngắn không cần vì lo lắng tiểu sư đệ an nguy mà sốt ruột rồi. Hoắc Vũ Hạo tàng hóng một cái, nói, Tống Lão, Ngôn viện trưởng, chúng ta hay là trước thẩm hỏi một chút Nam Cung Oản đi, xem có thể hay không hỏi ra tiểu nhã lão sư hạ xuống. Tống Lão nhẹ gật đầu, nói, thẩm vấn hắn chỉ sợ rất khó, những này người của tà hồn sư cách đều là vạn vẹo, bọn họ căn bản cũng không sợ chết, hơn nữa chúng ta cũng không có thể nghiêm hình bức cung ngươi, có biện pháp nào sao? Hoắc Vũ Hạo nói, ta có thể dùng tinh thần lực đi làm nhiễu suy nghĩ của hắn, sau đó hỏi thăm hắn, lại để cho hắn nói ra lời nói thật, nhưng điều kiện tiên quyết là tinh thần lực của ta muốn xa mạnh hơn xa hắn mới được, nhưng hắn là phong hào đấu la, coi như là hồn lực bị đóng cửa, nhưng tinh thần lực lại cường đại như trước, chỉ sợ rất khó. Ánh mắt Ngôn Thiểu Triết hàn quang lóe lên, nói, cái này đơn giản, chúng ta lại để cho hắn trở nên đầy đủ suy yếu là được rồi, nhân tinh thần cường độ cùng thân thể trạng thái là cùng một nhịp thở đấy, đem là một người đã suy yếu tới trình độ nhất định sau đó, tinh thần cũng sẽ đồng dạng suy yếu, thậm chí là yếu ớt, khi đó ngươi thì có thể thừa lúc vắng mà vào, đến thẩm vấn hắn. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, nếu là như vậy, ta thử một chút. Những người khác sẽ đi nghỉ ngơi đi, Thiếu Triết, Vũ Hạo, các ngươi đi theo ta. Tống Lão một tay cầm lấy Nam Cung Oản, hướng trong tiểu viện một gian không người ở tĩnh thất đi đến. Bối Bối nói, Tống Lão, ta cũng vậy đi thôi, hắn thật sự là quá mau tại biết rõ Đường Nhã tung tích. Tống Lão nhẹ gật đầu, nói, được, ngươi cũng tới đi. Bốn người mang theo Nam Cung Oản tiến vào tĩnh thất, Tống Lão đem Nam Cung Oản giao cho Ngôn Thiểu Triết, nói, Thiếu Triết, ngươi tới đi. Ngôn Thiểu Triết nhẹ gật đầu, nói, ta trước kiểm tra một chút tình huống của hắn, tránh cho trên người hắn có cái gì cấm chế. Nhu hòa bạch sắc quang chóng mặt tại trong tay Ngôn Thiểu Triết sáng lên, hắn dùng song trường nhanh chóng tại trên người Nam Cung Oản đánh ra lên. Nương theo lấy hắn đánh ra, thân thể Nam Cung Oản tiến hành run rẩy. Vừa lúc mới bắt đầu, run rẩy còn tương đối rất nhỏ, nhưng nương theo lấy Ngôn Thiểu Triết tiếp tục phát, thân thể Nam Cung Oản tiến hành run rẩy càng phát ra kịch liệt. Đối với phong hào đấu la mà nói, cốt lõi nhất lực lượng liền là hồn hạch chi lực, Tống lão liền chỉ dùng của mình, cường đại hồn lực phong ấn Nam Cung Oản hồn hạch, lại để cho hắn hồn hạch lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ vận chuyển, do đó không cách nào cho hắn cung cấp hồn lực trước ủng hộ. Ngôn Thiểu Triết kiểm tra rằng co 1 phút đồng hồ thời gian mới dừng lại, hướng Tống lão nhẹ gật đầu, nói, cũng không có vấn đề hắn cái này, cái thực lực cấp bậc, coi như là Thánh Linh Giáo muốn ở trên người hắn hạ cấm chế cũng rất khó. Tống lão nhẹ gật đầu, nói, vậy thì bắt đầu đi, ngươi định làm gì? Ánh mắt Ngôn Thiểu Triết hàn quang lóe lên, ta trước phế đi hắn hồn hạch, lại để cho hắn một thân hồn lực tán loạn, bởi như vậy, hắn không thể hại người rồi, hơn nữa, không có hồn lực ủng hộ, tinh thần lực của hắn tuy mạnh, nhưng thân thể sẽ phi thường suy yếu, tại suy yếu ở bên trong, tinh thần của hắn liền sẽ chịu đến ảnh hưởng. Tống lão nhẹ gật đầu, nói, được, cứ như vậy đi, ngươi đi làm, ta giúp ngươi hộ pháp, Vũ Hạo, ngươi làm chuẩn bị, cái này Nam Cung Oản bị chúng ta phế bỏ hồn lực sau đó, không biết sẽ có phản ứng gì, muốn phòng ngừa hắn xuất hiện tinh thần thác loạn tình huống. Vâng, Hoắc Vũ Hạo đi đến một bên, tại trên một cái ghế khoanh chân ngồi xuống, tạm thời nghỉ ngơi, khôi phục mình phía trước ra ngoài tiêu hao. Ngôn Thiểu Triết đứng ở Nam Cung Oản trước giường, hai tay trước người một vòng, một cổ nhu hòa màu trắng, hồn lực kích động mà ra, màu trắng dần dần tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt, hồn lực chấn động cũng tiến hành giống như hỏa diễm thông thường nhảy lên. Những này hồn lực dần dần hội tụ thành một cái nước xoáy, cứ như vậy lơ lửng tại thân thể Nam Cung Oản phía trên. Muốn phế bỏ một gã phong hào đấu la hồn hạch cũng không phải chuyện dễ dàng, tựa như lúc trước Hoắc Vũ Hạo đang thí nghiệm trong tình huống đúng, hồn hạch một khi xuất hiện mão vấn đề thì có thể phát sinh nổ lớn, một gã phong hào đấu la hồn hạch nếu nổ tung, đây chính là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Phong hào đấu la nếu như tử vong, tựa như phía trước mặt nạ đấu la như vậy, phản mà sẽ không có vấn đề, bởi vì phong hào đấu la tử vong, mất đi sinh mệnh lực sau đó, hồn hạch trực tiếp sẽ tại chỗ ở mình trong không gian sập co lại, biến mất, coi như là bạo tạc nổ tung, cũng là tại một không gian khác bạo tạc nổ tung, sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện tại. Nhưng ở hồn sư không chết dưới tình huống muốn phế bỏ hắn hồn hạch, lại muốn phiền toái hơn nhiều, hồn hạch dựa vào tại hồn sư sinh mệnh lực tồn tại, muốn phế bỏ hồn hạch, muốn đưa hắn hồn đang xét duyệt hồn lực dẫn xuất, tại hồn hạch lực số lượng thời khắc yếu đuối nhất, đem đánh tan mới được. Xoay quanh tại trên giường không bạch sắc quang diễm xoay tròn càng lúc càng nhanh, Ngôn Thiểu Triết bụng dưới trước, cũng đồng dạng có một màu trắng vòng xoáy như ẩn như hiện, đó là hắn từ thân hồn hạch địa phương sở tại. Ngôn Thiểu Triết chính là siêu cấp đấu la cấp bậc cường giả, với tư cách Mục lão đích truyền đại đệ tử, đồng thời lại là Sử Lai Khắc học viện Vũ Hồn hệ viện trường, thực lực của hắn là cực kỳ mạnh mẽ đấy, hắn bản thân Vũ Hồn Quang Minh Phượng Hoàng bản thân liền là cao cấp vũ hồn, lại tu luyện đến siêu cấp đấu la cấp độ, những năm gần đây này, hắn hồn lực càng tiến một bước, hiện tại đã là 96 phong hào đấu la rồi, so với việc Tống lão cũng chỉ là kém một cấp, mặc dù cái này cấp một chênh lệch không nhỏ, nhưng nếu như toàn lực chiến đấu, thực lực càng thêm cân đối, vũ hồn mạnh hơn Ngôn Thiểu Triết, chưa hẳn liền so Tống lão yếu bao nhiêu. Lúc này, hắn hồn hạch khí tức thích phóng đi ra, đang nghỉ ngơi bên trong Hoắc Vũ Hạo lập tức có cảm ứng, không cần mở mắt ra, hắn yên lặng cảm thụ được trên người Ngôn Thiểu Triết hồn lực chấn động, trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng. Ngôn Thiểu Triết hồn hạch chung quanh, hồn lực đồng dạng là hình vòng xoáy vận chuyển, nhưng cùng Hoắc Vũ Hạo tinh thần hồn hạch so sánh với, cái này hồn lực vận chuyển tốc độ ngược lại phải chậm hơn rất nhiều. Cái này chậm là vì hồn hạch chung quanh hồn lực hoàn toàn là dịch thái. Nếu như nói, Hoắc Vũ Hạo con mắt linh hoạt hồn hạch là trong không khí quay quanh vòi rồng, như vậy, Ngôn Thiểu Triết hồn hạch chính là lớn trên biển, có thể thôn phệ hết thảy vòng xoáy khổng lồ, ẩn chứa trong đó hồn lực càng là không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Phong hào đấu la quả nhiên là phong hào đấu la, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo âm thầm tán thưởng, đồng thời, hắn đã ở tự xét lại, theo chứ thực lực tăng cường, tự tin của hắn cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí có tự tin vào một ít phong hào đấu la tiến hành chiến đấu, nhưng lúc này trên người Ngôn Thiểu Triết tản ra khí tức, lại để cho hắn đầy đủ nhận thức được mình chênh lệch. Không thể như vậy sao? Hôm nay chiến đấu mặc dù nhìn về phía trên là nắm trong tay mình toàn trường, nhưng đó là bởi vì do Tống lão tại à? Nếu như không có Tống lão, coi như là một chọi một, đối mặt mình một vị tà hồn sư phong hào đấu la, chỉ sợ cũng chỉ có bại vong kết cục. Này hai gã tà hồn sư phong hào đấu la, nếu như tại vừa lên đến hay dùng ra mạnh nhất năng lực, mình cũng căn bản không thể nào mưu lợi, thậm chí không cách nào tham gia đến cái kia mà chiến đấu đi. Tống lão cùng Ngôn viện trưởng nói rất đúng, thực lực của mình còn cần tăng cường. Lần này sau khi trở về, vừa cùng Hiên lão sư học tập hồn đạo khí chế tác, cũng đúng là phải cố gắng tu luyện, ít nhất tranh thủ đem bên trong cơ thể vạn năm huyền băng tủy tinh hoa đều hấp thu nói sau. Hoắc Vũ Hạo bên này nghĩ đến tâm sự, Ngôn Thiểu Triết bên kia lại đã bắt đầu rồi. Quay quanh tại Nam Cung Oản trên không màu trắng vòng xoáy chậm rãi hạ thấp, mũi nhọn vị trí, đúng lúc là rơi vào Nam Cung Oản đan điền vị trí. Khi này bạch sắc quang diễm cùng thân thể Nam Cung Oản tiếp xúc trong nháy mắt, Nam Cung Oản lập tức kịch liệt rung động run một cái, người cũng theo trong hôn mê thanh tỉnh lại. Chứng kiến phía trên thân thể lẩn quẩn quang diễm, Nam Cung Oản chấn động đồng thời, rõ ràng cảm giác được mình trong đan điền hồn lực đang tại bằng tốc độ kinh người đổ xuống mà ra, ở đằng kia bạch sắc quang diễm trong tán loạn, một bên tiến vào một không gian khác bên trong. Bọn họ đây là muốn phế bỏ của ta hồn lực. Không. Các ngươi không thể làm như vậy, Nam Cung Oản hoảng sợ hét lớn. Ngôn Thiểu Triết lạnh lùng nói, ngươi tu luyện tới hiện tại tầng thứ này, không biết hại bao nhiêu người, chúng ta đây là thay trời hành đạo, không có trực tiếp giết chết ngươi, đã là hạ thủ lưu tình, đã không có cái này một thân tà hồn sư hồn lực, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Không được, van cầu các ngươi, lưu đứng lại cho ta hồn lực, các ngươi muốn ta làm gì đều được. Đối với một gã phong hào đấu la mà nói, hồn lực tán loạn thật sự là đáng sợ, thói quen có được lực lượng cường đại, một khi mất đi, quả thực là so chết còn phải thống khổ. Trong nội tâm Ngôn Thiểu Triết khẽ động, nói, hả, cho ngươi làm gì cũng có thể. Thân thể Nam Cung Oản không nhúc nhích được, chỉ có thể nói lời nói, đúng đấy, muốn ta làm gì đều được, các ngươi cần, ta có thể tại Thánh Linh Giáo cho các ngươi, làm nằm vùng các ngươi, có thể tại trên người của ta hạ cấm chế, chỉ là giữ lại của ta hồn lực, ta cái gì đều nguyện ý làm. Tống Lão nhíu mày, cùng Ngôn Thiểu Triết liếc nhau, bên kia Hoắc Vũ Hạo cũng mở mắt ra, bọn họ hiển nhiên đều không nghĩ tới, Nam Cung Oản dĩ nhiên là như vậy một cái loại nhu nhược. Được, này trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề, Ngôn Thiểu Triết thản nhiên nói, nhưng xoay quanh, tại thân thể Nam Cung Oản phía trên vòng xoáy, vẫn ở chỗ cũ hấp thu hắn bên trong cơ thể hồn lực. Nam Cung Oản thống khổ nói, có thể hay không trước dừng lại, không mão muốn hút đi của ta hồn lực. Ngôn Thiểu Triết hừ lạnh một tiếng, nói, phong hào đấu la, chỉ là hồn hạch bất diệt, hồn lực khôi phục còn không dễ dàng sao, cứ như vậy bảo trì đi, cho ngươi cũng bảo trì điểm thanh tình. Hiện tại ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất trả lời, hơi có do dự, ta liền tại chờ một chút đánh nát của ngươi hồn hạch, cơ hội của ngươi chỉ có một lần, không muốn khiêu chiến quyết tâm của ta. Vâng, ngươi hỏi đi. Nam Cung Oản biết rõ, mình bây giờ là cái thớt gỗ trước thịt, ở trước mắt cái này rõ ràng cho thấy siêu cấp đấu la cấp bậc tồn tại trước mặt, một điểm may mắn đều là không thể nào có. Ngôn Thiểu Triết hỏi, các ngươi Thánh Linh Giáo tổng bộ ở địa phương nào? Nghe hắn hỏi lên như vậy, Nam Cung Oản lập tức trì trệ, cười khổ nói, cái này ta không thể nói, tại nhập giáo thời điểm, phàm trần là có thể tiến vào người của tổng bộ, đều bị hạ xuống cấm chế, một khi nói, sẽ kích phát bên trong cơ thể cấm chế. Ngươi cũng không muốn để cho ta biến thành quả bom chứ? Trong nội tâm Ngôn Thiểu Triết dùng mình, nếu như không có Hoắc Vũ Hạo phía trước thẩm vấn qua tà hồn thánh trải qua, có lẽ hắn còn sẽ có hoài nghi, nhưng lúc này lại có chút tin, nhưng trên mặt lại tràn đầy sảng giọng mà nói, ngươi chính là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, ai có thể tại ngươi bên trong cơ thể hạ cấm chế? Vừa nói, hắn lập tức gia tăng đối với Nam Cung Oản hồn lực thôn phệ. Nam Cung Oản vội la lên, ta thật sự không thể nói, là Thái Thượng Giáo chủ tự mình xuất thủ. Ngoại trừ Thái Thượng Giáo chủ, Đăng Phó Giáo chủ cùng với cung phụng Đường thủ lĩnh cung phụng bên ngoài, ta giáo tất cả mọi người đắp chăn rồi cấm chế, một khi nói ra bổn giáo tổng bộ chỗ, ngay lập tức sẽ bạo thể mà chết. Ngôn Thiểu Triết cao mày nói như vậy, nếu như ngươi phản bội Thánh Linh Giáo, chẳng phải là Thánh Linh Giáo tùy thời có thể muốn mạng của ngươi. Bạn đang xem Tuyệt Thế Đường Môn được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Truy cập kênh YouTube Recap Phim để cập nhật những video mới nhất. youtube.com/recapphim viết liền không giấu nhé. Nam Cung Oản nói, thế thì không biết, khống chế người cấm chế không tốt như vậy xuống. Thái Thượng Giáo chủ nghiên cứu ra nguyền rủa chỉ có thể là lấy cố định phương thức tiến hành dẫn động. Một khi trong nội tâm của ta có nói ra cái chỗ kia ý niệm trong đầu, mới có thể kích phát. Trừ lần đó ra, cấm chế liền không có gì mặt khác hiệu quả. Ngôn Thiểu Triết nói, này cấm chế này liền không có biện pháp giải trừ. Nam Cung Oản cười khổ nói, cũng không phải tuyệt đối không có cách nào. Chỉ cần có người tinh thần lực có thể vượt qua Thái Thượng Giáo chủ, đem nguyền rủa hóa đi cũng có thể, nhưng điều này thật sự là quá khó khăn. Thái Thượng Giáo chủ chính là cực hạn đấu la tu vi, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngôn Thiểu Triết khẽ gật đầu, nói, được, ta đây không hỏi người cái này, các ngươi Thánh Linh Giáo có bao nhiêu người, lại là thế nào phân chia. Lúc này đây Nam Cung Oản không do dự, lập tức nói, chúng ta Thánh Linh Giáo người thống trị cao nhất là Thái Thượng Giáo chủ, thì ra là Nhật Nguyệt Đế Quốc tử thần đấu la. Thái Thượng Giáo chủ nhận biết Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng đế là cháu nuôi. Ngoại trừ Thái Thượng Giáo chủ bên ngoài, Chúng ta Thánh Linh Giáo còn có giáo chủ và phó giáo chủ mỗi loại vị trí. Giáo chủ và phó giáo chủ là vợ chồng. Giáo chủ tên là Trung Ly Ô, phó giáo chủ gọi Phượng Lăng. Hai vị giáo chủ dưới có chúng ta Bát Đại trưởng lão, tất cả đều là phong hào đấu la cấp bậc tu vi, xuống chút nữa liền là các loại tầng cấp tà hồn sư rồi. Trừ rồi chúng ta những người này bên ngoài, bổn giáo còn có một chút tồn tại đặc thù, trong đó kể cả địa vị cao cả hai vị thánh nữ. Hai vị thánh nữ bởi vì đều bị ký thác rồi rất cao hy vọng, thiên phú dị bẩm, sở dĩ theo đạo nội địa vị trí rất cao, còn phải áp đảo chúng ta 8 vị trưởng lão phía trên. Chúng ta Thánh Linh Giáo cung phụng Đường tà hồn sư thực lực mới được là cường đại nhất. Cung phụng Đường đường chủ, thì ra là thủ lĩnh cung phụng, liền là Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Diêu. Tại hắn dưới còn có 11 vị cung phụng, tất cả đều là phong hào đấu la đã ngoài tu vi, trong đó có 5 vị là siêu cấp đấu la, tính cả thủ lĩnh, tổng cộng là 12 vị cung phụng đại nhân. Bọn họ tại bổn giáo địa vị cao cả, chỉ có Thái Thượng Giáo chủ mới có thể chỉ huy bọn hắn, giáo chủ đều không được. Ngôn Thiểu Triết cùng Tống Lão liếc nhau, lần này bắt được Nam Cung Oản, thu hoạch thật sự là quá lớn. Những tin tức này đối với Sử Lai Khắc học viện, thậm chí cả nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc mà nói, đều quá quý giá rồi. Cuối cùng là đối với Thánh Linh Giáo kết cấu bên trong đã có hiểu một chút. Dựa theo Nam Cung Oản nói tình huống, Thánh Linh Giáo chừng 20 mấy vị trí phong hào đấu la đã ngoài cấp bậc tà hồn sư, kể cả 2 vị cực hạn đấu la. Thực lực thế này, đúng là kinh người à. Bối Bối ở một bên bổ sung hỏi, các người Bát Đại trưởng lão cũng là phong hào đấu la, vì cái gì không thể tại cung phụng điện trở thành cung phụng? Nam Cung Oản nói, cung phụng xem như bổn giáo bên ngoài dính tới cường giả, cũng không đều là tà hồn sư. Chúng ta Bát Đại trưởng lão thì là bổn giáo dòng chính, sở dĩ có chỗ khác nhau. Hơn nữa, cung phụng điện bên kia hồn sư ở bên trong, phàm là tà hồn sư đều là thiên phú rất mạnh, vũ hồn cực mạnh tồn tại, như con thạch sùng đấu la Trương Bằng cường giả như vậy, đều đang cung phụng điện sắp xếp không vào chức năm. Bối Bối nói, trước mắt ở tiền tuyến trong đại doanh, trừ ngươi ra cùng cái kia mặt nạ bên ngoài đấu la, còn các ngươi nữa Thánh Linh Giáo người nào tại? Mặt nạ đấu la cũng là Bát Đại trưởng lão một trong. Nam Cung Oản nói, mặt nạ tại chúng ta Bát Đại trưởng lão trong xếp hàng thứ 7, trừ rồi hai người chúng ta bên ngoài, giáo chủ đã ở đại doanh đấy, giáo chủ, thánh nữ, còn có 6 vị cung phụng, không tính ta cùng mặt nạ, còn có mặt khác 2 mão vị trí trưởng lão đã ở. Chính ta tại trưởng lão trong xếp hàng thứ 2, còn lại 2 vị theo thứ tự là Tam trưởng lão, Minh Lôi đấu la, hắn mặc dù hồn lực chỉ có 92 cấp, nhưng lại còn là một vị cấp 9 hồn đạo sư, thực lực không dưới ta. Một vị khác là Tứ trưởng lão, U Minh đấu la, vũ hồn U Minh kiếm, 93 cấp. Nghe được Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão mấy chữ này, khoanh chân ngồi ở cách đó không xa Hoắc Vũ Hạo thoáng một phát liền từ trên ghế nhảy xuống tới, trong mắt lộ ra khắc cốt hận ý. Lúc trước nếu như không phải này Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão vây công, Vương Thu Nhi như thế nào lại hiến tế? Đối với hai người kia, Hoắc Vũ Hạo là có khắc cốt minh tâm, thâm cừu đại hận à. Hai mắt Ngôn Thiểu Triết nhắm lại, lẩm bẩm tự nhủ, cái này Thánh Linh Giáo quả nhiên là dốc hết toàn lực à, vậy mà có 11 vị phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác tại, lần này bị chúng ta đánh chết một người, bắt được một người, vẫn là có 9 tên nhiều. Những này tà hồn sư một khi vùi đầu vào trong chiến tranh, hắn lực phá hoại có thể so với cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra càng thêm đáng sợ. Ta nhớ được lúc trước Thiên Hồn Đế Quốc tin tức truyền đến liền từng nói qua, biên cảnh bị đột phá, cũng là bởi vì tà hồn sư ra tay, đã tạo thành đại lượng thương vong, đối với Thiên Đấu Thành đánh lén cũng thế. Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng tới đến bên giường, cưỡng chế trong nội tâm hận ý, trầm giọng hỏi, thánh nữ của các ngươi tên gọi là gì, ở nơi nào? Nam Cung Oản nói, chúng ta thánh nữ không có nổi danh, chỉ là trực tiếp xưng hô thánh nữ. Trước mắt tại quân doanh vị này là Lam Ngân thánh nữ, còn có một vị khác Hỏa Phượng thánh nữ tại phần quan trọng, phó giáo chủ tại phụ trợ nàng tu luyện. Lam Ngân thánh nữ một mực đi theo ở bên người giáo chủ, bởi vì giáo chủ tại trong quân doanh địa vị cao cả, sẽ ngủ ở cái kia Hoàng Long hồn đạo sư đoàn hộ vệ trung quân lều lớn bên cạnh trong doanh trướng. Nếu như cách rất gần rất dễ dàng phân biệt, bởi vì này lều vải là màu vàng, Lam Ngân thánh nữ sẽ ngủ ở bên cạnh một tòa khác trong trướng bồng. Quả nhiên là Tiểu Nhã lão sư tại trong quân doanh. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo sáng ngời, quay đầu nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối lúc này trong mắt đã tràn đầy vẻ kích động, rốt cuộc biết Tiểu Nhã tung tích, rốt cuộc có thể có cơ hội đi nghĩ cách cứu viện nàng đã trở về. Trong lúc nhất thời, Bối Bối không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, theo bản năng rất nhanh hai đấm. Ngôn Thiểu Triết nhẹ gật đầu, nói, xem ở ngươi coi như phối hợp phân thượng, tạm thời giữ lại của ngươi hồn lực. Vừa nói, hắn thu hồi thân thể Nam Cung Oản phía trên vòng xoáy, tay phải tại Nam Cung Oản trên trán vỗ, khiến cho hắn lâm vào trong hôn mê. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, bắt được Nam Cung Oản, lấy được những tin tức này thật sự là quá trọng yếu. không chỉ có đã được biết đến Đường Nhã cùng Mã Tiểu Đào hạ xuống, đồng thời cũng nội bộ của Thánh Linh Giáo có chỗ hiểu rõ. Đây đối với tương lai Sử Lai Khắc học viện đối kháng Thánh Linh Giáo có trợ giúp thật lớn tác dụng. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Ngôn Thiểu Triết, nói, Ngôn viện trưởng, như là đã có tin tức chính xác, chúng ta là không phải có thể kế hoạch như thế nào hành động. Ngôn Thiểu Triết tự tiếu phi tiếu cười, đều nhìn xem hắn, nói, không phải nói sao, hành động lần này do ngươi chỉ huy, kế hoạch này tự nhiên cũng là ngươi tới, ngươi có ý kiến gì không? Hoắc Vũ Hạo lúc này thời điểm cũng không đoái hoài tới khiêm nhượng, trầm giọng nói, muốn cứu ra Tiểu Nhã lão sư, chúng ta chỉ có thể là dẫn xả xuất động. Nhật Nguyệt Đế Quốc trại lính bố trí quá mạnh mẽ, năm hồn đạo sư trận địa đủ để diệt sát bất luận cái gì cấp bậc cao thủ, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem Tiểu Nhã lão sư dẫn ra mới được, bằng không mà nói là không có bất kỳ biện pháp nào đấy. Hai mắt Ngôn Thiểu Triết nhắm lại, nói, vậy làm sao dẫn ra đâu này, trừ phi là toàn diện đại chiến, nếu không này Thánh Linh Giáo giáo chủ chưa chắc sẽ tham dự vào trong chiến đấu, Đường Nhã tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo chau mày, nói, đúng, sở dĩ rất khó khăn, nếu như toàn diện phát động đại chiến lời mà nói, Thiên Hồn Đế Quốc bên này tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, cho dù Nhật Nguyệt Đế Quốc bên kia bởi vì tài nguyên chưa đủ mà tạm dừng thế công, chỉ khi nào bên này công kích phát động, công kích của Nhật Nguyệt Đế Quốc lực vẫn là cực mạnh, còn có nhiều như vậy vị trí tà hồn sư phụ trợ, sở dĩ ta đoán chừng Thiên Hồn Đế Quốc cũng sẽ không nguyện ý phối hợp chúng ta khởi xướng toàn diện tiến công. Nếu là như vậy, này cũng chỉ có một biện pháp. Hả? Tống lão, Ngôn Thiểu Triết cùng ánh mắt của Bối Bối đều không hẹn mà cùng tập trung vào trên người Hoắc Vũ Hạo. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo hàn quang lập lòe, ánh mắt nhìn về phía trên giường Nam Cung Oản, trầm giọng nói, không vào hang hổ sao bắt được hổ con. Không được. Bối Bối cơ hồ là không chút do dự lập tức hét lớn lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hoắc Vũ Hạo mặc dù chỉ là nói đơn giản 8 chữ, nhưng bọn hắn lại đều hiểu nàng muốn. Xác thực không được, quá nguy hiểm. Tống lão trầm giọng nói, ngươi là muốn lợi dụng hắn tiến vào quân doanh, thế nhưng mà, ngươi có nghĩ tới không, một khi ngươi bị nhận ra làm sao bây giờ? Ở đằng kia Nhật Nguyệt Đế Quốc trong đại doanh, cao thủ nhiều như mây, còn có Thánh Linh Giáo giáo chủ tọa trấn, như thế nào ngươi có thể đủ đơn giản lẫn vào trong đó? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, Tống lão, Ngôn viện trưởng, đại sư huynh, các ngươi không cần lo lắng, ta nếu nói ra biện pháp này, tự nhiên là có niềm tin chắc chắn đấy, mặc dù nguy hiểm nhất định sẽ có, nhưng tuyệt không như các ngươi trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Tống lão, người xem. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên tại chỗ xoay tròn một vòng, lập tức, mạo hắn khí tức trên thân đại biến, cả người cũng nhanh chóng tiến hành phát sinh biến hóa, đợi đến lúc cái này một vòng xoay tròn hoàn thành lúc, hắn đã thay đổi cái bộ dáng. Có thể không phải là phía trước giả diện đấu la bộ dáng sao, mà ngay cả khí tức trên thân đều giống như đúc, âm trầm lãnh mạc, còn mang theo từng cơn ớn lạnh, đúng là một điểm độ lệch đều không có. Chuyện này, phía trước Tống lão là cùng Hoắc Vũ Hạo cùng nhau đối mặt hai vị tà hồn sư phong hào đấu la đấy, cảm thụ tự nhiên là rõ ràng nhất, lúc này đột nhiên chứng kiến trên người Hoắc Vũ Hạo xuất hiện biến hóa như thế, nàng trong lúc nhất thời cũng không khỏi quá sợ hãi. Tống lão chính là 97 cấp phong hào đấu la cấp bậc cường giả, nhưng chỉ là thông qua con mắt nhìn, nhưng lại một chút cũng không cách nào từ trên người Hoắc Vũ Hạo nhìn ra sơ hở. Tống lão để tụ nảy sinh tinh thần lực của mình hướng trên người Hoắc Vũ Hạo tìm kiếm đi qua, thân thể Hoắc Vũ Hạo khẽ run lên, nhưng một cổ cường thế tinh thần lực lập tức bắn ngược mà quay về, mà còn mang theo khí tức âm trầm, như cũ là cùng này giả diện đấu la không có bất kỳ khác biệt. Hai tay Hoắc Vũ Hạo nâng lên, không trung, một mảnh dài hẹp sơn màu đen giòi bọ dần dần nổi lên, lơ lửng tại giữa không trung. Mỗi một đầu giòi bọ trên người đều mang mãnh liệt tinh thần chấn động, giống như một cái lưới lớn giống như hướng phía Tống lão bao trùm đi qua. Bất quá, khi này tấm lưới lớn cùng Tống lão tiếp xúc với nhau thời điểm, Tống lão lại cảm giác được thoáng có chút không đúng. Phía trước giả diện đấu la thi triển hồn kỹ, nếu như nàng cả người, trong đó bao gồm cả linh hồn đều lâm vào trì trệ bên trong, mà Hoắc Vũ Hạo thi triển ma giòi hồn kỹ, nhưng lại làm nàng cảm thấy có chút suy yếu. Tại cường độ trước so giả diện đấu la có chênh lệch, chỉ có này khí tức âm trầm là tương tự. Tống lão nói, người cái này hồn kỹ tựa hồ không đúng, nhưng mặt ngoài nhìn về phía trên vẫn là rất giống đấy. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, khẳng định không có khả năng hoàn toàn tương tự, nhưng là tại ta mô phỏng hồn kỹ dưới tác dụng, lại có Nam Cung Oản giúp đỡ che giấu, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nam Cung Oản địa vị cao hơn, tại giả diện đấu la, chờ một chút ta hướng hắn hỏi thăm một ít giả diện đấu la đích thói quen. Sau khi trở về, lấy Nam Cung Oản làm chủ, sẽ rất khó sẽ bị nhận ra, coi như là vị giáo chủ kia, chỉ cần là không giống ta ra tay, cũng là không nhận ra đấy. Bối Bối lắc đầu nói, không được, vẫn là quá nguy hiểm, không thể, bởi vì cứ Tiểu Nhã đem người góp đi vào, Tiểu sư đệ, ta biết ngươi cũng rất muốn cứu nàng đi ra, nếu như không phải là bởi vì ta không có ngươi phần này năng lực, cái này lèn vào sự tình, nên để ta làm, có thể ngươi không cùng, ngươi là học viện cùng chúng ta Đường môn tương lai hy vọng, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, ngươi để cho ta như thế nào dốc lòng cầu học viện bàn giao, như thế nào hướng đồng bạn bàn giao. Hoắc Vũ Hạo nói, đại sư huynh, hiện tại chúng ta không có những biện pháp khác, chỉ có như thế mới có thể trong thời gian ngắn nhất đạt tới mục đích. Hơn nữa, ai nói ta là mình đi, các ngươi cũng giống vậy phải đi đấy, ta cũng không là một người tại chiến đấu. Hả, Bối Bối, Tống Lão cùng Ngôn Thiểu Triết cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, hắn không là một người lẻn vào sao? Thế nhưng mà, bọn họ nhiều người như vậy, những người khác cũng sẽ không mô phỏng hồn kỹ năng lực như vậy, lại làm sao có thể theo hắn cùng một chỗ lẻn và đi vào. Hoắc Vũ Hạo thần bí cười cười, nói, chúng ta đơn giản kế hoạch hạ xuống, thừa dịp thời gian còn sung túc, trước lẫn vào Nhật Nguyệt Đế Quốc đại doanh nói sau đó chúng ta tái tiến đi chi tiết kế hoạch chúng ta như vậy. Hắn hạ giọng đem kế hoạch của mình giảng thuật một lần, nghe hắn giảng thuật, Bối Bối toát ra vẻ chợt hiểu, mà Tống Lão cùng trên mặt Ngôn Thiểu Triết thần sắc nhưng lại càng ngày càng kinh ngạc. Sau nửa canh giờ, bầu trời đêm như trước đen kịt, Nhật Nguyệt Đế Quốc trong đại doanh lúc này lại cũng không bình tĩnh. Thánh Linh Giáo giáo chủ Trung Ly Ô lúc này liền đứng ở Nhật Nguyệt Đế Quốc Đông Trinh đại quân trong soái trướng Mão Ương, mà Đông Trinh đại quân thống soái chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc một vị thập phần chứ danh nguyên soái. Quất Tử trở về đế quốc, có an bài khác, hiện tại đại quân liền do vị này nguyên soái đến thống lĩnh. Vị này nguyên soái năm linh đã rất lớn rồi, qua tuổi thất tuần, bản thân chính là một vị hồn đấu la cấp bậc cường giả, tên là Lâm Hải, tu vi mặc dù không cao, nhưng bởi vì trong nhà nhiều thế hệ đều là quân nhân, hơn nữa thừa kế công tước tước vị, tại Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội lực ảnh hưởng vẫn là cực lớn. Lúc trước, Quất Tử mới vừa tiến vào quân đội thời điểm, hắn còn đối với Quất Tử có không nhỏ đến đỡ. Vị này Lâm Hải nguyên soái cũng là Từ Thiên Nhiên dòng chính, nếu không, Từ Thiên Nhiên cũng không thể có thể yên tâm đem tam quân giao cho hắn. Có thể trở thành tam quân thống soái, Lâm Hải còn có một ưu thế, đó chính là hắn thực lực bản thân. Thực lực yếu đôi khi cũng không thấy liền là xấu sự tình, chính vì hắn không phải phong hào đấu la, tại quân đội lực ảnh hưởng cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể hoàn toàn chỉ huy được những cái kia cường đại cấp 9 hồn đạo sư. Sở dĩ, hắn chỉ có thể chỉ huy bình thường quân đội, mà mấy lớn hồn đạo sư đoàn đoàn trường mặc, dù cũng muốn nghe theo hắn điều khiển, nhưng tự chủ tính lại càng mạnh hơn nữa. So ra, Quất Tử tại thời điểm mới thật sự là có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, chỉ huy toàn bộ đại quân. Cái này không phải là bởi vì thực lực, mà là vì Quất Tử này xuất quỷ nhập thần chiến thuật làm cho Nhật Nguyệt Đế Quốc tam quân chấn động theo. Hiện tại Quất Mão Tử vị hoàng hậu này nương nương đã bị vinh dự Nhật Nguyệt Đế Quốc trong quân nữ chiến thần. Lâm Hải không có Quất Tử xuất quỷ nhập thần quân sự thiên phú, nhưng hắn vẫn thắng ở vững vàng, trước mắt cục diện muốn tạm thời duy trì cân đối, do hắn đến chủ chỉ tam quân tự nhiên là lại không quá thích hợp rồi. Bất quá, hôm nay nội tâm Lâm Hải nguyên soái chuyện lại không tốt lắm. Ngày hôm qua địa đối không dò xét hồn đạo khí đã từng phát hiện qua địch nhân ở trong cao không nhìn trộm, lúc ấy liền bắn lần thứ nhất liên động công kích hồn đạo khí. Nhưng bởi vì không trung khoảng cách rất cao, mà nay địa đối không dò xét hồn đạo khí, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cũng không thể tiếp tục tập trung, sở dĩ cũng không biết thành quả chiến đấu như thế nào. Nhưng sau đó Lâm Hải lại lập tức hạ lệnh, tăng cường địa đối không dò xét. Quả nhiên, hôm nay địch nhân lại xuất hiện, đang tại Lâm Hải chuẩn bị tăng lớn đối không trong đà kích độ mạnh yếu thời điểm, Thánh Linh Giáo vị giáo chủ này lại tỏ vẻ muốn tìm người đi bắt sống. Dù sao, có thể ẩn thân đối thủ là thập phần khó có thể đề phòng đấy. Chào trở lại thăm một chút đối phương tàng hình năng lực từ đâu mà đến, hiệu quả tự nhiên rất tốt. Thánh Linh Giáo chủ chính là quốc sư, địa vị cao cả, đồng thời cũng có giám thị Lâm Hải quyền lực, hắn có đề nghị như vậy, Lâm Hải tự nhiên là sẽ không ngăn cản. Vì vậy, Thiên Ngô Đấu La, Giả Diện Đấu La đã bị phái đi ra ngoài, theo Trung Ly Ô, có hai vị phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác tìm tòi không chung, chỉ là phát hiện đối thủ, nhất định là có thể đem bắt trở lại đấy. Nhưng mà ai biết, Nam Cung Oản cùng Giả Diện Đấu La chuyến đi này liền mất tung ảnh, mà ngay cả địa đối không dò xét hồn đạo khí cũng chỉ là dò xét đến không trung, đã xuất hiện mãnh liệt hồn lực chấn động, sau đó Nam Cung Oản cùng Giả Diện Đấu La liền biến mất. Đây chính là hai vị phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác, Thánh Linh Giáo tích lũy rồi nhiều năm như vậy, phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác số lượng cũng là không nhiều lắm, nhất là Nam Cung Oản, hắn vẫn rất coi được đấy. Mặc dù Nam Cung Oản niên kỷ đã không nhỏ, nhưng hắn này Thiên Ngô Vũ Hồn tương lai còn có càng tiến một bước khả năng, muốn là vận khí tốt, thành là siêu cấp đấu la cũng không phải không có cơ hội đấy. Hai người này cùng một chỗ mất tích, Trung Ly Ô có thể nào không giận? Còn không có tin tức, dưới tay ngươi người đều là thùng cơm sao? Trung Ly Ô lạnh lùng nói với Lâm Hải. Đối với Lâm Hải, hắn cho dù là một điểm tôn trọng đều không có. Lâm Hải mặc dù là hồn đấu la, nhưng trong mắt hắn, cùng con sâu cái kiến cũng không có gì khác nhau, thậm chí còn kém xa Quất Tử trong lòng hắn địa vị cao. Tối thiểu vị hoàng hậu kia nương nương đang chỉ huy quân đội phương diện liền Trung Ly Ô cũng theo đó kinh diễm. Lúc trước trước phá Minh Đấu Sơn Mạch, lại lấy chút ít hồn đạo sư đóng ở, đổi trắng thay đen tập trung công kích Thiên Hồn Đế Quốc, hơn nữa một lần hành động kiến công, quả thực là cực kỳ kinh điển chiến thuật à. Chính là hồn đạo khí xuất hiện sau đó, trên chiến trường lần thứ nhất thể hiện ra hắn lấy hồn đạo khí làm chủ chiến đấu mị lực. Trung Ly Ô mặc dù mặt ngoài sẽ không nói cái gì, nhưng trong nội tâm đối với Quất Tử vẫn còn có chút không phục đấy. Về sau Minh Đấu Sơn Mạch bị Tinh La Đế Quốc một lần nữa đoạt lại đi, theo Trung Ly Ô rất là không thể tưởng tượng nổi, mẹ của mình vậy mà không có thể ngăn cản Tinh La Đế Quốc bên kia. Chuyện này thực sự làm cho người rất khó có thể tin. Hôm qua đi đến Diệp Tịch Thủy truyền đến tin tức, nói là có người lợi dụng thần thú lực lượng của Đế Thiên, nàng mới không thể không rút đi. Trung Ly Ô cái này mới tỉnh ngộ. Tuy nói Tinh La Đế Quốc đã đoạt hồi Minh Đấu Sơn Mạch, hơn nữa tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội tác chiến mang đến rồi không phiền toái nhỏ, nhưng Thiên Hồn Đế Quốc đã chiếm lĩnh 2/3 thổ địa, liền thủ đô đều bị phá thời điểm, nhưng có thể nói đều là Quất Tử chiến công. Sở dĩ, nếu như là Quất Tử ở chỗ này, Trung Ly Ô còn có thể khách khí một ít, còn vị này Lâm Hải, trong mắt hắn, chỉ là khôi lỗi mà thôi. Tất cả dò xét hồn đạo khí cũng đã mở ra đến công suất lớn nhất rồi, mà còn phái ra 10 mũi hồn đạo sư tiểu đội trên không trung tiến hành tìm tòi, đúng là một chút tung tích đều không có phát hiện. Lâm Hải nguyên soái cũng biết mình đắc tội không nổi trước mắt vị này, chỉ lại phải giải thích một lần. Ánh mắt Trung Ly Ô hàn quang lập lòe, chẳng lẽ nói là Nhật Nguyệt Đế Quốc bên kia tập trung rất hơn cao thủ, trên không trung mai phục? Không có khả năng à, Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này dò xét hồn đạo khí một mực mở ra lấy, còn có đối không kính viễn vọng giám sát và điều khiển, trừ phi là những người kia tất cả đều có thể tàng hình, nếu không làm sao có thể sở mão đến không trung bên kia. Bởi vì là ban đêm, đối không kính viễn vọng hiệu quả bị yếu hóa rất nhiều, nhưng tuy vậy, nếu như đối phương là đại quy mô hành động cũng nhất định có thể đủ bị phát hiện. Nói sao, Nam Cung Oản cùng Giả Diện hai người này đều là phong hào đấu la tà hồn sư, coi như là địch nhân thế lớn, bọn họ cũng có thể ứng đối một thời gian ngắn, ít nhất phát ra tín hiệu cầu viện là không có vấn đề gì cả đấy. Làm sao sẽ cứ như vậy không minh bạch mất tích? Đang tại Trung Ly Ô lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Báo. Sắc mặt Lâm Hải nghiêm chỉnh, nói, có phát hiện sao? Đúng, nguyên soái đại nhân, Thiên Ngô đấu la đại nhân cùng Giả Diện đấu la đại nhân đã trở về. Nghe xong những lời này, Lâm Hải lập tức rất lớn nhẹ nhàng thở ra, hai vị này cuối cùng là đã trở về, lại nói, trước mắt vị này còn không biết muốn như thế nào khó vì chính mình. Trên mặt Trung Ly Ô thần sắc cũng là bình tĩnh vài phần, trầm giọng nói cho bọn hắn biết, bổn quốc sư ở chỗ này, để cho bọn họ tới gặp ta. Vâng, lính liên lạc đáp ứng một tiếng, vội vàng đi. Không lâu sau, soái trướng màn cửa nhấc lên, hai người từ bên ngoài cùng đi tiến đến. Thiên Ngô đấu la Nam Cung Oản đi gần phía trước một ít, bước nhanh đi vào trước mặt Trung Ly Ô, khom mình hành lễ, nói, mão giáo chủ. Giả Diện đấu la cùng sau lưng hắn, cũng là đồng dạng khom mình hành lễ. Trung Ly Ô trầm giọng nói, như thế nào đi lâu như vậy, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Nam Cung Oản âm úc nói, người kia rất trơn trượt, chúng ta phát hiện hắn sau đó, liền giấu ở trong mây hướng hắn tới gần, nhưng mà ai biết, còn chưa tới phụ cận, đã bị hắn phát hiện. Đó là một tên tinh thần hệ phong hào đấu la, thực lực bình thường nhưng tốc độ cũng rất nhanh, hơn nữa cảm giác cũng rất mạnh. Phát hiện chúng ta sau đó, hắn lập tức quay đầu bỏ chạy, ta cùng Giả Diện liền đuổi theo, bất quá, tiểu tử kia có tiếp ứng nhân thủ. Chúng ta đuổi đến Thiên Hồn Đế Quốc quân doanh bên kia, sợ trong bọn hắn cái bẫy, sẽ không có tiếp tục đuổi xuống dưới, vây quanh Thiên Hồn Đế Quốc phương diện dạo qua một vòng, rồi mới trở về. Đối với lời nói của Nam Cung Oản, Trung Ly Ô cũng không có như thế nào hoài nghi, đây mới là bình thường nhất tình huống, muốn ám hại hai gã tà hồn sư phong hào đấu la, nào có dễ dàng như vậy. Trung Ly Ô nhẹ gật đầu, nói, còn có cái gì phát hiện sao? Nam Cung Oản trầm giọng nói, có, giáo chủ. Chúng ta hình như là thấy được người của Sử Lai Khắc học viện, tiếp ứng tên kia tinh thần hệ phong hào đấu la đấy. Tựa hồ là Sử Lai Khắc học viện đấy, bọn họ lúc ấy phóng xuất ra một cái Sử Lai Khắc học viện tín hiệu. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới không có xâm nhập quá sâu, sợ là trong bọn hắn cái bẫy. Sử Lai Khắc học viện, Trung Ly Ô nghe xong những lời này không khỏi khuôn mặt có chút động. Cho tới nay, Thánh Linh Giáo đều cho là mình đối thủ lớn nhất không phải Bản Thể Tông, mà là Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện có trên vạn năm tích lũy, hơn nữa, môn đồ khắp thiên hạ, nguyên thuộc đấu la đại lục trong Tam Quốc, nhất là quân đội, không biết có bao nhiêu người đều là xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện đấy. Một khi Sử Lai Khắc học viện hô lên một tiếng, người hưởng ứng nhất định phần đông. Đây cũng là vì cái gì năm đó Nhật Nguyệt Đế Quốc phát động lần thứ nhất thánh chiến thời điểm cuối cùng nhất thất bại nguyên nhân. Lúc ấy cũng là bởi vì Sử Lai Khắc học viện tham gia, mới đưa đến thất bại trong gang tấc. Lần này đại chiến tiến hành đến bây giờ, đã có một đoạn thời gian, Sử Lai Khắc học viện mặc dù còn không có bãi Minh Sa Mã gia nhập vào trong chiến tranh, nhưng căn cứ Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy từng nói, công phá Minh Đấu Sơn Mạch bên kia cũng là bởi vì có người của Sử Lai Khắc học viện tham gia, mà bên cạnh cũng tới người của Sử Lai Khắc học viện sao? Nam Cung Oản cùng Giả Diện Đấu La cung kính đứng ở một bên, lẳng lặng cùng đợi Trung Ly Ô suy tư. Nhìn rõ ràng những cái kia người của Sử Lai Khắc học viện sử dụng cái gì vũ hồn sao? Trung Ly Ô trầm giọng nói. Nam Cung Oản nói, chỉ thấy rõ một cái, vậy hẳn là một gã siêu cấp đấu la, vũ hồn là một cái màu vàng phượng hoàng, thực lực thập phần cường đại, thuộc hạ tự hỏi, tại một trọi một dưới tình huống, cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Màu vàng phượng hoàng, siêu cấp đấu la, Ngôn Thiểu Triết, ánh mắt Trung Ly Ô phát lạnh, quang minh phượng hoàng Ngôn Thiểu Triết, rõ ràng phượng đấu la, dĩ nhiên là hắn đích thân đến, xem ra, Sử Lai Khắc học viện thực là muốn nhúng tay chính diện chiến trường rồi. Nói đến đây, sắc mặt Trung Ly Ô trở nên càng khó coi, cho dù bây giờ Sử Lai Khắc học viện đã không có cực hạn đấu la tồn tại, nhưng đối với cùng Sử Lai Khắc học viện, Thánh Linh Giáo liền chưa từng có ít qua kiêng kỵ, cho dù là hiện tại Thánh Linh Giáo đã có thành tựu, hơn nữa, có hai vị cực hạn đấu la tồn tại, bọn họ đều không có trực tiếp công kích kế hoạch của Sử Lai Khắc học viện. Nhất là tại không lâu, Sử Lai Khắc học viện đánh lui Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nhất dịch, lần nữa làm cho cái này Sở Đại Lục đệ nhất học viện danh tiếng vang xa. Thánh Linh Giáo mặc dù không biết tình huống cụ thể ngay lúc đó, nhưng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chính là thiên hạ hôm nay đệ nhất hồn thú rừng rậm, thập đại hung thú trong có 5 vị đều đang tinh đấu, kể cả thần thú Đế Thiên ở bên trong liền là như thế, đều không có thể nắm bắt Sử Lai Khắc thành, cái này thực lực của Sử Lai Khắc thành có thể nghĩ. Tại kế hoạch của Thánh Linh Giáo ở bên trong, đối phó Sử Lai Khắc học viện là chuyện sớm hay muộn, nhưng bọn hắn lại không có ý định muốn đơn thuần bằng vào bổn giáo thực lực đi đối kháng Sử Lai Khắc, mà là muốn nhờ lực lượng của Nhật Nguyệt Đế Quốc, Sử Lai Khắc học viện cường thịnh trở lại, đó cũng là lấy hồn sư làm chủ học viện, quan niệm đã sớm thâm căn cố đế. Tuy nói năm gần đây cũng truyền thuyết bọn hắn tại hồn đạo hệ phương diện có không nhỏ đầu nhập, đối với cái này, Trung Ly Ô nhưng lại xì mũi coi thường, hồn đạo công nghiệp tiêu chuẩn chênh lệch, là nhất thời cố gắng là có thể đuổi kịp đấy sao? Sử Lai Khắc thành coi như là lại phòng thủ kiên cố, đợi đến lúc mình dẫn đầu Nhật Nguyệt Đế Quốc phần đông hồn đạo sư quân đoàn tập trung công kích, nhiều cho mấy người bọn hắn cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra, xem bọn hắn còn có thể như thế nào hung hăng càn quấy. Bất quá, khiến cho Trung Ly Ô Mão có chút buồn bực là, Từ Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Diêu đều tỏ vẻ qua, địa phương khác bọn hắn đều không để ý, nhưng là, bọn họ lại cũng sẽ không trực tiếp đi công kích Sử Lai Khắc học viện. Không có hai vị này cực hạn đấu la ủng hộ, đây cũng là vì cái gì Trung Ly Ô còn chưa chế định qua đối phó Sử Lai Khắc học viện kế hoạch trọng yếu nguyên nhân. Nếu là bọn hắn tới, vậy hãy để cho bọn hắn phóng ngựa đến đây đi. Lâm Hải nguyên soái, Trung Ly Ô chuyển hướng Lâm Hải. Lâm Hải vội vàng đứng lên thân, cung kính nói, xin mời quốc sư phân phó. Trung Ly Ô chỉ mão tiếng nói, gần đây trong khoảng thời gian này, người muốn lại để cho người phía dưới tăng cường đề phòng, nhất là các loại dò xét hồn đạo khí, tăng cường dò xét cường độ. Một khi có phát hiện gì, đều phải trước tiên cho ta biết. Ta ngược lại muốn xem, lần này Ngôn Thiểu Triết tự mình đến đây, đến tột cùng ý định làm gì. Vâng, Lâm Hải cung kính đáp ứng một tiếng. Trung Ly Ô lúc này mới chuyển hướng Nam Cung Oản, nói, Nam Cung, Giả Diện, các người tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Lần này các ngươi làm không tệ, dò xét được trọng yếu tin tức, bất quá, lần sau không muốn lỗ mãng đi đến đuổi địch nhân. Sử Lai Khắc học viện quỷ kế đa đoan, vạn nhất đặt bẫy, sẽ có vấn đề lớn. Các ngươi đều là bổn giáo chủ cột vững vàng, bổn giáo chủ cũng không hy vọng các ngươi gặp chuyện không may. Đa tạ giáo chủ quan tâm. Nam Cung Oản cùng Giả Diện Đấu La đồng thời khom mình hành lễ. Trung Ly Ô phất tay, nói, tốt rồi, các ngươi đi xuống đi. Vâng. Nam Cung Oản cùng Giả Diện Đấu La lúc này mới quay người đi ra ngoài. Đang khi bọn hắn đi đến soái trướng nơi cửa lúc, Trung Ly Ô đột nhiên kêu lên, chờ một chút. Nam Cung Oản cùng Giả Diện Đấu La đều ngừng lại. Thân thể Giả Diện Đấu La mỉm cười nói cương, bất quá rất nhỏ, cũng không rõ ràng. Trung Ly Ô nói, Giả Diện, người đã thật lâu không có gì tăng lên, không muốn cũng muốn chiều phụ nữ. Hảo hảo cố gắng một chút, vũ hồn của ngươi mặc dù không tính rất mạnh, nhưng lại hết sức đặc thù. Nếu như tương lai ngươi có thể đủ tu luyện tới siêu cấp đấu la cấp bậc, vậy đối với bổn giáo trợ giúp là phi thường to lớn đấy. Giáo chủ, ngài cũng biết, của ta ma giỏi tu luyện quá khó khăn rồi. Không phải ta không cố gắng, mà là tiến vào phong hào đấu la cấp độ về sau, ta đây ma giỏi thôn vệ thông thường linh hồn của con người đã căn bản không có hiệu quả, trừ phi là thôn vệ phong hào đấu la cấp bậc linh hồn, nếu không, đợi sau đó triển khai đại chiến thời điểm, ngài cho quyền ta chút vốn nguyên. Giả diện đấu la cùng vừa cười vừa nói. Trung Ly Ô nhíu nhíu mày, nói, ít đến bộ này, phong hào đấu la cấp bậc linh hồn bổn giáo còn có tác dụng lớn, người này ma giỏi cho dù thôn phệ, cũng không phải thôn phệ một hai cái có thể tăng lên, quá lãng phí. Mặc dù chúng ta là tà hồn sư, nhưng ngươi cũng không cần luôn nghĩ đầu cơ trục lợi qua đường tắt, mình cố gắng tu luyện, đồng dạng cũng có thể tăng lên. Ngươi xem Nam Cung, hiện tại cũng đã 93 cấp, chờ hắn đã đến 94 cấp sau đó, bổn giáo tài nguyên sẽ hướng hắn nghiêng, giúp hắn mau chóng tăng lên tới siêu cấp đấu la cấp độ. Người như bây giờ cũng chỉ có thể tại trưởng lão trong xếp hàng kháo hậu rồi. Vâng, thuộc hạ trở về nhất định cố gắng. Giả diện đấu la có chút lúng túng nói. Đi thôi. Trung Liêu lần nữa phất phất tay, giả diện đấu la lúc này mới như nhặt được đại xá bình thường, cùng Nam Cung Oản cùng đi ra ngoài. Ngoại trừ soái trướng, Nam Cung Oản cùng giả diện đấu la liếc nhau, giả diện đấu la vốn là âm tà ánh mắt của lập tức trở nên sáng sủa lên, nhẹ nhàng hướng hắn gật đầu. Nam Cung Oản lúc này mới mang theo hắn, hướng phía bên trái đi đến. Bọn họ doanh trướng lần lượt, đều đang bên trái bên kia cách đó không xa. Chân chính giả diện đấu la sớm đã chết ở trong tay Tống Lão rồi, không hề nghi ngờ, trước mắt vị này tự nhiên là cải trang, đúng là Hoắc Vũ Hạo sở giả trang. Phía trước Trung Ly Ô đột nhiên gọi lại hắn thời điểm, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo lập tức khẩn trương hạ xuống, hắn biết rõ, nếu như mình tại đây quân doanh nơi trọng yếu bại lộ thân ác phần, cho dù có thần thú nghịch lân bảo hộ, đối mặt Thánh Linh giáo chủ như vậy siêu cấp đấu la tà hồn sư, muốn chạy đằng trời cũng là khó càng thêm khó. May mắn, lúc trước trên đường trở về, hắn hướng Nam Cung Oản kỹ càng hỏi thăm một ít về giả diện đấu la tình huống, cái này mới xem như miễn cưỡng lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Nam Cung Oản lao thẳng đến Hoắc Vũ Hạo đưa đến doanh trướng của giả diện đấu la bên ngoài, mới cười khổ dùng hồn lực truyền âm nói, lúc nào cho ta giải trừ cấm chế à? Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, chờ chúng ta nhiệm vụ lần này hoàn thành, tự nhiên sẽ cho ngươi giải trừ cấm chế. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện có thể không phải là các ngươi Thánh Linh giáo, nói ra tự nhiên là biết coi bói đếm được. Ngươi chỉ muốn hảo hảo phối hợp chúng ta chẳng những sẽ không làm thương tổn ngươi, còn sẽ giúp ngươi che giấu. Đợi nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ngươi liền tự do rồi, tiếp tục làm của ngươi Thánh Linh giáo trưởng lão. Đương nhiên, tương lai ngươi tính thế nào, vậy sẽ là của ngươi sự tình, nhưng nếu như ngươi hại nữ nhân, sớm muộn cũng sẽ lần nữa rơi vào trong tay chúng ta. Nam Cung Oản cười khổ gật đầu một cái, chỉ Hoắc Vũ Hạo lều vải, quay người mà đi. Hắn đối với Hoắc Vũ Hạo tự nhiên là không thể nào tin tưởng, nhưng không tin Hoắc Vũ Hạo lại không có nghĩa là hắn không tin Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện trên đại lục danh dự tiếng lành đồn xa, phía trước Ngôn Thiểu Triết, Tống Lão đều hướng hắn cam đoan qua, chỉ phải trợ giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này, như vậy sẽ trả lại cho hắn tự do. Mà lúc này bên trong thân thể Nam Cung Oản cấm chế là đương thời Ngôn Thiểu Triết đem bên trong thân thể hắn hồn lực gần như bất thời giờ sau đó do Hoắc Vũ Hạo dùng phép thuật vong linh gieo xuống đấy. Trên thực tế cấm chế này cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, chỉ là Nam Cung Oản mạo ít có chạm đến sẽ hết sức thống khổ. Tu vi của Hoắc Vũ Hạo cùng hắn kém dù sao quá lớn, cấm chế này cũng chỉ có thể tồn tại 3 ngày mà thôi. Đương nhiên, những này Nam Cung Oản đều là không biết, hắn chỉ biết mình hiện tại chỉ là nếm thử đi đụng chạm tinh thần chi hải bên trong cấm chế sẽ thống khổ. Hoắc Vũ Hạo khẽ cong eo, chui vào trong lều vải. Thánh Linh giáo tà hồn sư tại quân doanh xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A bên trong đãi ngộ đều là cực cao, chỗ ngồi này, lều vải trước mặt tích cũng rất lớn, nhưng một chui vào, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên khó coi. Tại giả diện đấu la cái này trong trứng bồng, có một cổ mùi thơm nồng nặc, cỗ này hương khí bên trong rõ ràng có thôi tình dược vật tồn tại, không chỉ có như thế, còn mang theo âm tà khí tức. Đại nhân, ngài đã trở về, một cái kiểu tích tích âm thanh âm vang lên. Hai gã quần áo thập phần nhạt bó thiếu nữ lập tức chạy ra đón chào các nàng, mặt mày hàm xuân, hô hấp trong đều có được nồng nặc kia thôi tình dược vật khí tức, hiển nhiên là đắm chìm trong dược vật rồi. Hai gã thiếu nữ lớn lên đều rất đẹp, nhưng ánh mắt lại hết sức trống rỗng, giống như là đã mất đi linh hồn. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, cách ta xa một chút, các ngươi đều mặc xong quần áo đi ra ngoài cho ta, lão phu không cần các ngươi phục vụ. Hai gã thiếu nữ đều là ngẩn ngơ, nhưng cảm thụ được trên người Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên phóng thích ra sát cơ, cũng không dám nói thêm cái gì, vội vàng mặc xong quần áo đi ra. Các nàng cái này vừa đi ra ngoài, trong trướng bổng hương vị lập tức mát mẻ vài phần. Hoắc Vũ Hạo đem lều vài mấy cái bức màn đều mở ra, tản ra hương vị, mặc dù cùng vừa rồi này hai gã thiếu nữ chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được Phía trước tôi tình dược vật thành phần dĩ nhiên là theo này hai gã thiếu nữ thân thể nội phát ra đấy. Nói cách khác, này hai gã thiếu nữ đều là dùng dược vật cải tạo trôi qua. Thánh linh giáo như thế hại người, thật sự là làm cho người tức lộn ruột. Không có sử dụng tinh thần dò xét đi quan sát chung quanh, tại đây chính là quân doanh trọng địa, người của thánh linh giáo càng là tất cả đều ở tại khu vực nòng cốt, loại địa phương này, phòng ngự không thể nghi ngờ là nghiêm mật nhất đấy. Một khi có tinh thần cái chắn tồn tại, hoặc là dò xét đến như thánh linh giáo chủ cường, giả như vậy cảm giác trong phạm vi, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Sở dĩ, Hoắc Vũ Hạo mở cửa sổ sau đó, chỉ là tại mấy cái chỗ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, đại khái cảm thụ thoáng một phát hoàn cảnh chung quanh, đợi trong trứng bồng không khí lưu thông một ít về sau, lập tức đem cửa sổ đóng kỹ. Cái này trong trứng bồng bố trí vẫn là tương đối đẹp đẽ quý giá đấy, trên mặt đất phủ lên nhục nhục ra thú cái đệm, một cái giường lớn tại trong trứng bồng ác ương, phía trước có bàn, ghế sofa, các loại hàng ngày dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Đêm này hai gã thiếu nữ oanh ra đi, Hoắc Vũ Hạo không có chút nào lo lắng người của Thánh Linh Giáo sẽ hoài nghi gì, phía trước Trung Ly Ô vừa mới từng nói với hắn, lại để cho hắn không muốn xa vào nữ sắc, hắn vậy cũng là nghe theo mệnh lệnh rồi. Bức màn đều kéo xuống về sau, toàn bộ trong trướng bồng liền trở nên yên lặng lại, ánh sáng cũng biến thành mờ tối, chỉ có vài chiếc cũng không phải rất rõ sáng hồn đạo đèn sáng rỡ. Tà hồn sư thông thường cũng không quá quan tâm ưa thích sáng người hoàn cảnh, loại này lờ mờ càng thêm cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Hoắc Vũ Hạo không có trên giường, chỗ kia ở trong mắt hắn xem ra, ở qua giả diện đấu la cùng không biết bao nhiêu nữ nhân, thật sự là quá bẩn thỉu. Hắn kéo qua một cái ghế, khoanh chân ngồi lên, sau đó thận trọng đem tinh thần lực của mình phóng ra. Tinh thần dò xét triển khai, nhưng chỉ là cực hạn tại trong trướng bổng bộ phận, từng cái tế vi nơi hẻo lánh, đều đang tinh thần của hắn dò xét tìm kiếm trong phạm vi. Hắn trước phải xác nhận một mình ở cái chỗ này không có bất cứ vấn đề gì mới được, sau đó mới có thể triển khai bước tiếp theo hành động. Mấy phút đồng hồ sau, Hoắc Vũ Hạo một lần nữa mở to mắt, nhẹ gật đầu. Tại đây cuối cùng là một vị tà hồn sư phong hào đấu la chỗ ở, trong trướng bổng binh không có bất kỳ giám sát và điều khiển biện pháp, chung quanh cũng không có bất kỳ dò xét hồn đạo khí sẽ bao phủ đến chính hắn một trong trướng bồng. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực lần nữa phóng thích, lần này là trực tiếp hình thành một tầng tinh thần cái chắn, đem trong trướng bổng hết thảy cùng ngoại giới ngăn cách. Cái lúc này, nếu có người dùng tinh thần lực tra xét qua đến, hắn sẽ trước tiên phát hiện, tựa như lúc trước hắn ở đây dò xét thời điểm bị người khác phát hiện đồng dạng. Hoàn thành những này bố trí sau đó, Hoắc Vũ Hạo tiến hành trầm thấp ngâm sướng nảy sinh chú ngữ. Hắn tiếng ngâm sướng rất nhẹ, trừ phi là tại trong gian phòng đó, nếu không căn bản là nghe không được. Này giả diện đấu la bản thân cũng am hiểu một bộ phận tinh thần năng lực, sở dĩ Hoắc Vũ Hạo giả trang hắn là nhất không dễ dàng lòi đuôi đấy. Giả diện đấu la tà hồn sư khí tức hắn có thể đủ mô phỏng, cường độ sức mạnh tinh thần hắn cũng không so giả diện đấu la chênh lệch. Nương theo lấy chú ngữ ngâm sướng, Hoắc Vũ Hạo trước người không gian tiến hành xuất hiện vạn vẹo gợn sóng nhộn nhạo ở bên trong, từng vòng vầng sáng lập lòe, một cái đen kịt đại môn lặng yên không tiếng động tại hắn phía trước mở ra. Hoắc Vũ Hạo phiêu nhiên nhi lạc, lần nữa xác định không ai chạm đến tinh thần của mình cái chắn sau đó, mới vừa sải bước ra, nhanh chóng bước vào này phiến trong cửa lớn. Vừa bước một bước vào, vừa sải bước ra hắn đã đi tới rồi thế giới kia, vong linh bán vị diện. Một tòa trụi lùi trên núi nhỏ Mão, Tống Lão, Ngôn Thiểu Triết, cùng với Đường Môn tất cả mọi người chờ ở chỗ này, trừ lần đó ra, còn có đang vùi đầu khổ ăn bên trong băng hùng vương. Đường Môn mọi người đại đô đã tiến vào Hoắc Vũ Hạo cái này vong linh bán vị diện bên trong, tại vừa lúc đi vào còn không có quá lớn phản ứng, nhưng mà cho Ngôn Thiểu Triết cùng Tống Lão hai cái vị này rung động thật lớn. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hoắc Vũ Hạo vẫn còn có phần này bổn sự, chính vì bọn họ tu vi đủ cao, thực lực cường đại, mới hiểu thêm như vậy một cái bán vị diện ý vị như thế nào. Tống Lão cùng Ngôn Thiểu Triết chứng kiến xa xa này mênh mông vong linh sinh vật lúc, lập tức ý thức được lúc trước Hoắc Vũ Hạo tại xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A đối kháng tình đấu đại xâm lâm thú triều thời điểm, những cái kia vong linh đại quân là từ gì mà đến rồi. Bạn đang xem tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Truy cập kênh YouTube Recap Phim để cập nhật những video mới nhất. youtube.com/recap phim viết liền không giấu nhé. Bất quá, hai người đều không có hỏi nhiều. Tại kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo ở bên trong, gần kề bằng vào một mình hắn, là vô luận như thế nào cũng không thể có thể hoàn thành đối với Đường Nhã nghĩ, cách cứu viện đấy. Đường Nhã thực lực bây giờ không rõ, nhưng ít ra cũng là hồn thánh cấp tà hồn sư khác, Hoắc Vũ Hạo lại không thể tổn thương nàng, trong khoảng thời gian ngắn đưa nàng bắt cơ hồ là không thể nào đấy, mà ở cái này quân doanh nặng trong đất, chỉ là hơi có động tĩnh, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Sở dĩ Hoắc Vũ Hạo không tiếc đem vong linh bán vị diện bạo lộ cho hai vị sư trưởng, lại để cho mọi người cùng một chỗ ở chỗ này nghỉ ngơi, hắn vào được, cũng thì tương đương với tất cả mọi người vào được. Lúc này, kế hoạch bước đầu tiên tương đương với đã hoàn thành. Thế nào, Vũ Hạo? Chứng kiến Hoắc Vũ Hạo, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, đem vừa rồi trải qua hết thảy nói một lần. Tống lão nhẹ gật đầu, nói, được, vậy ngươi hết thảy coi chừng, không cần phải xen vào chúng ta bên này, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, chỉ là ngươi cho rằng thời cơ chín muồi rồi, chúng ta liền triển khai hành động. Vâng, Hoắc Vũ Hạo tiến đến, cũng chính là vì cùng mọi người lên tiếng kêu gọi, nói cho bọn hắn biết mình đã thành công lèn vào Nhật Nguyệt Đế Quốc chạy lính. Ngôn Thiểu Triết nhíu nhíu mày, nói, Vũ Hạo, kế hoạch tận khả năng mong một chút ngươi tại đó dừng lại thời gian càng dài, lại càng có bại lộ nguy hiểm. Vâng, Hoắc Vũ Hạo lần nữa đáp ứng một tiếng. Tống lão bật cười nói, Thiếu Triết, ta xem ngươi là đối với hoàn cảnh nơi này không quá thích ứng đi. Không thể như vậy sao, Ngôn Thiểu Triết chính là kẻ có được quang minh phượng hoàng vũ hồn, một thân năng lực tất cả đều là quang minh thuộc tính đấy, mà vong linh bán vị diện trong khắp nơi đều là vong linh sinh vật muốn nói nhất không thích ứng đấy, tự là Ngôn Thiểu Triết cùng Diệp Cốt Y rồi. Nếu như không phải Diệp Cốt Y đã sớm thử qua, chính mình đánh chết nơi này vong linh sinh vật sẽ không đối với tự thân tu vi có tăng lên, nàng chỉ sợ sớm đã nhịn không được đi xung phong liều chết một hồi. Ngôn Thiểu Triết trực tiếp thừa nhận nói, đúng vậy a, nơi này khí tức ta thật sự là không thích. Vũ Hạo, đợi trở về ngươi có thể phải nói cho ta biết, ngươi cái này bán vị diện là thế nào tới, ta nghĩ, coi như là cực hạn đấu la, cũng không thể có thể có được chỗ như thế đi. Hừm, đây là của ta một vị lão sư cho ta, nương theo lấy thực lực bản thân là không đoạn tăng cường, trước kia có chút nhất định phải nghiêm mật bảo thủ bí mật, hiện tại đã không cần phụ cùng giữ bí mật, dù sao, Hoắc Vũ Hạo đã càng ngày càng cần lợi dụng đến những lực lượng này, tựa như lúc trước hắn không chút do dự nói cho Huyền lão, chính mình có được vong linh pháp sư vũ hồn chuyện tình. Một lần nữa theo đen kịt trong cửa lớn lui ra ngoài, Hoắc Vũ Hạo niệm động chú ngữ, đem vong linh chi môn đóng cửa, trong trướng bổng hết thảy lại quy về bình thường. Kế hoạch của hắn kỳ thật cũng không phức tạp, lẫn vào Nhật Nguyệt Quân đế quốc doanh, bước tiếp theo chính là muốn nghĩ cách tìm được Đường Nhã chỗ ở, hơn nữa nếm thử tiếp cận nàng, thăm dò rõ ràng nơi này tình huống cụ thể, sau đó tìm kiếm thời cơ thích hợp phát động, đem Đường Nhã cứu đi. Về phần như thế nào thoát thân, Hoắc Vũ Hạo cũng đã nghĩ rất rõ ràng, đến lúc đó, hắn thì không cần không lợi dụng một chút vong linh pháp sư năng lực, chỉ có chế tạo ra đầy đủ hỗn loạn, bọn hắn mới có thoát thân cơ hội. Tại trước khi lên đường, bọn hắn đã cùng Thiên Hồn Đế Quốc phương diện bắt chuyện qua, bọn hắn bên này chuẩn bị phát động trước khi Thiên Hồn Đế Quốc bên kia đem triển khai đánh nghi binh, chỉ là đánh nghi binh mà thôi, dùng để hấp dẫn địch người chú ý lực, lấy thuận tiện bọn hắn làm việc. Đối với cái này, Thiên Hồn Đế Quốc vẫn là hết sức ủng hộ, nhất là khi biết Tống lão đã đánh chết một vị tà hồn sư phong hào đấu la sau đó, càng phải như vậy. Hoắc Vũ Hạo hơn nữa hứa hẹn sẽ tận lực phá hư Nhật Nguyệt Quân đế quốc trong doanh bộ phận. Thân là cực hạn đan binh kế hoạch nuôi nấng đi ra ngoài duy nhất thành công án lệ, hắn am hiểu nhất tự là ẩn nấp, ám sát, chấp hành tốt công việc, muốn tại Nhật Nguyệt Quân đế quốc trong doanh chế tạo một chút phiền toái, cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Khoanh chân ngồi xuống, Hoắc Vũ Hạo tiến hành suy nghĩ kế hoạch của mình, tận khả năng đem hết thảy quy hoạch làm cho nguyên vẹn, nếu như chỉ là chính bản thân hắn ở chỗ này, tất nhiên như muối bỏ biển, nhưng là, chớ quên, hắn bây giờ còn có một vị tốt giúp đỡ. Sắc trời bên ngoài dần dần sáng, sáng sớm đã đến biểu thị một ngày mới muốn tiến hành. Hoắc Vũ Hạo chui ra lều vải, nhìn xa trời xanh, rừng ở xa xa phương đông, yên lặng hấp thu một ít sợi mọc lên ở phương đông tử khí. Không lâu sau, Nam Cung Oản đã nhanh chân hướng phía hắn bên này đã đi tới, hai người ánh mắt hơi tiếp xúc, Nam Cung Oản mỉm cười đã đi tới, nói, giả diện, sớm như vậy tự đứng lên, đi, chúng ta đi ăn cơm. Một đêm này, Nam Cung Oản cũng đồng dạng không có nghỉ ngơi, hắn thậm chí so Hoắc Vũ Hạo chính mình còn phải lo lắng Hoắc Vũ Hạo bạo lộ, bởi vì một khi hắn bại lộ, Nam Cung Oản mình cũng tất nhiên phải có đại phiền toái, đến lúc đó, nhưng cũng không phải là vấn đề sinh tử rồi, mà là sống không bằng chết, Thánh Linh giáo thủ đoạn, Nam Cung Oản thật sự là rất rõ. Được, Hoắc Vũ Hạo tích chữ như vàng nói. Tại Nam Cung Oản dưới sự dẫn dắt, bọn hắn hướng chỗ ăn cơm đi đến, vừa đi, Nam Cung Oản một bên thông qua truyền âm, giới thiệu với hắn bọn hắn đi qua địa phương. Không thể sử dụng tinh thần dò xét trực tiếp tìm kiếm, Nam Cung Oản cái này gian tế tác dụng liền quá lớn, nhất là tại đây khu vực nòng cốt bên trong, ở đâu ở tà hồn sư cường giả, bên kia là hồn đạo sư quân đoàn nơi đóng quân, địa phương nào ăn cơm, địa phương nào tắm rửa, địa phương nào là bọn hắn hàng ngày hoạt động khu vực, địa phương nào là cấm địa gặp nguy hiểm. Những vật này đều là Hoắc Vũ Hạo phải biết, chỉ có đã có đầy đủ tình báo, hắn có thể hoàn chỉnh chế định kế hoạch của mình. Thánh nữ giống như ăn điểm tâm đều rất sớm, tự là hiện ở phía sau rồi, chúng ta qua đi mới có thể đã gặp nàng. Nam Cung Oản truyền âm nói ra. Hoắc Vũ Hạo bất động thanh sắc truyền âm nói, tận lực tránh cho đụng phải những người khác, để ngừa làm lộ. Nam Cung Oản nói, phương diện này ngược lại là vấn đề không lớn, chúng ta Tà Hồn Sư, mỗi người đều là rất có cá tính đấy, chúng ta duyên thì tốt hơn, cùng đại đa số Tà Hồn Sư đều hợp, nhưng các người lẫn nhau ở giữa kết giao lại cũng không nhiều, cho dù ngươi một mực không lên tiếng, đụng phải bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới một tòa đại trống bổng trước. Vậy quân nhân, cho dù là quan quân ăn cơm, đều là tại Hòa Đầu Quân chỗ đó mua cơm, sau đó chính mình đi ăn. Chỉ có sĩ quan cao cấp mới có chuyên môn dùng cơm địa điểm, mà ta các hồn sư dùng cơm địa điểm tự nhiên là càng tốt hơn một chút. Những thứ kia hồn đạo sư quân đoàn cao tầng quan quân cũng không muốn cùng bọn họ cùng một chỗ dùng cơm. Cho nên, bên này dùng cơm địa phương tuy nhiên không lớn, trên thực tế lại chỉ là cung cấp tà các hồn sư dùng cơm đấy. Lúc này thời gian tuy nhiên rất sớm, nhưng đã có một ít tà hồn sư trước tới dùng cơm, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Cung Oản, đều là rất cung kính hành lễ, như Thánh Linh Giáo loại này tổ chức, giai cấp là thập phần tiên minh, thực lực tự là địa vị, hạ cấp nếu như dám mạo phạm thượng cấp, coi như là bị giết rồi, cũng không có bất kỳ người nào vì nàng xuất đầu. Cái này dùng cơm trong trướng bồng, trưng bày 10 vài cái bàn, mỗi bàn lớn đều có thể ngồi 6 người tà hữu. Tiến lều vài, Hoắc Vũ Hạo thân thể liền là hơi chấn động một chút, cơ hồ là tại ý niệm dẫn dắt xuống, ánh mắt của hắn trực tiếp liền thấy ngồi ở lều vài chỗ tốt nhất một cái bàn, bên cạnh dùng cơm Đường Nhã. Đường Nhã lúc này mặc một bộ màu đen váy dài ranh giới có sáng màu xanh nhạt hoa văn, trương hiển nàng cùng người khác bất đồng địa vị, mà giống như Thánh Linh Giáo giáo chúng liền là thuần túy đấu bổng màu đen, như Hoắc Vũ Hạo, Nam Cung Oản trưởng lão như vậy, trường bào màu đen ranh giới là màu bạc hoa văn, Nam Cung Oản đã nói với hắn, cung phụng là màu vàng hoa văn, mà ngày hôm qua Hoắc Vũ Hạo đã gặp Thánh Linh Giáo chủ, trên người trường bào màu đen thì là hiện đầy màu vàng hoa văn, hoa lệ nhất. Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Cung Oản liếc nhau, Nam Cung Oản mang theo hắn đi vào bên trong, đi thẳng đến Đường Nhã bàn kia phía trước, Nam Cung Oản mới cung kính nói, "Thánh nữ." Đường Nhã ngẩng đầu nhìn bọn hắn liếc, ánh mắt đạm mạc nhẹ gật đầu, lại cũng không nói gì. Chứng kiến ánh mắt của nàng, Hoắc Vũ Hạo cảm xúc lập tức xuất hiện rất nhỏ chấn động, Đường Nhã trong hai tròng mắt, ánh mắt thập phần lạnh lùng, phảng phất đã không có tình cảm chấn động tựa như, mà nàng cặp mắt kia con mắt đồng tử lại hoàn toàn là màu xám cho, từ trên người nàng, Hoắc Vũ Hạo thậm chí cảm giác không thấy cái gì sinh cơ tồn tại. Đối với Đường Nhã tình huống, Hoắc Vũ Hạo đã từng cẩn thận hỏi thăm qua U Hương Khỉ La tiên phẩm, U nói cho nàng biết, Đường Nhã hẳn là chúng tà thuật cùng kịch độc, của nàng U Hương Khỉ La tiên đan có thể giải trừ Đường Nhã trên người độc tố, ít nhất cũng là dần dần giải trừ, áp chế, nhưng là, tại giải độc đồng thời, còn cần Lam Ngân Hoàng sinh mệnh lực thức tỉnh lại bản thể vũ hồn, bằng không mà nói, tánh mạng của nàng lực sẽ theo tà độc trôi qua mà mất đi, cuối cùng nhất chết đi. Đường Nhã trước mặt đồ ăn rất đơn giản, nhưng thoạt nhìn lại hết sức tinh xảo, mặt khác bàn cũng có tà hồn sư, nhưng không có một cái dám ngồi tới, nàng cái bàn này giống như là chuyên môn cho chính nàng chuẩn bị tựa như. Nam Cung Oản mang theo Hoắc Vũ Hạo đi đến bên cạnh khác một cái bàn chỗ ngồi xuống, đã muốn bữa sáng thập phần phong phú, hơn nữa đều là dùng đối hồn sư thân thể thập phần bổ dưỡng tài liệu làm thành đấy, cũng chỉ có tà hồn sư mới có đãi ngộ như vậy rồi. Hoắc Vũ Hạo vừa ăn cơm, một bên yên lặng cảm thụ được Đường Nhã khí tức biến hóa, Đường Nhã trên người sinh mệnh khí tức chấn động thập phần yếu ớt, cả người giống như là hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực tựa như, nhưng là, mơ hồ trong đó, ngồi ở chỗ kia nàng lại mang cho Hoắc Vũ Hạo sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác, phảng phất tại trong cơ thể nàng cất giấu một trích cự thú. Yên lặng đang ăn cơm, Hoắc Vũ Hạo lại tim như bị dao cắt, hắn hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Nhã lão sư thời điểm, nàng là cỡ nào hoạt bát sáng sủa, khi đó nàng và đại sư huynh đi cùng một chỗ, quả thực liền là một đôi kim đồng ngọc nữ à, là nàng làm chủ, để cho mình gia nhập đường môn, là nàng dùng đường môn duy nhất danh ngạch để cho mình tiến nhập Sử Lai Khắc học viện, có thể nói là Đường Nhã cùng Bối Bối cho hắn tân sinh, phần nhân tình này, Hoắc Vũ Hạo một mực khác trong tâm khảm, giờ này khắc này, hắn mắt thấy Đường Nhã dĩ nhiên là tình huống như vậy, trong nội tâm thống khổ có thể nghĩ, hắn thật không biết Bối Bối chứng kiến như vậy Đường Nhã sẽ có như thế nào phản ứng. Hoắc Vũ Hạo tại trong lòng âm thầm thề, Tiểu Nhã lão sư, vô luận như thế nào, lần này chúng ta đều nhất định phải cứu ngươi ra đi, nhất định phải làm cho ngươi khôi phục bình thường. Đang tại Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm tâm tình chập chờn kịch liệt thời điểm, đột nhiên, một thanh âm vang lên, "Nhị ca, lão thất, các ngươi hôm nay đủ sớm đó à?" Cái này lão thất tự nhiên là gọi giả diện Đấu La, mà nhị ca tựu là Nam Cung Oản rồi. Hoắc Vũ Hạo lập tức kiềm chế tâm tình của mình, ngẩng đầu lên. Bất quá, đem làm hắn nhìn thấy người đến sau đó, cảm xúc lại không khỏi chấn động kịch liệt một chút. Tới không phải ai khác, đúng là Hoắc Vũ Hạo có khắc cốt minh tâm mối thủ Thánh Linh Giáo Tam trưởng lão, vị kia đặc biệt am hiểu hồn đạo khí cường giả. Lúc trước, đúng là vị này Tam trưởng lão bức bách hắn không thể không thiêu đốt tinh thần của mình chi hải, về sau Vương Thu Nhi vì cứu hắn mà hiến tế. Có thể nói, Thu Nhi tự là chết tại đây Tam trưởng lão cùng vị kia Tứ trưởng lão trong tay. Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ tới, chính mình sao nhanh liền gặp được người này. Bất quá, bởi vì cũng có trước Nam Cung Oản giảng thuật, Hoắc Vũ Hạo sớm biết như vậy hắn ở chỗ này, trong nội tâm vẫn còn có chút chuẩn bị. Tâm tình tuy nhiên ba động một chút, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Nam Cung Oản hợp thời mà nói, không phải sớm, là đêm qua liền không sao cả ngủ. Tối hôm qua Thiên Hồn Đế Quốc bên kia có người đi tới, ở trên không tìm kiếm, ta cùng lão thất đi một chuyến, một mực đuổi tới bọn hắn phản, hồi Thiên Hồn Đế Quốc bên kia. Lão Tam, lần này chúng ta chỉ sợ muốn có chút phiền toái nhỏ rồi, chúng ta phát hiện Sử Lai Khắc học viện người, nghe giáo chủ nói, lần này tới đấy, có thể là Sử Lai Khắc học viện Vũ Hồn hệ viện trưởng, rõ ràng Phượng Đấu La Ngôn Thiểu Triết. Ngôn Thiểu Triết, Tam trưởng lão lập tức bị Nam Cung Oản hấp dẫn chú ý, hắn nghi ngờ nói, Ngôn Thiểu Triết, có phải hay không liền khi sơ long thần đấu la đệ tử của Mục Ân, hiện tại cũng có thể là siêu cấp đấu la thực lực cấp bậc đi à nha. Nam Cung Oản nhẹ gật đầu, nói, không chỉ có như thế, nếu như ta nhớ không lầm, Sử Lai Khắc học viện Hải Thần các kế tiếp nhiệm các chủ, đoán chừng chính là hắn. Tam trưởng lão tại Nam Cung Oản bên cạnh ngồi xuống, hử lạnh một tiếng, nói, đến cứ đến, dù sao, chúng ta cùng Sử Lai Khắc học viện một trận chiến là chuyện sớm hay muộn, chúng ta bên này có mấy 10 vạn đại quân, còn có Nhật Nguyệt Đế Quốc ngũ đại hồn đạo sư đoàn, giáo chủ tự mình tọa chấn, cho dù hắn Sử Lai Khắc học viện tất cả tinh nhuệ đều tới, tại loại cấp bậc này trên chiến trường, bọn họ có thể phát ra nổi tác dụng cũng là hết sức có hạn đấy. Nam Cung Oản cười ha ha, nói, ta nghĩ cũng thế, ăn cơm đi chứ. Tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn liếc, Nam Cung Oản bên kia Hoắc Vũ Hạo, nói, lão thất, nghe nói ngươi đem 2 cái thị thiếp cho đời ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo mô phỏng sắc mặt giả diện đấu la tối sầm lại, nói, Tam ca, ngươi không cần tự vạch áo cho người xem lưng, giáo chủ ngày hôm qua khiển trách ta, chẳng lẽ ta còn không thay đổi sao? Ngươi nếu là có hứng thú, này 2 cái nha đầu liền thuộc về ngươi rồi, chỉ sợ ngươi tiêu không chịu nổi. Tam trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói, ít đến bộ này, ngươi biết ta không thích loại vật này. Hoắc Vũ Hạo cười lạnh một tiếng, nói, không đúng sao, ta như thế nào nhớ rõ, lúc trước ngươi thế nhưng mà nhốt một nữ nhân à, ngươi không phải là không thích, mà là cảm yêu sâu sắc một lòng đi, ha ha ha. Tam trưởng lão mặt già đỏ lên, nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết? Hoắc Vũ Hạo nói, tự nhiên là lúc trước Tam trưởng lão nhốt Nam Thủy Thủy chuyện này liền Nam Cung Oản cũng không biết. Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt nói, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Tam ca, ngươi từng tuổi này, còn hại cái gì xấu hổ, đã thành, ta no rồi, đi về trước, ngươi cùng nhị ca đón lấy chuyện vãn đi, tối hôm qua ta không có nghỉ ngơi tốt, trở về cố gắng tu luyện đi, tránh khỏi giáo chủ nói ta lười biếng. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo đứng người lên, đi ra ngoài, cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, vẫn là cùng những này tà hồn sư bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Tam trưởng lão tức giận hướng Nam Cung Oản nói, nhị ca, cái này lão thất hôm nay như thế nào quái thanh quái khí đấy. Nam Cung Oản cười nói, đoán chừng là đêm qua bị giáo chủ khiển trách sau đó, tâm tình không tốt lắm, bất quá, lão thất tình huống ngươi cũng biết, hắn này vũ hồn, còn muốn tưởng tăng lên thật sự là khó khăn. Đang đi ra nhà hàng phía trước, Hoắc Vũ Hạo chứng kiến Đường Nhã cũng đứng người lên đi ra phía ngoài đến, trong lòng hơi động, thoáng thả chậm bước chân. Đường Nhã đi ra nhà hàng sau đó, bảo trì đều đặn nhanh chóng hướng phía trướng bổng của mình đi đến, các vị tà hồn sư chỗ ở vốn là cách xa nhau không xa, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cùng nàng cùng đường, giả ý đã gặp nàng, thoáng trì hoãn vài bước về sau, cung kính nói, thánh nữ. Đường Nhã lên tiếng, mặt không thay đổi theo trước mặt hắn đi qua, căn bản cũng không có chú ý nàng. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo thoáng phán đoán hạ xuống, theo Đường Nhã tình huống trước mắt đến xem, nàng hẳn là tâm thần nhận lấy cái gì cấm chế ảnh hưởng, bản thân vũ hồn cũng nhận được tà độc xâm lấn, nhưng những này tà độc cũng xúc tiến lấy nàng thực lực tăng trưởng, trước mắt nàng sở cho thấy khí tức, cũng đã là bắt cấp hồn mão đấu la cấp bậc tu vi. Tốc độ tu luyện của tà hồn sư quả nhiên là nhanh à, lúc trước, Tiểu Nhã lão sư cùng đại sư huynh tu vi có chênh lệch không nhỏ, nhưng bây giờ đã vượt qua đại sư huynh rồi. Đưa mắt nhìn Đường Nhã một mực biến mất ở của nàng trong trướng bồng, Hoắc Vũ Hạo mới quay trở về trướng bồng của mình. Cái này sáng sớm thu hoạch coi như không tệ, tối thiểu gặp được Đường Nhã, xác nhận trăm độ tuyệt thế đường môn a tin tức của Nam Cung Oản là chính xác, tiếp đó liền là như thế nào đem Đường Nhã mang đi ra ngoài rồi. Trở lại trong phòng của mình, Hoắc Vũ Hạo khoanh chân minh tưởng, đại não cũng tại cao tốc vận chuyển lại. Đến tột cùng như thế nào mới có thể đem Tiểu Nhã lão sư bình an vô sự mang đi đâu này, hơn nữa đối phương không thể có bất kỳ tổn thương gì mới được. Bởi vì không có chiến tranh, Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh phương diện cũng lộ ra thập phần bình tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên mới có luyện giọng nói của binh vang lên. Tà hồn sư đám bọn họ ở phiến khu vực này là một mình phân chia ra tới, không có bất kỳ binh sĩ tuần tra, thanh âm huyền náo cũng là ít nhất. Thời gian một ngày rất nhanh đã trôi qua rồi, giữa trưa Hoắc Vũ Hạo không đợi Nam Cung Oản đến, trước hết đi canteen đã ăn thứ đồ vật, vì tránh đi những tà hồn sư đó cường giả, hắn tận lực đi sớm một chút ít, sau đó liền lại trở về tới trong trướng bồng tiếp tục tu luyện. Tại cái khác tà hồn sư xem ra, vị này thất trưởng lão là nhận lấy giáo chủ gian dạy, sau đó tiến hành cố gắng tu luyện, sở dĩ cũng không có người nào hoài nghi đến hắn. Bạn đang xem Tuyệt Thế Đường Môn được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Truy cập kênh YouTube Recap Phim để cập nhật những video mới nhất. youtube.com/recapphim viết liền không giấu nhé. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, sắc trời đã tối hẳn, sau khi xuống tới, Hoắc Vũ Hạo mới tại trong trướng bồng mở hai mắt ra. Toàn bộ trong doanh trướng thập phần lờ mờ, nhưng Hoắc Vũ Hạo này một đôi tròng mắt lại giống như đầy sao, giống như lóe sáng. Nên thăm dò một cái lúc sau, một đám trắng nõn quang mang theo Hoắc Vũ Hạo trong hai tròng mắt phóng thích mà ra. Ngay sau đó, cả người hắn tựa hồ nhỏ nhẹ, chấn run lên một cái, chung quanh thân thể tia sáng lập tức trở nên uốn éo vài phần. Một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước người hắn, đạo thân ảnh này thoạt nhìn rất là xinh xắn, tựa như một đứa con nít, kích cỡ tương đương, nhưng mà cùng Hoắc Vũ Hạo mình giống nhau như đúc. Thời gian dần trôi qua, quang ảnh trở nên ngưng thực mà bắt đầu. Giống như là một cái chân chính tiểu nhân, đây chính là Hoắc Vũ Hạo hữu hình hữu chất tinh thần lực ngưng kết mà thành tinh thần thể. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã có được tinh thần hồn hạch, hắn cái này tinh thần thể cường độ muốn so trước kia cường đại hơn nhiều rồi. Tinh thần thể bản thân chẳng những có thể sử dụng một ít Hoắc Vũ Hạo hồn kỹ, hơn nữa riêng là dùng con mắt nhìn cơ hồ không có biện pháp phân biệt ra nó là năng lượng thể. Phiên bản thu nhỏ Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua mình bản thể, thân hình lóe lên, liền lặng yên biến mất ở rồi trong không khí. Đúng là mô phỏng hồn kỹ. Cái này tinh thần thể chỉ có thể sử dụng con mắt linh hoạt phương diện hồn kỹ, nhưng sử dụng một cái hồn kỹ sẽ tiêu hao tinh thần thể lực lượng của bản nguyên. Một khi bản nguyên lực lượng tiêu hao hầu như không còn, cái này tinh thần thể sẽ tùy theo tán loạn rồi. Mô phỏng hồn kỹ trong tinh thần thể ra doanh trướng, liền lặng yên không tiếng động hướng phía Đường Nhã bên kia doanh trướng sờ lên. Đã đến Đường Nhã doanh trướng bên ngoài, Hoắc Vũ Hạo thì không có trực tiếp đi vào. Ai biết Đường Nhã nơi này có không có tinh thần cái chắn tồn tại, một khi bị phát hiện, mặc dù sẽ không bạo lộ bản thể hắn, nhưng tìm kiếm cũng liền muốn tiền công tẫn khí. Hoắc Vũ Hạo vây quanh doanh trướng của Đường Nhã dạo qua một vòng, sau đó lại đã cách đó không xa một tòa lều lớn màu vàng chung quanh lần nữa dạo qua một vòng, sau đó lúc này mới lặng yên hướng xa xa sở thoạng tiến vào trong doanh trướng tìm kiếm. Hắn bây giờ còn không quay về làm, bởi vì như vậy lời mà nói rất dễ dàng rơi vào trong cạm bẫy xem tuyệt thế đến boss 3. Hắn trước phải đem cái này trong quân doanh thân thể to lớn tình huống nhìn rõ ràng mới được. Hơn nữa hắn còn có một càng trọng yếu hơn chỗ mục đích muốn đi tìm. Không thể sử dụng tinh thần dò xét, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể khống chế lấy chính hắn một tinh thần thể tại bên trong quân doanh rất nhanh hành tẩu, nương tựa theo mô phỏng hồn kỹ, hắn đi ngược lại là thập phần tự nhiên. Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh bên này, không thể nghi ngờ là có các loại dò xét hồn đạo khí đấy, nhưng tất cả đấy dò xét hồn đạo khí đều là đối với bên ngoài, mà không phải là đối nội. Ai không có chuyện rỗi rãnh tìm kiếm mình sĩ doanh trướng của binh nội tình huống à? Hoắc Vũ Hạo sở dĩ lại để cho tinh thần của mình thể thu nhỏ lại thể tích, một cái là vì tiết kiệm tinh thần lực cùng linh hồn, cái khác cũng là bởi vì dáng người càng thấp bé, càng phát ra không dễ dàng bị dò xét hồn đạo khí phát hiện. Tốc độ của Hoắc Vũ Hạo rất nhanh, hắn vây quanh toàn bộ quân doanh vòng vo tiếp cận một vòng mấy lúc sau, mới lặng lẽ hướng phía trướng bồng của mình trở về. Tinh thần thể trở về bản thể, hết thảy đều khôi phục bình thường. Một lần nữa mở hai mắt ra, mô phỏng thành giả diện đấu la sắc mặt hắn lộ ra thập phần ngưng trọng. Khoảng cách gần quan sát, lần này nhìn càng rõ ràng hơn rồi. Nhật Nguyệt Đế quốc cái này trại lính bố trí, không nói là không chê vào đâu được, cũng là không xê xích bao nhiêu. Tất cả 5 hồn đạo khí trận địa đều có trọng binh gác, quân doanh địa phương khác không có đối với bên trong dò xét hồn đạo khí, nhưng này 5 hồn đạo khí trận địa chung quanh đã có, tất cả tới gần người, đều cần đi qua kiểm tra. Hoắc Vũ Hạo tinh thần thể lúc ấy đều không dám vô cùng tiếp cận, hơn nữa, hắn có thể cảm giác được, ở đằng kia chút ít hồn đạo khí trận địa ở bên trong, vẫn luôn mở ra lấy liên động pháp trận. Mặc dù không rõ ràng lắm là đang làm gì, nhưng không thể nghi ngờ sẽ có rất mạnh bảo hộ làm mão dùng cùng tính công kích. một cái không tốt cũng sẽ bị phát hiện, tập trung công kích. Dựa theo Hoắc Vũ Hạo vốn là nghĩ cách, là hy vọng có thể tìm được Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này cái nào đó chứa đựng hồn đạo khí, tốt nhất là định trang hồn đạo pháo bắn ra nhà kho, sau đó đối kỳ tiến hành kíp nổ. Nói như vậy, tất nhiên sẽ tại bên trong quân doanh chế tạo cực lớn hỗn loạn, đến lúc đó như thế nào phối hợp Thiên Hồn Đế Quốc bên kia công kích, liền đều sẽ đưa đến rất tốt hiệu quả. Có thể hiện tại xem ra, kế hoạch của hắn so cần muốn tiến hành cải biến, hắn căn bản là không có tìm được bất luận cái gì cùng hồn đạo khí có liên quan nhà kho, không hề nghi ngờ, những này nhà kho đều là tại hồn đạo khí trận xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A nội bộ đấy, muốn đi tạc nhà kho, đầu tiên muốn đột phá trận địa phòng ngự mới được, đừng nói là Hoắc Vũ Hạo rồi, coi như là Tống lão ở chỗ này đều chưa hẳn có thể làm được. Làm thế nào mới tốt đâu này? Hai mắt Hoắc Vũ Hạo nhắm lại, rơi vào trong trầm tư, với hắn mà nói, việc này là thập phần trọng yếu, cũng không đủ hỗn loạn, liền không có biện pháp lấy được nguyên vẹn thời gian. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hết thảy tựa hồ cũng trở nên bình tĩnh. Nhật Nguyệt Đế Quốc gia tăng đối không dò xét độ mạnh yếu, nhưng mà không có chút phát hiện cái gì. Thiên Hồn Đế Quốc phương diện cũng lộ ra thập phần bình tĩnh. Thánh Linh Giáo Tà Hồn Sư đám bọn họ phát hiện, hai ngày này, thất trưởng lão tựa hồ trở nên đặc biệt chăm chỉ, chẳng những không gần nữ sắc, hơn nữa mỗi ngày đều tại trong doanh trướng của mình khắc khổ tu luyện, ban ngày cơ hồ nhìn không tới người. Thứ hai thiên, bữa tối. Hoắc Vũ Hạo phía trước đi dùng cơm phía trước, cố ý gọi lên Nam Cung Oản, cùng hắn cùng một chỗ hướng Tà Hồn Sư nhà hàng đi đến. Tam trưởng lão, có thể hay không giúp ta tìm một chỗ không người, tốt nhất không phải ở bên cạnh khu vực nòng cốt, tới gần này năm hồn đạo khí trận địa bất kỳ một cái nào cũng có thể, nhất định phải yên tĩnh, không người. Hoắc Vũ Hạo thông qua truyền âm nói với Nam Cung Oản. Nam Cung Oản sửng sốt một chút, cười khổ nói, cái này chỉ sợ có chút khó khăn, cự ly này mấy cái hồn đạo khí trận địa gần địa phương đều có trọng binh gác, hơn nữa các loại dò xét hồn đạo khí đều đủ, muốn không bị phát hiện gian lận, thật sự là khó càng thêm khó. Các ngươi là chuẩn bị đã phát động ra sao? Nói đến đây, trong mắt của hắn không khỏi toát ra vài phần vẻ lo lắng. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, Tam trưởng lão không cần lo lắng, coi như là chúng ta phát động, ta cũng sẽ cho ngươi tìm kỹ đường lui đấy, ngươi phải tận lực giúp ta tìm như vậy cái địa phương đi ra, thật sự không được, hơi chút khoảng cách hồn đạo khí trận địa xa một chút cũng được, nhưng muốn cách chúng ta bên này cũng xa một chút, như vậy chúng ta mới tốt theo kế hoạch làm việc. Nam Cung Oản biết rõ, mình căn bản không có lựa chọn nào khác, hắn là sợ nhất Hoắc Vũ Hạo bại lộ, Hoắc Vũ Hạo biến thành thân giả diện đấu la, với hắn đồng thời trở về. Một khi Hoắc Vũ Hạo bạo lộ, hắn cũng liền bại lộ. Được rồi, ta hết sức. Nếm qua bữa tối, Nam Cung Oản liền vội vàng đi, hắn đối với cái này, trong quân doanh tình huống tự nhiên muốn so Hoắc Vũ Hạo quen thuộc nhiều lắm. Một lúc lâu sau, Nam Cung Oản đi vào Hoắc Vũ Hạo trong trướng bồng tìm hắn. Đường Năm, có biện pháp rồi, cho tới bây giờ, hắn đều còn tưởng rằng Hoắc Vũ Hạo là Đường Năm. Hoắc Vũ Hạo nhíu nhíu mày, nói, bảo ta giả diện. Nam Cung Oản trệ rồi trệ, nói, được rồi, giả diện, giống như có cơ hội, hơn nữa cơ hội còn coi như không tệ, chúng ta Thánh Linh Giáo có giám quân quyền lực. Vừa rồi giáo chủ truyền hạ lệnh đến, để cho chúng ta xế chiều ngày mai đi mấy cái hồn đạo khí trận địa dò xét một vòng. Mấy cái hồn đạo khí trận trong đất, thuộc về hộ quốc chi thủ, hai cái hồn đạo khí trận địa khá là phiền toái, bọn họ cũng không quá mua chúng ta chướng, nhưng mặt khác ba cái hồn đạo khí trận địa phụ trách phòng ngự bình thường hồn đạo sư quân đoàn, đối với chúng ta vẫn là rất khách khí. Đến lúc đó, không bằng chúng ta cùng đi một chuyến, ngươi tìm cơ hội. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy đại hỉ, như vậy liền tốt nhất rồi, này quyết định như vậy đi, ngươi nói với giáo chủ, ngày mai ta hộ tống ngươi cùng đi dò xét. Được, Nam Cung Oản đáp ứng một tiếng, chần chờ một chút về sau, nói, nếu như các ngươi ngày mai sẽ triển khai hành động, ta đây làm sao bây giờ? Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi muốn một cái thích đáng biện pháp, đến lúc đó ta sẽ giả chết, ngươi giả bộ như không biết rõ tình hình là được, còn ngươi cấm chế trên người, ta sẽ tại toàn diện phát động, sau đó giúp ngươi giải trừ. Ngươi là người thông minh, cần phải minh bạch, nếu như ngươi khi đó vạch trần chúng ta mà nói, chính ngươi cũng muốn không may. Nam Cung Oản chặn lại nói, đó là đương nhiên, ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi thủ tín dạ, giúp ta giải trừ cấm chế, coi như là về sau rồi hãy tới tìm ta, ta cũng vậy tận lực giúp các ngươi. Hoắc Vũ Hạo cái này giả diện đấu la là hắn mang về, cũng thì tương đương với là thóp của hắn, ít nhất tại hành động lần này ở bên trong, Hoắc Vũ Hạo không có chút nào lo lắng hắn sẽ bán đứng mình, còn hắn nói chuyện sau này, Hoắc Vũ Hạo lại không để trong lòng, sự tình từ nay về sau ai nói chính xác, đã không có bức hiếp đồ vật, Nam Cung Oản sẽ đi vào khuôn khổ. Bất quá bây giờ đối với Sử Lai Khắc mọi người mà nói, cứu ra Đường Nhã mới là trọng yếu nhất. Đưa đến Nam Cung Oản, Hoắc Vũ Hạo lập tức lần nữa dùng tinh thần cái chán phong tỏa rồi chướng bồng của mình, sau đó nhanh chóng triệu hồi ra vong linh chim môn, cùng đồng bạn thương nghị lên. Đã có Nam Cung Oản cung cấp tin tức, kế hoạch của hắn mão trọng yếu nhất một khâu đã có thể hoàn thành. Tiếp đó, liền là đem chọn cái kế hoạch hoàn thiện quá trình rồi, mà trời tối ngày mai, liền là chấp hành thời gian. Tại vong linh bán vị diện thương nghị rồi một lúc lâu sau, Hoắc Vũ Hạo một lần nữa trở về tới trong trứng bồng. Tinh thần cái chán thập phần bình thường, cũng không có bị xúc động, nhưng hắn vẫn không có nghỉ ngơi, mà là lần nữa ngưng kết ra một cái tinh thần thể. Lặng lẽ ra doanh trướng, dựa theo chi mấy ngày hôm trước dò xét tra rõ ràng con đường, nhanh chóng nhanh rời đi quân doanh, hướng về phương xa mà đi. Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện đối ngoại dò xét hồn đạo khí là toàn phương vị đấy, nhưng cái này toàn bộ phương vị cũng tuyệt đối không là tất cả chủng loại hồn đạo khí đều có thể hoàn thành toàn bộ phương vị dò xét. Trải qua 2 ngày này quan sát, Hoắc Vũ Hạo sớm đã tìm được trong đó một ít khe hở. Tại mô phỏng hồn kỹ tàng hình năng lực dưới tác dụng, hơn nữa tinh thần của hắn thể cũng không sợ nóng có thể dò xét hồn đạo khí, chỉ là lảng tránh rồi chấn động dò xét hồn đạo khí cùng tinh thần dò xét hồn đạo khí, sau đó hắn liền lặng lẽ chạy ra khỏi quân doanh, thẳng đến Thiên Linh Thành phương hướng mà đi. Tại hắn cái này tinh thần thể trên người, còn mang theo người phía trước Duy Na công chúa cho tín hiệu của hắn hồn đạo khí. Một lúc lâu sau, Hoắc Vũ Hạo tinh thần thể lặng yên không tiếng động một lần nữa trở về, dùng phương pháp giống nhau chạy về trong quân doanh, nhanh chóng trở về tới doanh trướng của hắn ở trong, cùng bản thể một lần nữa dung hợp. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành hơn phân nửa, tiếp đó, muốn xem ngày mai được rồi. Lúc này đêm đã khuya, Hoắc Vũ Hạo tại trong trướng bồng hướng phía Đường Nhã chỗ lều vài phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó mới nhắm lại 2 con ngươi, chính thức tiến vào minh tưởng trạng thái. Vì ngày mai hành động, hắn nhất định phải làm cho mình bảo trì một cái tốt nhất trạng thái tinh thần. Sáng sớm Hoắc Vũ Hạo tự đứng lên, tu luyện Tử Cực Ma Đồng, sau đó hướng phía căn tin phương hướng đi đến. Đang đi tới, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, theo bản năng trở lại nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Đường Nhã bình tĩnh hướng phía cái phương hướng này đi tới. Mấy ngày nay, hắn dã tiên sau bái kiến Đường Nhã mấy lần, nhưng Đường Nhã cơ hồ không có mở miệng, cùng bất kỳ kẻ nào nói qua lời nói, cả người giống như là điều khác bình thường, hoặc như nó là cái xác không hồn. Nhưng Hoắc Vũ Hạo có thể khẳng định là Đường Nhã cũng chưa hề hoàn toàn mất đi ý thức, bằng không mà nói, nàng cái này thánh nữ tương lai như thế nào bị Thánh Linh Giáo lợi dụng. Thánh Linh Giáo hẳn là trông cậy vào nàng và Mã Tiểu Đào đem Thánh Linh Giáo phát dương quang đại đấy. Nếu như chỉ là khôi lỗi, này lại làm sao có thể chứ? Thánh nữ, Hoắc Vũ Hạo dừng bước lại, hướng đi tới Đường Nhã khom mình hành lễ. Đường Nhã nhẹ gật đầu, như cũ là lãnh đạm đáp lại một tiếng. Đang lúc Hoắc Vũ Hạo cho là nàng muốn từ trước mặt mình đi qua lúc ăn cơm, Đường Nhã đột nhiên dừng bước, xoay người lại đối mặt hắn, lạnh lùng nói: "Thất trưởng lão, khí tức của ngươi tựa hồ có hơi biến hóa, có phải hay không gần đây tu luyện xảy ra vấn đề gì?" Hả? Trong lòng Hoắc Vũ Hạo siết chặt, đây là hắn lẻn vào tiến đến về sau, lần đầu tiên nghe được Đường Nhã nói chuyện. Giọng nói của Đường Nhã so với trước đây cũng không có gì quá lớn biến hóa, nhưng trong đó lại đã mất đi cảm tình chấn động, giống như là cơ giới hóa đang nói chuyện tựa như. "Thánh nữ, ngài cảm thấy là phương diện nào xuất hiện biến hóa đâu này?" Nội tâm Hoắc Vũ Hạo trí cực kỳ trầm ổn, gặp không sợ hãi, ngược lại là mặt mỉm cười hỏi ngược lại. Đường Nhã tựa hồ ngẩn người, cau mày nói: "Ta cũng không nói được, chẳng qua là cảm thấy khí tức của người tựa hồ so trước kia thân thiết điểm, cũng có điểm cảm giác quen thuộc tựa như, không như lấy trước như vậy đáng ghét." Ây! Đem làm Đường Nhã nói chán ghét giả diện đấu la thời điểm, vậy mà không có nửa phần che lấp, điều này thật sự là làm cho trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc. Đường Nhã mặc dù là thánh nữ, nhưng dù sao chỉ là hồn đấu la cấp bậc tu vi à, vậy mà đối với một vị trưởng lão như thế chẳng khách khí. Lam Ngân! Đúng lúc này, một tiếng nói già nua vang lên, nghe được cái thanh âm này, Hoắc Vũ Hạo lập tức toàn thân siết chặt, đuổi vội vàng khom người hướng lui về phía sau ra vài bước, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới cung kính nói ra: "Thuộc hạ tham kiến giáo chủ." Này thanh âm già nua, có thể không phải là Thánh Linh Giáo giáo chủ Trung Ly Ô sao? Đường Nhã sẽ không có Hoắc Vũ Hạo như vậy cung kính, nàng chỉ là hướng phía Trung Ly Ô phương hướng có chút khom người thăm hỏi. Trung Ly Ô đi vào bên người Đường Nhã, nhấc lên bắt đầu trước áo choàng. Đây là Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn đến vị này Thánh Linh Giáo giáo chủ bộ dáng. Trung Ly Ô mão có một đầu ngắn màu bạc phát, tóc thập phần rậm rạp, sợi tóc nhìn về phía trên thập phần cứng rắn, vẫn còn như là thép nguội. Tinh mi lãng mục, mũi thẳng mồm vuông, tướng mạo dĩ nhiên là tương đối anh tuấn, một đôi mắt nhưng lại màu tím sậm đấy, mơ hồ lộ ra thâm thúy khí tức, nếu như chỉ là xem bề ngoài của hắn, là thế nào cũng không cảm giác được trên người hắn có tà hồn sư khí tức. Hắn dung mạo rất tuổi trẻ, nếu như không có này một đầu tóc bạc lời mà nói, thoạt nhìn cũng bất quá chỉ là một người trung niên, Có thể Hoắc Vũ Hạo lại biết, vị này Trung Ly Ô giáo chủ, so với việc mình luôn mục ân cùng với tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy này một thế hệ, chỉ là lần lượt đồng lứa mà thôi, luận năm linh, ít nhất cũng vượt qua 180 tuổi đi, vậy mà nhìn về phía trên còn trẻ tuổi như vậy. Không nói gì, Đường Nhã lãnh đạm đáp lại Chuông Mão cách ô nghi vấn, ngược lại là lại để cho Hoắc Vũ Hạo ám nhẹ nhàng thở ra. Trung Ly Ô mỉm cười, nói, vẫn còn ghi hận Thất trưởng lão à, lúc trước, hắn cũng không phải cố ý hù dọa của ngươi, không nghĩ tới, ngươi còn thật nhớ thù, ta đã dặn dò qua hắn, về sau vô luận như thế nào cũng sẽ không tại trước mặt ngươi thi triển ma giỏi vũ hồn, ngươi yên tâm đi, đi thôi, đi ăn cơm. Vừa nói, Trung Ly Ô vậy mà chủ động đi kéo tay Đường Nhã, hướng phía căn tin phương hướng đi đến. Hả, nhìn xem Trung Ly Ô cùng Đường Nhã hết sức thân mật bộ dạng, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo không khỏi có chút quái dị cảm giác, chẳng lẽ nói, cái này Trung Ly Ô mão có đối với Tiểu Nhã lão sư làm loạn ý niệm trong đầu, thế nhưng mà, hắn cũng đã hơn 180 tuổi đi. Đưa mắt nhìn Trung Ly Ô cùng Đường Nhã hướng phía căn tin phương hướng đi đến, vì để tránh cho bị đối phương hoài nghi, Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ có thể cắn răng theo ở phía sau. Đúng lúc này, Trung Ly Ô lại dừng bước. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo siết chặt, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Trung Ly Ô quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nói, giả diện, ngươi trước hết không nên tới, Lam Ngân Thánh Nữ nhìn xem ngươi sẽ không có gì muốn ăn, ngươi về trước đi, đợi một lát lại tới dùng cơm. Nghe hắn vừa nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo lập tức vui mừng quá đỗi, như nhặt được đại xá, cung kính hướng Trung Ly Ô hành lễ chi sau xoay người rời đi, ai ngờ cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm mà. Khoái tốc hồi chuyển doanh trướng của mình, Hoắc Vũ Hạo vào cửa sau đó, mới xem, như thở dài một hơi, phía trước thật là nguy hiểm thật à. Tiểu Nhã lão sư tựa hồ là phát hiện cái gì, may mắn nàng phảng phất có chút ít chất phác, cũng không có nói với Trung Ly Ô rõ ràng. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, hiện tại phương pháp ổn thỏa nhất hẳn là nhanh chóng đào tàu, để phòng bất trắc, nhưng hắn thật có thể qua sao? Đi, phía trước tất cả đấy công tác chuẩn bị đều muốn sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không thể đi, đánh cuộc một lần đi. Đánh bạc Tiểu Nhã lão sư không có chính thức nhận ra mình, cũng không có đối với Trung Ly Ô nói thêm cái gì. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo không khỏi có chút khẩn trương, một khi bị phát hiện, vậy thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn nữa mình ngay lập tức sẽ ở vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Bạn đang xem Tuyệt Thế Đường Môn được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Truy cập kênh YouTube Recap Phim để cập nhật những video mới nhất. youtube.com/recapphim viết liền không giấu nhé. Hoắc Vũ Hạo nhớ lại phía trước Đường Nhã cùng Trung Ly Ô trao đổi, hắn cũng phát hiện một ít vật hữu dụng, thí dụ như vị này giả diện đấu la tự hồ là dùng ma giỏi vũ hồn hù dọa qua Đường Nhã, cho trong nội tâm Đường Nhã để lại một ít bóng mờ, còn có liền là Trung Ly Ô tựa hồ đối với nàng thập phần sủng ái. Cái loại cảm giác này lại có điểm không quá giống là tình yêu nam nữ, ngược lại là tràn ngập che chở tựa như, cuối cùng là cảm giác gì đâu này, thật là có điểm kỳ quái. Chờ đợi đôi khi quả thực là một loại giày vò, nhất là tại Hoắc Vũ Hạo trước mắt loại tình huống này liền càng phải như vậy. Nửa canh giờ chờ đợi, lại phảng phất đã qua nửa cái thế kỷ tựa như, rốt cục, Hoắc Vũ Hạo dần dần yên lòng, như vậy nửa ngày không có phản ứng, hẳn là không thành vấn đề, xem ra, vận khí của mình không sai. Đi ra lều vải, Hoắc Vũ Hạo một bên yên lặng quan sát lấy chung quanh, một bên tiến về trước canteen ăn cơm, quả nhiên, Đường Nhã cùng Trung Ly Ô cũng đã không tại đó rồi, hết thảy đều rất bình thường. Hoắc Vũ Hạo lại đi tốn một chuyến Nam Cung Oản, nhìn hắn cũng không có chuyện, lúc này mới xác nhận, mình là tránh thoát một kiếp. Cho tới trưa cứ như vậy bình tĩnh đi qua, Hoắc Vũ Hạo thẳng đến sau bữa cơm trưa, tâm tình mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tại trong trướng Bồng Minh Tường 1 giờ, thẳng đến Nam Cung Oản tới tìm hắn. Lão Thất, đi thôi chúng ta đi dò xét, giọng nói của Nam Cung Oản tại bên ngoài lều vang lên. Hoắc Vũ Hạo người nhẹ nhàng lên, đi ra lều vải, bên ngoài lều, không chỉ là có Nam Cung Oản tại, còn có 6 gã tu vi hơi thấp tà hồn sư, gây nên khá thấp, cũng đều là lục hoàn đã ngoài. Dựa theo Nam Cung Oản nói cho Hoắc Vũ Hạo tình huống, Thánh Linh Giáo bên ngoài phái tham gia chiến tranh tà hồn sư, ở tiền tuyến bên này, ít nhất đều là hồn đế đã ngoài tu vi. Tà hồn sư số lượng rất thưa thớt, bồi dưỡng bắt đầu cũng không hề dễ dàng. Chính diện trên chiến trường thương vong khả năng lớn nhất, sở dĩ nhất định phải có năng lực tự vệ mới có thể bị phái tới. Qua, Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh nói một câu, cùng Nam Cung Oản cùng một trụ hướng tiền phương đi đến. Nam Cung Oản nói, Lão Tam, Lão Tứ bị phái đi đốc tra hồn đạo sư đoàn thứ 4 rồi, chúng ta đi xem thứ 2 hồn đạo sư đoàn bên kia. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng. Nam Cung Oản cái này nội ứng, quả thực làm ra không nhỏ hiệu quả, riêng là hắn làm cho Sử Lai Khắc học viện bên này tình báo, để Sử Lai Khắc học viện phương diện đối với khắp cả Nhật Nguyệt Đế Quốc bố trí đã có toàn bộ mới quen. Nhật Nguyệt Đế Quốc vốn là chỉ có 10 cái hồn đạo sư đoàn, nhưng chiến tranh tiến hành về sau, khắp nơi thuộc hồn đạo sư bị quân đội thống nhất điều động, lại quyên góp đủ 5 hồn đạo sư đoàn. Bởi như vậy, Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn tổng số liền biến thành 15 người. Trong đó, hộ quốc trì thủ 5 hồn đạo sư đoàn mạnh nhất, còn lại 10 cái hồn đạo sư đoàn thì là trực tiếp dựa theo tự tên gọi tiến hành xếp đặt. Lúc này, tại đây tiền tuyến phương diện, tổng cộng có 5 hồn đạo sư đoàn, ngoại trừ Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cùng bên ngoài Khủng Trào hồn đạo sư đoàn, còn có thứ hai, thứ ba, thứ tư cái này 3 cái hồn đạo sư đoàn. Mà đổi thành bên ngoài 10 cái hồn đạo sư đoàn ở bên trong, Hoàng gia hồn đạo sư đoàn đóng ở Minh Đô, trừ phi là Từ Thiên Nhiên ngự giá thân chinh, nếu không cái này Nhật Nguyệt Đế quốc mạnh nhất hồn đạo sư đoàn là sẽ không dễ dàng động đấy. Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn hiện tại đã ở Minh Đô trong nước. Tà Quân hồn đạo sư đoàn phối hợp mặt khác 2 cái hồn đạo sư đoàn tại Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội đối phó Tinh La Đế quốc phân tán các nơi hồn sư tiểu đội, còn lại mấy mũi hồn đạo sư đoàn cũng là tất cả có sắp xếp. Chính diện trên chiến trường, Nhật Nguyệt Đế quốc liền là nương tựa theo cái này 5 mão cái hồn đạo sư đoàn cùng cao tinh nhọn hồn đạo khí, đơn giản chỉ cần chế trụ quân lực còn cao hơn mình nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc liên quân. Trên thực tế, Thiên Hồn Đế quốc cái gì thậm chí đã bị Nhật Nguyệt Đế quốc sợ. Lúc trước trong chiến tranh, tổn thất của bọn họ quá mức thảm trọng, sớm đã nguyên khí đại thương, có thể lấy Thiên Linh Thành là dựa vào cố thủ, trước mắt đã là có thể đạt tới tốt nhất tình huống xem đổi mới, đến 100 độ tuyệt thế đường môn A rồi, quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở Nhật Nguyệt Đế quốc bên này. Nhật Nguyệt Đế quốc có Nhật Nguyệt Đế quốc ý định, tại Quất Tử hướng Từ Thiên Nhiên báo cáo trong thì có muốn củng cố Thiên Hồn Đế quốc đã chiếm lĩnh lãnh thổ điều này. Lấy Nhật Nguyệt Đế quốc bây giờ cường thế, bọn họ hoàn toàn có năng lực đem chọn cái Thiên Hồn Đế quốc nắm bắt, nhưng bởi như vậy, Nhật Nguyệt Đế quốc phải bảo vệ quốc thổ diện tích sẽ càng lớn, hơn nữa, khi đó, Nhật Nguyệt Đế quốc cũng đem trực tiếp đối mặt Đấu Linh Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc. Thiên Hồn Đế quốc một khi bị chết, cái này hai quốc môi hở răng lạnh dưới, nhất định gạch ngói cùng tan, hơn nữa Sử Lai Khắc Thành cũng đem người là Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện uy hiếp không thể không trực tiếp tham chiến, đối với Nhật Nguyệt Đế quốc chỉnh thể mà nói, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, ít nhất đang không có chuẩn bị cho tốt ứng đối với mấy cái này, hơn nữa có thể toàn thắng phía trước. Quất Tử là không đề nghị vội vã như vậy tại bị diệt Thiên Hồn Đế quốc đấy. Từ Thiên Nhiên tiếp thu Quất Tử đề nghị, một bên củng cố đã chiếm lĩnh lãnh thổ, nhanh hơn tài nguyên điều phối, chế tạo càng nhiều nữa hồn đạo khí trang bị, một bên thông qua hồn đạo khoa học kỹ thuật, không nhận thức được ảnh hưởng Thiên Hồn Đế quốc đã bị khu chiếm lĩnh vực dân chúng, để cho bọn họ dần dần tiếp nhận sự thật. Chiến tranh cũng không phải có thể một lần là xong đấy, Quất Tử quy hoạch dài đến thập niên, tại nàng hoàn chỉnh trong kế hoạch, thống nhất đại lục cần ít nhất thời gian 10 năm. Từ Thiên Nhiên mặc dù nhận thức là lúc này hơi dài một chút ít, nhưng Quất Tử chi tiết kế hoạch lại đúng là vẫn còn chinh phục hắn, bởi vì kế hoạch của Quất Tử là ổn thỏa nhất đấy. Đối với cái này, mà ngay cả toàn bộ Nhật Nguyệt Đế quốc quân đội cao tầng đang nghiên cứu qua Quất Tử kế hoạch chiến lược sau đó, cũng là một mực thông qua. Phần kế hoạch này cũng làm cho Quất Tử tại Nhật Nguyệt Đế quốc quân đội uy danh tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Kế hoạch sau khi hoàn thành, Quất Tử lúc này mới rảnh tay tiến về trước phương Bắc đi thu thập kim loại hiếm. Ai biết lại vừa vặn đụng phải Hoắc Vũ Hạo, phá hủy chuyện tốt của nàng. Quất Tử tại quân đội địa vị đối với Từ Thiên Nhiên mà nói là cực kỳ trọng yếu đấy. Bởi vậy, Từ Thiên Nhiên thậm chí chủ động trợ giúp nàng đem lần này thất bại che giấu đi. Một vị bất bại nữ chiến thần đối với Nhật Nguyệt Đế quốc quân đội sĩ khí là có thêm tác dụng cực lớn đấy. Điểm này không thể đơn giản phá hư. Trước mắt, chú đóng ở chiến trường chính cái này 5 mũi hồn đạo sư đoàn, ở chỗ này cũng đã có một đoạn thời gian, trong đó Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cùng Khủng Trào hồn đạo sư đoàn đều là cực kỳ cường thế tồn tại, cho dù là Thánh Linh giáo mặt mũi của bọn hắn cũng không quá mua. Thánh Linh giáo muốn đốc tra cái này 2 mũi hồn đạo sư đoàn, đã trước sau đụng phải mấy lần cái đinh. Cái này 2 mũi hồn đạo sư đoàn chỉ tiếp thụ đến từ chính Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất mệnh lệnh. Trung Ly Ô mặc dù đã từng nghĩ tới muốn mạnh mẽ tiến hành đốc tra, nhưng trước mắt Thánh Linh giáo còn có thật nhiều dùng đến Nhật Nguyệt Đế quốc địa phương, hắn cũng không nên đối với Từ Thiên Nhiên bức bách quá. Dù sao Từ Thiên Nhiên là một quốc gia chi chủ, mà Nhật Nguyệt Đế quốc trước mắt quốc lực cực sự cường thịnh, cá nhân chiến đấu lực phương diện, Thánh Linh giáo tuyệt đối cường đại, có được 2 vị cực hạn đấu la, nhưng muốn nói thực lực tổng hợp, bọn họ một cá tông môn lại làm sao có thể cùng một quốc gia so sánh với đâu này. Bởi vậy, Thánh Linh giáo chủ Trung Ly Ô cũng đành phải là tiếp tục ẩn nhẫn, đối với 2 chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn giám thị cũng chỉ có hình thức trước được rồi. Thú vương cấp hồn đạo sư đoàn không thèm chịu nể mặt mũi, nhưng 3 mũi bình thường hồn đạo sư đoàn muốn sai rồi, tựa như Trung Ly Ô không muốn vô cùng bức bách Từ Thiên Nhiên đồng dạng, Từ Thiên Nhiên cũng không dám đắc tội Thánh Linh giáo. Có một cái ý nghĩ hắn và Thánh Linh giáo là nhất trí, bọn họ đều hy vọng mượn nhờ lực lượng của đối phương đi đối phó khó dây dưa nhất Sử Lai Khắc học viện. Đừng nhìn trước mắt Sử Lai Khắc học viện tại toàn bộ trong chiến tranh, còn không có phát ra nổi tác dụng trọng yếu gì, nhưng trên thực tế, vô luận là Từ Thiên Nhiên vẫn là Trung Ly Ô, đối với Sử Lai Khắc học viện đều là rất kiêng kỵ. Đã đến, Nam Cung Oản nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo một câu, phía trước cách đó không xa, một mảnh hồn đạo khí trận địa dĩ nhiên ngay trước mắt. Hồn đạo khí trận địa bên ngoài đã sớm nhận được mệnh lệnh, thứ hai hồn đạo sư đoàn cao tầng quan quân đã chờ ở nơi đó, trong đó đứng ở trước mặt nhất là một vị tuổi chừng 50 tuổi tả hữu trung niên nhân, thân hình cao lớn, cường tráng, khí thế bức người, rõ ràng là một vị hồn đấu la cấp bậc cường giả. "Xin chào hai vị miện hạ." Vị kia trung niên nhân chủ động chạy ra đón chào, "Miện hạ là đúng phong hào đấu la tôn xưng, cái này tại trong thế giới phong hào đấu la, cũng vậy thì không bằng xưng hô này đấy, nhưng cấp thấp hồn sư nhìn thấy phong hào đấu la, xưng hô như vậy là một loại tôn trọng." "Ừ, mang ác đường đi." Nam Cung Oản đối diện với mấy cái này bình thường hồn đạo sư sẽ phải cao ngạo hơn nhiều, Hoắc Vũ Hạo dứt khoát liền không nói chuyện. Vị kia trung niên nhân liền là thứ hai hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng Quách Nộ, hồn đấu la, cấp 8 hồn đạo sư. Bình thường hồn đạo sư đoàn đều là do cấp 8 hồn đạo sư đảm nhiệm đoàn trưởng đấy, tất mão lại, cấp 9 hồn đạo sư số lượng quá mức rất thưa thớt, cho dù là tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng là như thế. Quách Nộ bồi tiếu lui qua một bên, tự mình ở phía trước cho Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Cung Oản mang ác đường. Đây là Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất tại không phải trạng thái chiến đấu hạ tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo khí trận trong đất. Đi vào hồn đạo khí trận địa, hắn đầu tiên cũng cảm giác được một cổ khí tức sơ sát đập vào mặt, một ít đài cao sát thương hồn đạo khí sắp hàng chỉnh tề, cơ hồ đều là tấn công từ xa hồn đạo pháo, theo vòng ngoài nhìn vào bên trong, quả thực liền là một mảnh sắt thép rừng rậm. Phóng tầm mắt nhìn tới, Hoắc Vũ Hạo đại khái đếm lại một lần, riêng là xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A các loại cấp bậc viễn trình hồn đạo pháo, liền vượt qua 100 cửa. Sở dĩ là các loại cấp bậc, là vì tầm bắn, cùng uy lực bất đồng, nhưng bất đồng không có cùng chỗ tốt, chẳng những có thể hình thành hỏa lực đan xen, thậm chí còn có thể tại cận trình lúc công kích tận khả năng tiết kiệm hồn lực tiêu hao. Những này hồn đạo pháo vẫn chỉ là tít mãi bên ngoài đấy, bên trong thì là một ít to lớn hồn đạo khí, trong đó chí ít có một máy là cấp 9 hồn đạo khí, còn có một chút hồn đạo khí Hoắc Vũ Hạo đều không gọi nổi danh tự. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền thấy tại đây hồn đạo khí trận địa liên tiếp nhà kho. Nhà kho là hình sợi dài hình dáng đấy, chỉnh thể hẹp dài, phân biệt tại hồn đạo khí trận địa hai bên, tùy thời có thể đối với hồn đạo khí trận địa tiến hành bổ sung. Chi này thông thường hồn đạo sư đoàn, tổng cộng do 500 tên hồn đạo sư tạo thành, chẳng những có đủ có số lớn hồn đạo khí trang bị, hơn nữa còn có liên động hồn đạo khí trang bị, một khi triển khai thế công, hắn lực phá hoại sự khủng bố, tuyệt đối muốn so với lúc trước Sử Lai Khắc thành thủ thành dùng tất cả hồn đạo khí cộng lại đều cường đại. Thần thú đế thiên đối với nhân loại kiêng kỵ thật là có đạo lý, nương theo lấy hồn đạo khí phát triển, hồn thú cùng nhân loại ở giữa cân đối đã bị hoàn toàn phá vỡ. Hồn thú trong mặc dù có thiên hạ hôm nay đệ nhất cường giả thần thú, nhưng thực lực tổng hợp cũng đã bị nhân loại phi tốc kéo ra. Như vậy một cái hồn đạo khí trận địa, coi như là 10 vạn đại quân đánh chính diện, đều chưa hẳn có thể công tiến đến à, liên động hồn đạo khí, khiến cho bọn chúng đang không có tiêu hao hầu như không còn phía trước, cơ hồ là không thể nào bị xúc phạm tới đấy. Đây cũng là hồn đạo sư quân đoàn nhất chỗ đáng sợ. Đơn giản dò xét một vòng, đối với mặt khác hồn đạo sư mà nói, thì ra là qua cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, bọn họ đều không phải lần đầu tiên đã đến, nhưng đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, nhưng lại thập phần rung động hắn mặc, dù không có khả năng sao chép lại tất cả hồn đạo khí phương pháp luyện chế, nhưng toàn bộ hồn đạo khí trận địa xếp đặt, các loại hồn đạo khí phối hợp, cùng với công năng tính, hắn vẫn có thể trí nhớ xuống. Đây đối với tương lai Sử Lai Khắc học viện 3 mũi hồn đạo sư đoàn đầu nhập trong chiến tranh đều là cực tốt kinh nghiệm. "Hai vị miện hạ, có phải hay không đến chúng ta chỗ đó nghỉ ngơi một chút, uống chén trà?" Quách Nộ cung kính nói. Đối với những thứ này tà hồn sư, hắn là không có chút nào dám lãnh đạm, hắn liền phong hào đấu la cũng không phải, hắn hồn đạo sư đoàn cũng không có ai ra hộ quốc chi thủ cứng như vậy khí, có thể không đắc tội những này cường đại tà hồn sư còn chưa phải đắc tội tốt. "Ừ, vậy thì đi ngồi một chút, không biết Quách đoàn trưởng tại đây có không có vật gì tốt à?" Nam Cung Oản nhàn nhạt mà hỏi. "Đã cho hai vị chuẩn bị xong." Quách Nộ cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà nói. Quách Nộ soái trướng ngay tại hồn đạo khí trận địa bên trái, từng cái sư đoàn trở lên quân sự đơn vị đều có mình soái trướng, hồn đạo sư đoàn địa vị đủ để so sánh quân đoàn, Quách Nộ tại đây tự nhiên cũng có. Cái gọi là uống trà, nhưng thật ra là phong phú tiệc rượu, Quách Nộ bên này sớm liền chuẩn bị xong, hắn mời Hoắc Vũ Hạo, Nam Cung Oản cùng với 6 gã tà hồn sư ngồi vào vị trí sau đó, trước mời một ly rượu, sau đó cũng làm người ta mang lên một ít gì đó. "Hai vị miện hạ, kính xin hai vị tại quốc sư trước mặt đại nhân cho ta nói tốt vài câu." Quách Nộ khẽ cười nói, sau đó phất tay ý bảo, đặt lên đồ hồn đạo sư lặng yên mở ra mấy cái dương hòm. Nhàn nhạt kim loại khí tức hỗn hợp có khí tức sơ xác thích phóng đi ra. Nam Cung Oản rõ ràng nhãn tình sáng lên, theo bản năng nói, đều là đồ tốt à, mặc dù không phải quá mạnh mẽ, nhưng cũng đã rất tốt. Tổng cộng là 4 cái dương, trong đó có 1 cái dương giả bộ 3 miếng cấp 7 định trang hồn đạo pháo bắn ra, mặt khác 3 cái dương tắc thì đều là cấp 5 định trang hồn đạo pháo bắn ra, mỗi cái dương 10 miếng. Mặc dù chỉ là cấp 5 cùng cấp 7 đấy, nhưng thắng ở số lượng không ít, cái này muốn xuất ra đi bán, cũng là có thể bán một món khổng lồ kim hồn tệ rồi. Hồn đạo sư quân đoàn cái khác không nhiều lắm, hồn đạo khí phân phối còn là không ít, mà Quách Nộ rất rõ ràng, những này tà hồn sư thích nhất liền là định trang hồn đạo pháo bắn ra, cái đồ vật này, uy lực lớn, tầm bắn xa, vô luận lúc nào, đều là chiến lược tính vật tư, coi như là hướng ra phía ngoài bán ra, cũng là bất kỳ quốc gia nào, bất luận cái gì quân đội đều thích thứ tốt. Lão Thất, người trước đều thu lại, chúng ta trở về lại nhau nhau, Quách đoàn trưởng thực là quá khách khí, ta xem, cái này thứ 2 hồn đạo sư đoàn tại của ngươi, dưới sự dẫn dắt, nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nam Cung Oản mặc dù tham tài, nhưng tánh mạng của mình quan trọng hơn, những vật này cho Hoắc Vũ Hạo làm thuận nước dong thuyền, đến lúc đó Hoắc Vũ Hạo cho hắn giải trừ cấm chế vậy, cũng sẽ đau nhức mong một chút đi. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không khách khí, cái này đều là đồ tốt, lúc trước theo rõ ràng đều đưa đến định trang hồn đạo pháo, bắn ra cơ hồ đều tiêu hao tại đối kháng tinh đấu thú triều một ít dịch bên trong, thiếu nhất đúng là những này cao giai định trang hồn đạo pháo bắn. Lập tức Hoắc Vũ Hạo thu hồi những định trang đó hồn đạo pháo bắn ra. Nhật Nguyệt Đế Quốc thứ 2 hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng Quách Nộ mặc dù có chút thịt đau, nhưng hắn cũng biết, đây là chuyện không có cách nào khác, không cùng những này tà hồn sư giữ gìn mối quan hệ, còn không biết có phiền toái gì. Thu hồi tất cả đế định trang hồn đạo pháo bắn ra, Hoắc Vũ Hạo ngồi trở lại bàn rượu, tay phải bưng chén rượu lên, nói, cảm tạ Quách đoàn trưởng tặng, đến, ta mời ngươi một chén. Quách Nộ tranh thủ thời gian thụ sủng nhược kinh đứng người lên, cùng Hoắc Vũ Hạo uống. Hoắc Vũ Hạo đang cùng hắn lúc uống rượu, mũi chân nhẹ nhàng đụng một cái ngồi, tại người bên cạnh tự, mình là Nam Cung Oản. Chờ hắn sau khi ngồi xuống, Nam Cung Oản lập tức bưng chén rượu lên, cũng hướng Quách Nộ mời rượu. Mượn cơ hội này, Hoắc Vũ Hạo tay phải tại trên trán mình theo bản năng phất qua, giống như là sờ lũng có chút tóc tán loạn tựa như, khi hắn đưa tay một lần nữa hạ xuống, mò về đáy bàn thời điểm, một đoàn ít, có thể thấy được vạn vẹo hào quang đã lặng yên chui vào đáy bàn. Nếu như có thể khoảng cách gần cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, ở đằng kia đoàn vặn vẹo trong ánh sáng, tựa hồ còn có một cái việc khác. Ăn no nê về sau, Quách Nộ tự mình đem Hoắc Vũ Hạo, bọn người Nam Cung Oản tống xuất hồn đạo khí trận địa, nhìn xem đi xa chư vị tà hồn sư, ánh mắt của hắn cũng trở nên lạnh vài phần. Chỉ cần là chính thống hồn sư, cho dù là hồn đạo sư, lại có ai thích cùng những này u ám giết người không chớp mắt tà hồn sư liên hệ đâu này. Thầm than một tiếng, bên trên lợi dụng những này tà hồn sư đến giành chính quyền, hy vọng tương lai không muốn xảy ra vấn đề gì đi. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vị này Quách đoàn trưởng mới quay trở về. Hắn lại mờ mịt không biết, ngay tại cái kia trong xoáy trướng, một đoàn nhu hòa bạch sắc quang cầu lặng yên từ dưới bàn chạy tới, nhanh chóng chui vào bên cạnh góc tối trong ẩn núp lên. Nam Cung Oản cùng Hoắc Vũ Hạo một bên hướng về qua, trong lòng của hắn không khỏi nghi hoặc, lườm Hoắc Vũ Hạo liếc, truyền âm nói, là được rồi. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói, xong rồi. Trong nội tâm Nam Cung Oản lập tức càng thêm kinh ngạc, nhưng hắn là từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo làm qua cái gì à? Hoắc Vũ Hạo liền là ý bảo hắn mời rượu lần thứ nhất mà thôi, chẳng lẽ đang ở đó thời điểm, hắn đã thi triển thủ đoạn gì? Hoắc Vũ Hạo nhìn ra hắn nghi ngờ trong lòng, truyền âm nói, nếu ngươi có thể nhìn ra, chẳng phải là này Quách Nộ cũng có thể nhìn ra được rồi hả? Ta đã chuẩn bị xong, yên tâm, được chuyện đồng thời, ta đối với lời hứa của ngươi tự nhiên sẽ thực hiện. Nam Cung Oản nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cũng là không có biện pháp, chỉ có thể là đi tín nhiệm Hoắc Vũ Hạo rồi. Tin tưởng Sử Lai Khắc danh dự. Trở về tới mình trong doanh trướng, Hoắc Vũ Hạo khoanh chân ngồi xuống, thúc giục hồn lực, đem chức uống rượu toàn bộ phát huy ra ngoài thân thể. Kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành, tiếp đó liền đợi buổi tối rồi. Khoanh chân ngồi xuống, hắn tiến vào minh tưởng trong trạng thái, tiếp tục tu luyện. Cho dù là đang ở địch trong doanh trại, hắn cũng đang không ngừng tăng lên, lấy thực lực của mình, thực lực chưa đủ, cái gì đều không làm được. Bên trong cơ thể có vạn năm huyền, băng tủy tốt như vậy thứ đồ vật. Hơn nữa tinh thần hồn hạch trợ giúp, hắn hiện tại mỗi ngày tu luyện cũng có thể cảm giác được tu vi của mình tiến triển cực nhanh, loại cảm giác này thì càng đâm mão kích của hắn cố gắng tăng cao tu vi rồi. Bạn đang xem Tuyệt Thế Đường Môn được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Truy cập kênh YouTube Recap Phim để cập nhật những video mới nhất. youtube.com/recapphim viết liền không giấu nhé. Trạng vạng tối tiến đến, Hoắc Vũ Hạo cùng ngày xưa đồng dạng, đến trong phòng ăn cơm, sau đó lại yên lặng quay lại trong doanh trướng. Tà hồn sư đám bọn họ cũng mão đều cùng ngày xưa không khác nhau gì cả. Hoắc Vũ Hạo trải qua mấy ngày nay quan sát, đối với chính mình doanh trướng hoàn cảnh chung quanh vẫn là quen thuộc rất nhiều. Hắn thông qua tinh thần lực quan sát đến Đường Nhã sau khi ăn cơm phải qua đường, xác nhận nàng quay trở về lều vải, sau đó lúc này mới hoàn toàn tiến vào minh tưởng trạng thái, yên lặng cùng đợi. Mấy ngày nay quan sát xuống, hắn phát hiện Đường Nhã làm việc và nghỉ ngơi cùng hắn hiện tại không sai biệt lắm, ngoại trừ hàng ngày dùng cơm bên ngoài, liền đều tại doanh trướng của mình bên trong tu luyện. Theo doanh trướng bên ngoài cũng có thể như ẩn như hiện nghe được nàng ta kéo dài tiếng hít thở, mà tà hồn sư bên này là thập phần rộng thùng thình đấy, mà ngay cả Thánh Linh giáo chủ Trung Ly Ô cũng không có triệu tập qua bọn hắn làm chuyện gì. Ở bên này mấy vị trưởng lão, cung phụng Hoắc Vũ Hạo đều trước sau thấy qua, trong đó Thánh Linh giáo cung phụng Lý, có 2 vị là siêu cấp đấu la, nhưng mà cũng không phải tà hồn sư, còn có chính là vị trí con Thạch Sùng đấu la Trương Bằng đã ở trong quân doanh hắn cũng là cung phụng, hắn chỗ ở ngay tại Đường Nhã lều vải bên cạnh không xa. Đường Nhã tại đi canteen lúc ăn cơm, Hoắc Vũ Hạo trước sau mấy lần chứng kiến, Trương Bằng an vị ở bên cạnh hắn, hắn cũng là trừ Thánh Linh bên ngoài giáo chủ, một người duy nhất sẽ ngồi ở bên người Đường Nhã theo nàng ăn cơm người. Theo lúc trước lần thứ nhất chứng kiến tà hồn sư trạng thái Đường Nhã lúc, con Thạch Sùng đấu la ngay tại bên người Đường Nhã, hiện tại xem ra, Trương Bằng rất có thể là Thánh Linh giáo, trung chuyên cửa phụ trách bảo hộ Đường Nhã đấy. Lúc trước Đường Nhã, ở thiên phú cùng tu vi trước đều xa kém xa cùng Mã Tiểu Đào so sánh với, Thánh Linh giáo làm như vậy, một cái là vì đốc xúc nàng tu luyện, cái khác phải là vì bảo hộ nàng an toàn. Cái này con Thạch Sùng đấu la cũng không phải là dễ đối phó đấy, chờ một chút tất nhiên sẽ thành làm trọng yếu đối thủ. Kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo mặc dù đã hoàn thành, nhưng ở thực hành trong quá trình, hắn cũng không biết sẽ xuất hiện như thế nào tình huống, chỉ có thể là qua một bước xem từng bước, hy vọng hết thảy đều hướng phía tốt nhất phương hướng phát triển mới đúng. Cảnh ban đêm càng ngày càng sâu, trong quân doanh cũng yên tĩnh trở lại, trải qua một ngày thao luyện, binh lính bình thường cũng sớm đã tại riêng phần mình trong doanh trướng nghỉ ngơi, chỉ có các đêm binh lính tuần tra còn đang không ngừng tới lui tuần tra. Đương nhiên, bất luận là lúc nào, Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh bên này, mấy mũi hồn đạo sư đoàn hồn đạo khí trận địa phòng ngự đều là cực kỳ nghiêm mật đấy. Thứ hai hồn đạo sư đoàn, soái trướng. Quách Nộ ăn cơm xong sau đó, trở về lại xử lý một ít công vụ. Cái này soái trướng là hắn cùng bọn thuộc hạ nghị sự địa phương, cũng không ở chỗ này, hắn có hắn chỗ ở của mình. Công sự xử lý xong, Quách Nộ ra soái trướng, đi dò xét hồn đạo khí trận địa rồi. Mỗi lúc trời tối hắn đang nghỉ ngơi phía trước, đều phải tiến hành thông lệ dò xét, để tránh xảy ra vấn đề. Sau đó, hắn mới sẽ phản hồi tự mình này tại soái trướng cách đó không xa trướng bổng nghỉ ngơi. Quách Nộ chân trước mới ra lều trại, một đoàn bạch sắc quang ảnh liền lặng lẽ theo trong góc chui ra, nó phía trước một mực rất tốt thu liễm lấy khí tức của mình, cho dù là hồn đấu la cấp bậc tu vi Quách Nộ cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Quang đoàn sau khi xuất hiện, lặng yên không tiếng động ngưng tụ thành hình, dần dần mở rộng, biến thành hình người, có thể không phải là bộ dạng Hoắc Vũ Hạo sao? Lúc chiều, Hoắc Vũ Hạo thừa dịp Nam Cung Oản hướng Quách Nộ mời rượu cơ hội, đem cái này đoàn cực kỳ ngưng thực tinh thần lực lén lút lưu tại hắn cái này trong soái trướng, để bảo đảm cái này đoàn tinh thần lực có thể kiên trì đầy đủ trường thời gian. Hoắc Vũ Hạo thậm chí không có cho nó kèm theo càng nhiều nữa hồn kỹ, chỉ có một mô phỏng hồn kỹ mà thôi. Huyễn hóa thành hình người về sau, cái này tinh thần thể đã có vẻ hơi hư ảo rồi, theo thời gian trôi qua, nó vẫn là tiêu hao khá nhiều tinh thần lực, bất quá, kiên trì đến cái lúc này, đã có thể hoàn toàn chấp hành kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo. Cổ tay khẽ đảo, một quả xinh xắn nhẫn chứa vật xuất hiện ở tinh thần thể trong tay, trên mặt nhẫn, ngọc bích sao tuyến lập lòe, chính là một quả tinh quang ngọc bích nhẫn chữ vật. Lúc ấy Hoắc Vũ Hạo lưu lại đoàn này tia sáng thời điểm, giấu ở trong ánh sáng đúng là nó. Trên mặt nhẫn quang mang chớp nhấp nháy, trên mặt Hoắc Vũ Hạo cũng toát ra vẻ mỉm cười, hắn lặng yên theo trong giới chỉ lấy ra một cái dài mảnh cái hộp, đặt ở trong soái trướng bàn trước. Nhìn xem cái này dài mảnh cái hộp, trong lòng của hắn quả thực có chút không muốn, nếu không phải không có những biện pháp khác, hắn thật sự là không bỏ được đem cái này cái lấy các thứ ra. Tinh thần lực bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình thành một tầng tinh thần cái chắn bố trí tại trong soái trướng, ngăn cách trong soái trướng khách sáo tức. Nam Cung Oản đã nói với hắn những ngày hồn đạo sư đoàn các đoàn trưởng làm việc và nghỉ ngơi thói quen, sở dĩ tại Quách Nộ sau khi rời đi, Hoắc Vũ Hạo đã biết rõ hắn sẽ không trở về rồi, dò xét sau đó sẽ đi ngủ, sở dĩ cái này trong soái trướng lúc này ngược lại là an toàn nhất, cũng sẽ không có bất luận cái gì dò xét hồn đạo khí bao trùm ở bên cạnh. Bố trí tốt tinh thần cái chắn về sau, Hoắc Vũ Hạo cái này tinh thần thể nhìn về phía trên liền trở nên càng thêm đạm bạc một ít, cả người đã là trong suốt rồi. hắn lúc này mới thận trọng đem cái hộp kia mở ra. Dài mảnh cái hộp mới vừa mở ra, Hoắc Vũ Hạo tinh thần thể đứng mũi chịu sào, liền là một hồi kịch liệt chập chờn, như không phải của hắn tinh thần cường độ đầy đủ, chính là chỗ này hạ xuống, hắn cái này tinh thần thể chỉ sợ cũng muốn tán loạn rồi. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo cũng là lấy làm kinh ngạc, may mắn mão mình tinh thần lực tiến vào hữu hình hữu chất cảnh giới, nếu không cái này sẽ phải ra lớn mão phiền toái. Trong hộp, một quả thon dài đạn pháo lẳng lặng nằm ở nơi đó, vừa rồi chính là từ mặt trên của nó tản ra tư thế hào hùng khí tức, đánh Hoắc Vũ Hạo tinh thần thể suýt nữa tán loạn. Nếu như Nam Cung Oản chứng kiến cái đồ vật này, hắn nhất định sẽ nhận thức, bởi vì này cái lẳng lặng nằm ở trong hộp đạn pháo, đúng là lúc trước hắn, với tư cách Tịch nước mình minh chủ, ác lệ hồn đạo sư môn ở ngoài sáng điều hồn đạo sư tinh anh giải thi đấu trước đạt được thành tích tốt đồ vật, Hoắc Vũ Hạo đã lấy được cuối cùng nhất quán quân, này cái cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra cũng đã thành hắn phần thưởng. Khi lúc Hoắc Vũ Hạo cầm như vậy đạn pháo cùng mặt khác phần thưởng, sau đó liền mượn Minh Đô nổ lớn cơ hội nhanh chóng trốn xa, mà miếng cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra hắn cũng vẫn đều giữ lại, những phần thưởng khác kim loại hiếm tắc thì đều cho Đường môn. Cảm thụ được cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra trước tản ra khí tức, Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi toát ra một tia tán thán, cái đồ vật này nhưng là chân chính chiến lược vũ khí à? Hiên Tử Văn đã từng đã nói với hắn, coi như là một gã cấp 9 hồn đạo sư muốn chế tác ra như vậy một quả đạn pháo, cũng cần phần đông kim loại hiếm tài liệu, đồng thời hao phí 3 đến 6 tháng mới có thể hoàn thành, hơn nữa mỗi chế tác một quả, đối với cấp 9 hồn đạo sư tinh lực đều là tiêu hao rất lớn đấy. Bởi vậy, coi như là ở trong Nhật Nguyệt Đế Quốc, loại này cấp chiến lược cái khác siêu cấp vũ khí cũng là tồn số lượng không nhiều lắm. Lúc trước, Nhật Nguyệt Đế Quốc công phá Minh Đấu Sơn Mạch thời điểm, liền là nương tựa theo 3 miếng cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra đường, ngạnh sinh sinh đích tại Minh Đấu Sơn Mạch trước nổ ra một cái lỗ hồng. Đối với cái này, Hoắc Vũ Hạo thế nhưng mà ký ức hãy còn mới mẻ, đây là hắn lần thứ nhất muốn sử dụng kinh khủng này biểu diễn. Cấp 9 hồn đạo khí, lấy tu vi của Hoắc Vũ Hạo muốn sử dụng là thập phần miễn cưỡng, nhưng là định trang hồn đạo pháo bắn ra lại bất đồng, cái đồ vật này đặc điểm lớn nhất liền là thúc động cũng không phải khó khăn như vậy, chỉ là đem kiếp nổ là được rồi, nó căn bản chính là một cái uy lực cực kỳ khủng bố lớn tạc áp bắn ra, hắn cần thiết năng lượng đều là nội hàm trong đó, không cần hồn sư tái tiến đi cái gì tiêu hao. Đương nhiên, sử dụng chuyên môn hồn đạo pháo tiến hành viễn trình phóng ra là mặt khác trong chốc lát công việc rồi. Nếu như có thể nói, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên càng muốn thông qua phóng ra phương thức đến sử dụng này, cái cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra. Đây chính là có thể tại vượt qua ngoài 30 dặm liền phát động công kích siêu vũ khí tầm xa, so với việc vậy định trang hồn đạo pháo bắn ra mạnh hơn nhiều, còn nó phóng ra cực hạn khoảng cách là bao nhiêu, Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ ràng rồi. Đây chỉ có chế tác nó cái vị kia cấp 9 hồn đạo sư mới biết được. Nhưng hiện ở loại tình huống này, Hoắc Vũ Hạo không có lựa chọn khác, chỉ có người này uy lực mới khá lớn. Tinh thần thể hai tay đem này cái thạc đại cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra bưng lên, Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn, sau đó đi tới cái này trong xoáy trướng xoáy vị ghế lưng cao đằng sau, đem này cái định trang hồn đạo pháo bắn ra dựng thẳng đứng ở đó. Muốn thúc giục này cái cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra cũng không khó, chỉ là kích phát nòng cốt của nó pháp trận là được rồi. Thân là cấp 7 hồn đạo sư, hơn nữa là đã chế tạo ra qua cấp 8 hồn đạo khí cấp 7 hồn đạo sư, Hoắc Vũ Hạo muốn dẫn phát nó không có chút nào khó khăn. Dọn xong này cái hồn đạo pháo bắn ra sau đó, Hoắc Vũ Hạo đem cái hộp kia thu lại, cái này cái hộp đều là đồ tốt, có thể ngăn cách cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra khí tức. Hết thảy thỏa đáng sau đó, hắn cái này tinh thần thể cũng không hề rời đi, muốn tại thời cơ tốt nhất bên trong phát động, liền cần hắn tự mình đến làm, mà không phải đúng giờ. Vì thế, Hoắc Vũ Hạo cũng là không thể không tổn thất một tia ở lại tinh thần thể ác bên trong lực lượng linh hồn rồi. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể thử tiến hành chạy trốn, nếu như chạy không được, cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Làm xong những này, đang ở trong trướng bổng Hoắc Vũ Hạo đã mở hai mắt ra, trong miệng tiến hành lầm bầm niệm động lấy tối nghĩa chú ngữ, tinh thần cái chắn cũng đồng dạng đã sớm tại chính hắn cái này trong lều và triển khai. Không lâu sau, một cái đen kịt đại môn lặng yên mở ra. Tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực triệu hoán xuống, lần lượt từng bóng người lặng yên không tiếng động theo này cửa lớn màu đen bên trong đi ra. Vốn là thập phần rộng rãi doanh trướng, lập tức trở nên hơi hẹp hòi. Băng Hùng Vương là người cuối cùng đi ra, hắn này to mọng vô cùng dáng người tự nhiên là trong phòng nhất chiếm địa phương. Vũ Hạo, đều chuẩn bị xong, Tống lão hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ta đã lắp đặt tốt rồi cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra hủy diệt phong bạo. Này là một lấy kim loại phá hư tính làm chủ cấp 9 hồn đạo khí, lực phá hoại sẽ rất mạnh, hơn nữa là từ trong ra ngoài, ít nhất cái kia hồn đạo sư quân đoàn nhất định là muốn hủy diệt rồi, chỉ là không biết muốn chết bao nhiêu người. Ngôn Thiểu Triết nói, Vũ Hạo, ngươi chính là quá mềm lòng, bởi vì cái gọi là từ không nắm giữ binh, đây là chiến tranh liền gặp người chết, chúng ta phải làm là nhanh chóng lại để cho trận chiến tranh này chấm dứt, tránh cho nhiều người hơn, bởi vì chiến tranh mà chết, hủy hoại cỗ máy chiến tranh, sẽ cứu vớt người nhiều hơn, ngươi hiểu. Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, trải qua mấy lần chiến tranh sau đó, hắn hiện tại đã đối với chiến tranh càng có thể tiếp nhận một ít mão rồi. Tống Lão trầm giọng nói, thời gian không sai biệt lắm, này liền chuẩn bị tiến hành hành động đi. Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua mình chi trước chuẩn bị xong tính theo thời gian hồn đạo khí, hướng Tống Lão gật đầu, chúng ta lần này bồi Thiên Hồn Đế Quốc bên kia hủy diệt một cái hồn đạo sư đoàn, áp lực của bọn hắn có thể giảm xuống không ít, coi như là đối với bọn họ thay đổi đại quân hồi báo. Vừa nói xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng, đồng thời mở ra, đem tinh thần của mình ý niệm cùng tất cả đồng bạn tương liên. Tinh thần dò xét từ từ hướng ra phía ngoài khoách trương, đem chung quanh phụ cận hắn đã dò xét qua, cũng không có tinh thần cái chắn địa phương bao phủ ở bên trong, đem cặn kẽ hình đều hiện ra ở đồng bạn trong đầu, nhất là đối với Đường Nhã chỗ ở lều vải đã tiến hành thêm vào đánh dấu. Chờ một chút trong chiến đấu, còn xin mọi người hoàn toàn nghe ta chỉ huy, cứu Tiểu Nhã lão sư về sau, chúng ta còn phải trở về tại đây, lần nữa tiến vào vong linh vị diện. Khi đó, chúng ta liền an toàn, sau đó ta lại nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Tống Lão trầm giọng nói, vâng, từ giờ trở đi, mọi người chúng ta đều nghe ngươi chỉ huy. Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc nhìn rồi Tống Lão liếc, thấy là ánh mắt Tống Lão cổ vũ. Thở sâu, để cho mình tiến vào càng bình tĩnh trong trạng thái, Hoắc Vũ Hạo thoáng tập trung tư tưởng suy nghĩ, tinh thần ý niệm lập tức chuyển đến mình tinh thần thể bên kia. Tà hồn sư đóng quân địa phương tại toàn bộ quân doanh nhất khu vực nòng cốt, Nhật Nguyệt Đế Quốc cái này mấy trăm ngàn người đại doanh, kéo Bách Lý, này thứ hai hồn đạo sư trận địa thì là tại khu vực biên giới, là khoảng cách Thiên Hồn Đế Quốc phương hướng nơi gần nhất hồn đạo sư quân đoàn. Hai mắt Hoắc Vũ Hạo nhắm lại, trong mắt thần quang lập lòe, bên kia tinh thần thể cũng lặng yên hành động, hai tay kề sát ở đằng kia định trang hồn đạo pháo bắn ra lên, một tia tinh thần lực rót vào, dẫn động cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra nội bộ của hủy diệt phong bạo hạch tâm pháp trận. Khủng bố trí cực uy áp lập tức theo này hủy diệt phong bạo trong bạo phát đi ra, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác tinh thần thể phảng phất lập tức sẽ bị xé nát tựa như, mà này hủy diệt phong bạo định trang hồn đạo pháo bắn ra bản thân thì là hào quang tỏa sáng, tản ra sáng chói ánh kim loại. Hoắc Vũ Hạo không dám thất lễ, tinh thần thể lập tức nổ tung, lợi dụng tinh thần bạo tạc nổ tung lực, bỗng nhiên đem chính mình một ít tia ẩn chứa trong đó linh hồn lực thôi động hướng lên, chui ra lều vải, bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía không trung rút lên. Hắn hiện tại chỉ có thể mượn nhờ cái này thời gian ngắn ngủi đến lại để cho linh hồn của mình lực bảo tồn lại rồi. Mặc dù chỉ là một tia linh hồn lực, chỉ khi nào bị hủy chết, vẫn là sẽ đối với hắn linh thức bản nguyên sinh ra không nhẹ bị thương. Quách Nộ Địa thứ hai hồn đạo sư đoàn hồn đạo khí trận địa ở bên trong, đêm nay tuần tra đã chuẩn bị kết thúc rồi, mặc dù hắn đối với mình hồn đạo sư đoàn đã sớm là rất tinh tường, nhưng mỗi khi hắn tuần tra mình hồn đạo khí trận địa lúc, vẫn là sẽ không tự chủ toát ra mãnh liệt tự hào cảm giác. Không chỉ là, hắn cơ hồ tất cả Nhật Nguyệt Đế Quốc tổng quân hồn đạo sư đều cho rằng, bọn họ là đại lục ở bên trên sự tồn tại vô địch. Trong mắt bọn hắn, nguyên thủ Đấu La Đại Lục Tam Quốc, căn bản chính là lạc hậu hơn thời đại quốc gia, sớm muộn gì cũng là muốn bị Nhật Nguyệt Đế Quốc chiếm đoạt đấy. Chỉ có Nhật Nguyệt Đế Quốc mới có thể chúa tể toàn bộ đại lục, trợ giúp đại lục thuận lợi phát triển. Đây mới là sắt thép rừng rậm à? Quách Nộ cuối cùng nhìn thoáng qua hồn đạo khí trận địa, hài lòng nhẹ gật đầu. Các loại dò xét hồn đạo khí đối ngoại dò xét cường độ hôm nay nhận được phía trên mệnh lệnh đã thấp xuống một ít, bởi như vậy cũng hồn đạo sư môn phụ tải có chỗ giảm bớt, bằng không mà nói mỗi ngày đều mở ra lấy lớn nhất cường độ dò xét hồn đạo khí, hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư môn cơ hồ là muốn tam ban ngược lại, mỗi ngày chí ít có một nửa hồn đạo sư cấp cho dò xét hồn đạo khí rót và hồn lực mới có thể duy trì. Như vậy mặc dù đang dò xét mặt trước hiệu quả tốt nhất, nhưng mà sẽ trong lúc vô hình suy yếu hồn đạo sư đoàn sức chiến đấu. Quách Nộ có thể bò đến bây giờ vị trí này cũng là rất không dễ dàng, hắn đối với tại thuộc hạ của mình thập phần quý trọng, trong lòng hắn những ngày hồn đạo sư môn đều là hắn quý báu nhất tài nguyên. So ra, hồn đạo khí ngược lại không bằng hồn đạo sư trọng yếu, hồn đạo khí tiêu hao còn có thể đánh báo cáo hướng lên trên yêu cầu, có thể hồn đạo sư nếu tiêu hao, muốn bổ sung lính liền không dễ dàng. Đang lúc Quách Nộ chuẩn bị quay người phản hồi tự mình doanh trướng thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được có chút không đúng, không khí chung quanh tựa hồ có sở biến hóa tựa như. Thân là một gã bát cấp hồn đấu la cấp bậc cường giả, hắn mặc dù không phải truyền thống hồn sư, cá nhân thực lực không có mạnh như vậy, nhưng hồn đấu la cấp bậc cảm giác vẫn phải có. Phát hiện không đối với đó về sau, hắn theo bản năng hướng phía mình cảm giác được phương hướng nhìn lại, thấy lại là mình này trong xoáy trứng tựa hồ có tia sáng kỳ dị đang lóe lên. Ồ, chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm Quách Nộ cả kinh. Xoáy trứng chỗ đó tựa hồ có mãnh liệt kim loại hào quang đang lóe lên, mà còn đang không ngừng tăng cường, một cổ vô hình khí tức sơ xác đang tại bằng tốc độ kinh người lan tràn ra phía ngoài, nhưng tựa hồ nhận lấy xoáy trứng áp chế, tia sáng này mới không có hoàn toàn bạo phát đi ra, tựa như không đúng, có biến. Quách Nộ hét lớn một tiếng, toàn thể cảnh mão giới, hồn đạo liên động phòng ngự mở ra, nhanh. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tính cách của hắn luôn luôn là cẩn thận chặt chẽ đấy. Thế nhưng mà, lúc này đã là đêm khuya, ngoại trừ trị thủ hồn đạo sư bên ngoài, càng nhiều nữa hồn đạo sư cũng đã nghỉ ngơi. Dưới loại tình huống này, hắn cái này gầm lên giận dữ, có thể nghe được người thật đúng là không có mấy cái. Quách Nộ nhanh chóng phóng xuất ra mình cấp 8 hồn đạo vòng bảo hộ, một bên rất nhanh hướng phía xoáy trướng phương hướng chạy tới, một bên xuất ra một cái cảnh báo hồn đạo khí nhấn. Lập tức, toàn bộ hồn đạo khí trận địa ở trong, còi báo động chói tai bỗng nhiên vang lên, mà ngay cả chung quanh đóng quân quân đội cũng xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A đều có thể rõ ràng nghe thấy tiếng cảnh báo. Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư quân đoàn đều là kinh nghiệm huấn luyện tinh nhuệ, cái này thứ hai hồn đạo sư quân đoàn cũng là vốn là thập đại hồn đạo sư quân đoàn một trong, cũng không phải tạm thời chấp vào cái chủng loại kia hồn đạo sư đoàn. Quách Nộ bên này cảnh báo vừa phát ra, trị thủ hồn đạo sư lập tức kịp phản ứng, hồn đạo khí trận địa ở trong, từng đạo hồn đạo khí hào quang sáng lên, trước hết nhất khởi động đúng là vòng ngoài liên động pháp trận phòng ngự, một tầng trắng noãn mảng ánh sáng lập tức lóng lánh. Ngay sau đó, hồn đạo khí trận nội bộ tầng thứ hai liên động phòng ngự trận địa đã ở mở ra bên trong. Nhưng là vừa lúc đó, trong xoáy trướng quang mang đã mở ra đã đến cực hạn. Quách Nộ lúc này đã vò tới xoáy trướng trước, hắn một bà liền kéo ra xoáy trướng lều vài màn cửa, kéo ra đồng thời, bất chấp đau lòng, lập tức mở ra một cái vô địch vòng bảo hộ. Hắn mặc dù không biết trong xoáy trướng là vật gì, nhưng theo này ánh sáng mãnh liệt mang, cùng với không ngừng tăng cường khắc nghiệt khí tức, hắn cũng có thể cảm giác được đó là không giống bình thường tồn tại, cho nên mới phá lệ coi chừng. Lều vài màn cửa sốc lên, một cổ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ đập vào mặt, trên người Quách Nộ cấp 8 hồn đạo vòng bảo hộ lập tức kịch liệt run rẩy lên, hồn đạo vòng bảo hộ mặt ngoài vậy mà nhanh chóng xuất hiện liệt ngân, mà kinh khủng kia tràn ngập sắc bén khí tức sơ xác cũng là bỗng nhiên theo trong trướng bổng lao ra, toàn bộ xoáy trướng cùng với trong xoáy trướng hết thảy vật phẩm, tất cả đều bị xé thành mảnh nhỏ. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Recap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.